hắn một mực trốn ở trong hư không, tìm cơ hội sẽ xuất thủ. Hiện tại, chính là tốt nhất cơ hội. Luân hồi thiên kiếm ủng ủng vang dội, hóa thành trăm ngàn trượng dài, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Nguyên bản màu vàng sậm luân hồi thiên kiếm, giờ phút này bị Diệp Thần quán chú tự thân máu tươi, hiện ra đỏ nhạt màu sắc, tràn đầy sát khí. Mà Diệp Thần thân thể, hoang cổ thần thể, bàn thạch tâm pháp, toàn bộ bùng nổ. Hắn thân xác, tản mát ra hoang cổ uy nghiêm, lại uyển như bàn thạch vậy vạn cổ vĩnh hằng. Vậy trầm ổn mà uy mãnh tư thái, để cho toàn trường tất cả người, đều có một loại cảm giác, cho dù là tột cùng nhất tâm ma hạ xuống, cũng không cách nào ăn mòn đến Diệp Thần chút nào vậy. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Diệp Thần quát to một tiếng, vô địch luân hồi thiên kiếm, bộc phát ra chín luân huyết nguyệt đỏ thắm cảnh tượng, khí thế kinh thiên, hung hăng hướng Đế Thích Thiên bổ xuống. Đáng chết! Đế Thích Thiên ra mặt co giúp, hắn bày con mồi, dẫn dụ Diệp Thần vào cuộc, vốn là muốn dựa vào thần vũ trụ thực lực, đem Diệp Thần giết chết. Dẫu sao, thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, là địa ngục giới người mạnh nhất, hắn nếu như ra tay, không có người nào có thể ngăn trở. Nhưng hiện tại, bởi vì thiên nữ hạ xuống, lại dùng hứa nguyện tiên trì lực lượng, tạm thời ngăn cách thần vũ trụ tâm ma, để cho Đế Thích Thiên không cách nào điều khiển. Mất đi thần vũ trụ cái này lớn nhất con rối, hắn đối mặt Diệp Thần ngút trời chém một cái, nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thời khắc này Diệp Thần đã chặt đứt 20 đạo gông xiềng, thân xác 10 ra toàn bộ đột phá, lực lượng dâng trào đến không thể tưởng tượng nổi bước. Cho dù là Đế Thích Thiên, đối mặt Diệp Thần hung hãn một kiếm, cũng là cảm thấy nghẹt thở. Giết! Cùng lúc đó, chung quanh tân khách, một hồi bạo động. Cấm Thiên Tứ Lão, Hoang tộc trưởng lão đoàn, Phong thần hội cường giả, dẫn rất nhiều võ giả, đồng thời làm khó dễ, hướng Đế Thích Thiên tập sát đi. Đế Thích Thiên nhất thời rơi vào tuyệt cảnh vậy bao vây bên trong đi, nếu như có thần vũ trụ mà nói, trước mắt cái này các loại kẻ địch, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tạm thời không cách nào khống chế nữa thần vũ trụ, muốn hắn một người, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Cho ta ngăn lại bọn họ. Trong lúc nguy cấp, Đế Thích Thiên quát to một tiếng, tâm ma phát động, vậy rất nhiều giới vương điện cường giả, chính là đồng loạt mãnh liệt ra, hướng Cấm Thiên Tứ Lão các người nhào tới. Mặc dù thần vũ trụ mất đi khống chế, nhưng giới vương điện những cường giả khác, còn ở Đế Thích Thiên tâm ma dưới sự khống chế. Vậy rất nhiều giới vương điện cường giả, cùng Cấm Thiên Tứ Lão các người, mãnh liệt đụng vào nhau, trong chốc lát máu tươi văng tung tóe. Không biết có nhiều ít cổ thi thể ngã xuống. Đế Thích Thiên tạm thời chặn lại Cấm Thiên Tứ Lão sát phạt, nhưng Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, đã lăng không bổ xuống, nhưng là tuyệt đối không ngăn được. Thằng nhóc này, chỉ là chặt đứt thân xác không xiềng, liền cường hãn đến như vậy bước. Đế Thích Thiên con người kịch liệt co rúc lại, hắn cảm đến thời khắc này Diệp Thần, đơn giản là một tôn nghịch thiên chiến thần, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Lấy hắn thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thực lực, thậm chí còn chấp trưởng 9 tầng trời thần thuật, ở Diệp Thần uy áp hạ, lại có thể cũng là nghẹt thở, không thể hô hấp. Nếu như bị Diệp Thần một kiếm chém trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sống chết trước mắt, Đế Thích Thiên tốc độ cực nhanh, bàn tay một chiêu, trên tế đàn hắc quan, xé trời phóng tới, ngăn ở đỉnh đầu hắn trên. Diệp Thần một kiếm này, nếu như bổ xuống, cố nhiên có thể giết chết Đế Thích Thiên, nhưng liên quan hắc quan bên trong Thiện Nhu, đều phải một thể giết chết. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thân kiếm theo bản năng đi bên tránh. Oanh! Hắn hung hăng một kiếm, chém vào Đế Thích Thiên bên chân. Toàn bộ giới vương điện quảng trường, ở Diệp Thần một kiếm chém hạ, đều là xuất hiện một cái sâu đậm kẽ hở. Đế Thích Thiên hoảng hốt lui về phía sau, vậy bị kiếm khí đánh vào, ngũ tạng lục phủ một hồi hỗn loạn. Nhưng thật may, hắn không chính diện bị Diệp Thần chém trúng, cuối cùng không bị thương. Vậy địa ngục su hắc quan, rớt xuống đất. Đế Thích Thiên đã không rảnh chiếu cố đến, vội vàng kéo thần vũ trụ, phi thân lui về phía sau, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, người tiến bộ, so ta tưởng tượng, còn muốn nhanh mạnh gấp trăm ngàn lần, ta không phải ngươi địch thủ. Nhưng ngươi ngày hôm nay giết không chết ta, vậy đừng muốn rời đi. Đế Thích Thiên hất tay một cái, thả ra ngập trời tâm ma phi kiếm, tự thân mang thần vũ trụ, ẩn nhập đền chỗ sâu. Vậy một cái thanh tâm ma phi kiếm, trôi lơ lửng ở trên trời, trên mặt đất, Cấm Thiên Tứ Lão,
Hoang tộc trưởng lão Đoàn các người, còn có rất nhiều tân khách, gặp phải vậy tâm ma phi kiếm ánh chiếu, mọi người trên mình, đều là tràn ra từng tia hắc khí, tâm ma lại muốn bị câu đưa ra. Không tốt, mau lui lại. Cấm thiên tứ lão hoảng hốt, bọn họ vốn là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, tùy thời để phòng tâm ma ăn mòn. Nhưng đế thích thiên dựa vào giới vương điện địa mạch, tâm ma lực sát thương cũng là lớn lớn tăng lên, cái này một tí tâm ma phi kiếm ánh chiếu, bao gồm cấm thiên tứ lão ở bên trong, mọi người tâm ma, cũng có dấu hiệu muốn phát tác. Chỉ có Diệp Thần, thân như bàn thạch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Các vị chú ý! Diệp Thần thấy đám người phải bị tâm ma khống chế, sải bước bước ra, sau lưng toát ra từng luồng ánh sao. Hồng Mông đại tinh không, bảo vệ. Một phiến khoáng đạt tinh không, ở Diệp Thần sau lưng mở ra, đem cấm thiên tứ lão các người, và toàn trường tân khách, toàn bộ bao phủ đi vào. Ở Hồng Mông tinh không chiếu rọi xuống, trên người mọi người hắc khí, đều là tiêu tán chạy đi, tâm ma cũng là lắng xuống. Trước đây võ tổ hạ xuống, trước khi đi, giao cho Diệp Thần Hồng Mông lớn tinh không cảm ngộ, để cho được Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không, tu vi cũng là càng thâm hậu hơn. Cho dù là giờ phút này đế thích thiên tâm ma, cũng không cách nào ăn mòn Diệp Thần tinh không. Ở Diệp Thần tinh không dưới sự che chở, tất cả mọi người đều là trong lòng yên lặng, lại cũng không có bị tâm ma ăn mòn nguy hiểm. Luân hồi chi chủ thật là to lớn vô địch. Nếu không phải hắn, chúng ta hôm nay tất khó thoát một kiếp. Đám người thoát khỏi tâm ma ảnh hưởng, mắt nhìn Diệp Thần, đều là vô cùng sùng bái cùng rung động. Nếu như không phải là có Diệp Thần che chở, bọn họ ngày hôm nay, rất có thể liền muốn quen ở chỗ này. Đi mau! Diệp Thần tuy đánh lui đế thích thiên, nhưng như cũng bắt được sâu đậm nguy hiểm, lập tức một tay ôm lấy hắc quan, đi bên ngoài rút lui đi. Đám người vậy mơ hồ cảm thấy, ở giới vương điện chỗ sâu, có hung mãnh linh khí chập chờn truyền ra. Vội vàng ở Diệp Thần tinh không dưới sự che chở, nhanh chóng rút lui. Oanh! Lúc này, dưới vương điện chỗ sâu, một đạo thương màu xanh trùm tia sáng, phóng lên cao. Dưới vương điện bảo vệ đại trận, chính thức bộc phát. Luân hồi chi chủ, ta nói qua, ngày hôm nay ngươi không chạy thoát được. Đế thích thiên thanh âm lãnh khốc, từ đền chỗ sâu truyền tới, hắn gặp chính diện đánh nhau, không đánh lại Diệp Thần, liền mở ra dưới vương điện bảo vệ trận pháp. Thương màu xanh trùm tia sáng, thông suốt bầu trời, cột sáng kia bên trong, có một khối đá bia hư ảnh, mơ hồ lơ lửng. Vậy bia đá, cổ xưa huyền ảo, in một cái chữ thiên. Bia đá hư ảnh vừa xuất hiện, Diệp Thần liền cảm thấy, mình trong cơ thể rất nhiều luân hồi huyền bi, cũng cùng vậy bia đá sinh ra đồng tình. Đó là cái gì? Diệp Thần nhìn bia đá hư ảnh, một hồi chấn động. À, lại là luân hồi huyền bi bên trong. Thần bí nhất thiên bia. Luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão phát ra thanh âm thán phục. Diệp Thần kinh hãi, nói thiên bia. Luân hồi huyền bi có 10 khối, hắn đã thu tập được 9 khối, còn thiếu cuối cùng một khối, không có thể viên mãn. Hoàng lão thở dài nói, không sai, ngày trước bia, chính là cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, cũng là thần bí nhất, cường đại nhất một khối, thậm chí so với cái khác 9 khối luân hồi huyền bi, cộng lại đều mạnh hơn. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì, so cái khác 9 khối luân hồi huyền bi, đều mạnh hơn. Hoàng lão đạo, đúng là như vậy. Thiên bia, đại biểu vô thượng thiên địa quy luật, trời ở trên cao, nhìn bằng nửa con mắt vạn giới, ngày trước bia thậm chí đủ để nghịch chuyển thời không, uy năng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, so với trong truyền thuyết tam hoàng chí bảo, mạnh hơn. Diệp Thần nghe đến chỗ này, cũng là rung động thật sâu. Tam hoàng chí bảo, không vô thần khí. Đó là đủ để nghiền ép thực tế vậy mạnh mẽ. Mà cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, thiên bia, thậm chí so với tam hoàng thần khí, còn cường hãn hơn, thật là sẽ đáng sợ đến cái gì bước. Hoàng mắt lão con người híp lại, nói, như ngươi có thể bắt được thiên bia, luân hồi huyết mạch là được hoàn toàn khôi phục viên mãn, chỉ sợ cái này thế gian, lại cũng không người là ngươi địch thủ. Diệp Thần tim đập bịch bịch, ngưng nhìn bầu trời ở giữa thiên bia hư ảnh. Ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Chấp trưởng thiên bia, là được hoành đẩy đời này vô địch. Chẳng lẽ truyền thuyết kia ở giữa thiên bia, liền ở giới vương điện bên trong? Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên hỏi. Hoàng lão bấm ngón tay tính toán, nói không, giới vương điện có, chỉ là thiên bia một món hư ảnh, chỉ có bản thể một phần tỷ năng lượng, chưa đủ liền nói. Hắn lời nói mới vừa rơi xuống,
ngay trước bia hư ảnh, toát ra vô cùng ánh sáng rực rỡ, từng luồng thiên hà thủy khí, bao phủ thiên địa bốn phương, hào hùng uy áp gào thét xuống, hóa thành một đạo đạo thiên thần trường, bịch bịch vang dội, hung hăng hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, vội vàng lui về phía sau. Bình bịch bịch, vậy một đạo đạo thiên thần trường, đánh giết ở hắn mới vừa đứng địa phương, mặt đất cùng hư không, đều bị đánh được nổ tung, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Cái loại này lực lượng, cũng là chưa đủ liền nói sao. Diệp Thần khóe miệng kéo động, cảm thấy có điểm ngoại hạng. Hoàng lão đạo, dĩ nhiên, chân chính thiên bia, uy thế so với cái này, còn cường hãn hơn hàng tỷ lần, coi trời bằng vung, mênh mông vô địch, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Hắn ngay lúc nói chuyện, vậy một đạo đạo thiên thần trưởng, lại đang điên cuồng đánh giết Diệp Thần. Thiên bia hư ảnh chấn động hạ, còn có một đạo đạo thiên thần kiếm, thiên cuồng đao, từ mênh mông trong hư không nổ lên, hung hoành chém chết. Diệp Thần vô cùng chật vật tránh thoát, ở hắn vùng lân cận võ giả, đập một hạ thiên bia hơi thở, liền bị nghiền bể thành phấn vụn. Đám người thấy một màn này, rối rít hoảng sợ hô to. Giới vương điện bảo vệ trận pháp phát động. Truyền thuyết giới vương điện đại trận, lấy cổ xưa thần bia làm trận mắt, một khi phát động, đủ để nghiền diệt hết thảy kẻ địch. Chạy mau! Vô số võ giả tranh nhau chỉ sau đó, đi giới vương điện bên ngoài chạy đi. Không thiếu chạy trốn chậm hơn võ giả, gặp phải thiên đao, thiên kiếm, thiên trưởng vân. Vân bảo vệ khí tượng chém chết, tại chỗ liền bị chém thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Ha ha ha! Đế Thích Thiên tiếng cười lớn, từ đền chỗ sâu truyền ra. Bảo vệ đại trận mở ra động, vậy đơn giản là cối xay thịt, muốn vặn cổ hết thảy. Diệp Thần cảm thấy sâu đậm uy hiếp, cái này bảo vệ đại trận, lấy thiên bia một chút năng lượng làm trận mắt hạch tâm, một khi phát động, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi khủng bố, cho dù là vô lượng cảnh cường giả, cũng có thể tổn thương nặng. Các vị trưởng lão, các ngươi đi trước. Diệp Thần nhìn Cấm Thiên Tứ lão, trở tay sắp tối quan ném cho bọn họ, Thiện Nhu liền chứa ở bên trong. Diệp Thần bị Đế Thích Thiên ngoài định mức nhằm vào, vậy bảo vệ đại trận sát phạt, phần lớn năng lượng đều chút xuống ở trên người hắn, hắn tả hữu đằng na né tránh, hơi có chút chật vật. Cấm Thiên Tứ lão tiếp lấy hắc quan, đem mở ra, quả nhiên thấy hôn mê Thiện Nhu, nằm ở bên trong. Luân hồi chi chủ, bảo trọng. Bọn họ đỡ Thiện Nhu, vội vàng đi ra ngoài thối lui. Vậy bảo vệ đại trận sát phạt, chân thực quá kinh khủng, bọn họ coi như muốn cứu Diệp Thần, cũng không cách nào cứu viện. Đáng chết! Diệp Thần vận chuyển hoang cổ thần thể, bàn thạch tâm pháp, thân thể như kim cương bàn thạch, thậm chí mượn hỗn độn đất đế năng lượng, nhưng ở chung quanh vô số thiên đao thiên kiếm chém chết hạ, vẫn là chật vật, trên mình bị vặn ra đạo dấu máu, máu thịt mơ hồ. Thiên bia uy năng, chân thực không cách nào dùng lời nói hình dạng, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước. Giới vương điện chỉ là đạt được thiên bia một tia linh khí, đổi thành hơi lớn trận, sát phạt giống như này hung hãn, liền thời khắc này Diệp Thần, cũng không có so chật vật. Nếu như không phải là Diệp Thần luyện thành hoang cổ thần thể, chảm phá thân xác không xiềng, lại có đại năng bảo vệ, hắn hiện tại có thể đã chết. Nhưng dù vậy, Diệp Thần vậy cảm thấy, mình tan xương nát thịt sắp tới, căn bản không có thể chạy ra khỏi thiên bia đại trận sát phạt. Hoang lão, mượn ta lực lượng. Diệp Thần nội tâm kêu to, giờ phút này chỉ có dựa vào hoang lão, mới có thể chạy khỏi đi ra ngoài. Không, thằng nhóc, ngày hôm nay chúng ta có thể đều phải chết. Thiên bia vừa vặn khắc chế ta, ta lực lượng, tại thiên bi trước mặt, không có một chút chỗ dùng. Hoang lão phát ra vô cùng ngưng trọng thanh âm. Hắn bị luân hồi mộ địa trấn áp, vậy luân hồi mộ địa trung cực lực lượng, thật ra thì có bộ phận xuất xứ từ thiên bia. Hắn bị thiên bia gắt gao khắc chế. Tại thiên bi trước mặt, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, hắn đều không cách nào vận dụng lực lượng. Diệp Thần cả kinh thất sắc, hoang lão cường hãn như vậy, đều phải bị thiên bia áp chế, ngày trước bia rốt cuộc cường hãn đến cái gì bước. Ở vô số thiên đao thiên kiếm sát phạt hạ, một cái võ giả thi thể ngã xuống. Phong thần hội cường giả, muốn che chở Diệp Thần rút lui, nhưng chết hơn nửa, cũng không cách nào đến gần Diệp Thần, cuối cùng cũng chỉ có thể bị buộc rút lui. Diệp Thần lâm vào tuyệt cảnh, thiên bia đáng sợ, đủ để đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sống chết trước mắt, Diệp Thần sử dụng nhân hoàng thánh đao, chuẩn bị rút ra đao, cháy luân hồi, liều chết đánh một trận. Nhưng mà lúc này, một đạo kim sắc nhỏ hết sức bóng người,
như ma quỷ ảnh vậy từ trong hư không nhảy ra, ôm Diệp Thần thân thể, nhanh chóng mang hắn rời đi. Diệp Thần cảm thấy một hồi mềm mại, nghiêng đầu vừa thấy, ôm người hắn, là một người mặc màu hoàng kim quần áo cô gái, lụa đen che mặt, nhưng từ nàng lộ ra nửa bên mặt bàng tới xem, cũng là xinh đẹp như mị ma chuyển thế. Thiên bia hư ảnh chấn động, vô số đao kiếm sát khí chém xuống, nhưng phụ nữ kia thân như ma quỷ ảnh, không ngừng thiểm lược, trực tiếp tránh thoát vô cùng sát phạt, một đường mang Diệp Thần, bay ra giới vương điện bên ngoài sơn môn. Luân hồi chi chủ, cùng ta đi thôi. Cái này mị ma vậy cô gái, câu hồn cười một tiếng, thanh âm mang một chút lãnh khốc ý, nhìn Diệp Thần ánh mắt, liền giống như là nhìn con mồi, biến dạng hư không, lập tức mang Diệp Thần rời đi. Một hồi không gian khí lưu, trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần chính là theo vậy mị ma cô gái, chuyển đến một nơi tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ. Cô gái đem Diệp Thần ném xuống đất, Diệp Thần một cái nhảy lên, đứng dậy, hơi có chút nghi ngờ cùng cảnh giác, đánh giá phụ nữ kia. Cô gái kia tu vi hơi thở, lại đạt tới vô lượng cảnh, cực kỳ hung hãn. Diệp Thần nắm nhân hoàng thánh đao, ngưng thần mà đợi. Không cần như thế khẩn trương, ta nếu cứu ngươi, liền sẽ không hại ngươi. Cô gái một tiếng lạnh nhạt cười, nhàn nhạt nói. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, nếu như không có cô gái này cứu giúp, hắn có thể hay không chạy ra khỏi giới vương điện, đều là không biết sự việc. Nghĩ đến thần vũ trụ thành con rối, đế thích thiên khống chế toàn bộ giới vương điện, Diệp Thần lại là một hồi lo âu. Không biết thần vũ trụ, có còn hay không khôi phục cơ hội. Nếu như thần vũ trụ, một mực bị đế thích thiên khống chế, vậy đế thích thiên tương đương với nhiều một cái vô lượng cảnh hậu kỳ siêu cấp đả thủ, cái này thế gian trừ vũ hoàng cổ đế bên ngoài, sợ rằng không người có thể đè ép được hắn. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng không muốn như thế nhiều, hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn nhìn về phía vậy mị ma vậy cô gái, nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, không biết tiền bối cao tính đại danh. Phụ nữ kia cười nói, kêu ta tiền bối, sẽ hay không quá lộ vẻ già liền một chút. Vừa nói, nàng chậm rãi tháo xuống cái khăn che mặt, lộ ra một tấm tuyệt diễm trắng nõn, vô cùng diêm dúa lòe loẹt gương mặt. Diệp Thần nhìn nàng diêm dúa lòe loẹt gương mặt, còn có khóe miệng cười mỉa độ cong, nội tâm bình tĩnh nói, người tu vi vô lượng cảnh, dĩ nhiên là ta tiền bối. Hắn tu luyện bàn thạch tâm pháp sau đó, nội tâm đã là vô cùng kiên định, cô gái này coi như là mị ma diêm dúa, cũng không khả năng dung chuyển hắn tâm cảnh chút nào. Phụ nữ kia cười khanh khách, nói ta kêu Huyễn Mị Hâm, người nếu không chê, kêu ta một tiếng tỉ tỉ cho giỏi. Diệp Thần dừng một chút, liền chắp tay kêu lên, Huyễn cô nương, đa tạ cứu giúp. Vậy chị hai chữ, dĩ nhiên là gọi không ra miệng. Huyễn Mị Hâm lại là một hồi cười duyên, trang điểm lộng lẫy, nói Tố Văn Luân hồi chi chủ phong lưu, làm sao ở tỉ tỉ trước mặt, nhưng như vậy cẩn trọng. Diệp Thần nói, Huyễn cô nương nói đùa, như không có chuyện gì nói, ta cáo từ trước, ngươi cứu ta rất là cảm kích, đem ngươi tới có thể đến Cấm Thành Thiên tìm ta, như cần gì thù lao, ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Nói xong, Diệp Thần liền muốn xoay người rời đi, hiện tại đế thích thiên nắm trong tay giới vương điện, thế cục hung hiểm vô cùng, hắn phải trở về, và Cấm Thành Thiên các vị trưởng lão, hoàng tộc cao tầng trưởng lão Vân, thương lượng đối sách. Thật may Thiện Nhu đã giải cứu ra, ngược lại cũng miễn đi một cái tai họa ngầm. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Huyễn Mị Hâm thấy Diệp Thần muốn đi, mặt đẹp nhất thời run lên, như ma quỷ ảnh vậy cướp đến Diệp Thần bên người, mảnh khảnh bàn tay, nắm được Diệp Thần cổ họng, thật giống như Diệp Thần chỉ cần hơi không thuận nàng ý, nàng thì phải trực tiếp bóp chết Diệp Thần vậy. Diệp Thần trầm giọng nói, Huyễn cô nương đây là ý gì? Huyễn Mị Hâm nhìn Diệp Thần trong tay nhân hoàng thánh đao, thanh âm hơi có chút phát run nói, nhân hoàng thánh đao, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Thanh đao này, không phải ở thần vũ trụ trên tay sao? Diệp Thần nói, là thần vũ trụ đưa cho ta, hắn nói thanh đao này là hắn tâm ma, hắn trước kia thời thời khắc khắc, mỗi ngày mỗi đêm, cũng muốn rút ra đao ra khỏi vỏ, kết quả từ đầu đến cuối không thể thành công, ngược lại trì hoãn tự thân tu vi. Huyễn Mị Hâm từ Diệp Thần trong tay, cầm lấy nhân hoàng thánh đao, đặt ở trên tay mình, chừng lặp đi lặp lại tường tận, môi không ngừng run rẩy, lại thử nghiệm rút ra đao, nhưng không cách nào dung chuyển chút nào. Diệp Thần gặp ánh mắt nàng trong suốt, cũng không vẻ tham lam, vậy mặc cho nàng thử nghiệm rút ra đao. Huyễn Mị Hâm nói, ngươi có thể rút ra thanh đao này sao?
Diệp Thần nói, có thể rút ra một nhỏ đoạn, nhưng xa xa không thể rút ra toàn bộ. Huyễn Mị hâm hừ một tiếng, nói, khoác lác, Nhân Hoàng Thánh Đao chính là không vô thần khí, Tam Hoàng Chí Bảo một trong, biên giới vương đắng nhân sâm trăm ngàn kỷ nguyên, cũng không thể rút ra, người liền võ đạo gông xiềng, cũng còn không toàn bộ chặt đứt, người còn có thể chịu đựng rút ra đao. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ, ta xem ngươi cũng không có cái này tư cách. Diệp Thần tức giận nói, ngươi không tin cũng được. Huyễn Mị hâm đem Nhân Hoàng Thánh Đao, nhét hồi Diệp Thần trong tay, nói, ngươi có thể rút ra đao, liền rút ra cho ta xem. Diệp Thần nói, rút ra đao tiêu hao quá lớn, ta không rút ra. Huyễn Mị hâm ánh mắt run lên, đầu ngón tay lại bóp lại Diệp Thần cổ họng, nói, chỉ gọi em rút ra đao, ngươi rút ra cũng được. Là lý giải dòng chút gì, có tin là ta giết ngươi hay không? Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói tràn đầy sát khí, hiển nhiên là thật có động sát thủ ý, cũng không phải là hù dọa người. Diệp Thần bình tĩnh nói, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ vậy không như vậy dễ dàng. Huyễn Mị hâm ra mặt hơi quất sút ra, cuối cùng không động thủ thật, buông xuống bàn tay nói, ngươi như muốn biết đạo thiên bia đầu mối, liền rút ra đao cho ta xem. Nghe vậy, Diệp Thần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, theo bản năng nắm tay nàng cổ tay, kêu lên, người biết đạo thiên bia rơi xuống. Huyễn Mị hâm hất ra Diệp Thần tay, cả giận nói, cái gì ngươi à ngươi a, kêu tỉ tỉ. Ngươi muốn hỏi thăm thiên bia tin tức, trước rút ra đao đi ra nói sau. Diệp Thần tim đập bịch bịch, thiên bia là tất cả luân hồi huyền bi bên trong, cường hãn nhất một khối, so cái khác 9 tấm bia đá, cộng lại đều cường hãn hơn. Nếu như có thể tìm được thiên bia, hắn luân hồi huyết mạch, liền có thể hoàn toàn khôi phục viên mãn. Mới vừa ở giới vương điện, thần vũ trụ bảo vệ đại trận, chỉ là có một món thiên bia hơi thở, uy thế liền như vậy đáng sợ, nếu như là hoàn chỉnh thiên bia, chỉ sợ toàn bộ thế gian, không người nào có thể ngăn cản. Hiện tại Huyễn Mị hâm nói, nàng biết đạo thiên bia đầu mối, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Được, ngươi lui về phía sau một chút, ta liền rút ra đao cho ngươi xem. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nắm chặt Nhân Hoàng Thánh Đao nói. Huyễn Mị hâm hiển nhiên là biết, Nhân Hoàng Thánh Đao có cường hãn dường nào, nghe được Diệp Thần muốn rút ra đao, liền liên tục lui về phía sau, đứng ở đàng xa hội. Diệp Thần một tay cầm cán đao, một tay cầm thân đao, hít sâu một hơi, cả người linh khí hội tụ ở trên hai tay, hoang cổ thần thể mở, lực lượng như nước thủy triều như biển vậy bung ra. Hô! Đi đôi với quát to một tiếng. Diệp Thần đột nhiên rút ra đao, đem vậy Nhân Hoàng Thánh Đao thân đao, kéo ra khỏi nho nhỏ một đoạn. Vậy nho nhỏ một đoạn thân đao, chỉ có hai ngón tay cũng rộng, rút ra một cái, liền có một đạo kim sắc đao mang, bung ra. Suy, màu vàng đao mang chém ra, thế như trẻ tre, dễ như bớn, đem phía trước một lớn cánh rừng, toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Đao mang uy lực còn lại không giảm, phá không chém ngang mấy ngàn dặm, đem phía trước mấy ngàn dặm hư không. Tất cả núi cao núi lớn, đại thụ che trời, không gian quy luật, toàn bộ chặt đứt. Không gian đều bị chém ra, một cái đen nhánh không gian lỗ hổng, duyên triển mấy ngàn dặm xa, chứng kiến Diệp Thần vậy một đao khủng bố. Ho! Rút ra đao kết thúc, Diệp Thần cả người khí lực hao hết, gân cốt đau nhức, gương mặt một hồi trắng bệch, thân đao tự động lùi về sau bên trong, hắn bởi vì dây dưa lực quá độ, quỳ một chân trên đất. Nhân Hoàng Thánh Đao! Sát phạt mũi nhọn tương đương ác liệt, nhưng rút ra đao tiêu hao khí lực, cũng là kinh người, chỉ là một tí rút ra đao, Diệp Thần liền bị rút sạch tất cả linh khí. Huyễn Mị hâm nhìn vậy một đao huy hoàng, vậy một đao ác liệt, vậy một đao thần thánh, hoàn toàn sợ ngây người. Nàng đầu ngón tay che miệng anh đào nhỏ, cặp mắt xoanh mãn liền nước mắt, thân thể mềm mại không ở phát run, cuối cùng lệ kia nước dọc theo gò má, trượt rơi xuống. Nàng lại có thể khóc. Ngươi khóc cái gì? Diệp Thần nuốt vào một viên bổ máu hồi khí đan dược, chống thân đao đứng lên, còn từng ngụm thở hào hển, thấy Huyễn Mị hâm lại có thể rơi lệ khóc, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Huyễn Mị hâm ngơ ngác không nói ra lời, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn bầu trời bên trong, bể không gian lỗ hổng, tựa hồ còn không dám tin tưởng, Diệp Thần thật rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Mặc dù chỉ là một nhỏ đoạn, nhưng cái này một nhỏ đoạn thân đao, bùng nổ mũi nhọn. Đủ để chảm thiên liệt địa. Diệp Thần gặp nàng không nói lời nào, cũng không tốt hơn hỏi, liền yên lặng chờ. Ước chừng qua nửa giờ, Huyễn Mị hâm tâm trạng,
mới khôi phục như cũ, lau sạch trên gương mặt nước mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thật ra thì ta là Huyễn gia hộ pháp, vậy cầm Nhân Hoàng Thánh Đao, là chúng ta Huyễn gia, chưa từng không lúc nào không bên trong mang ra ngoài, chúng ta Huyễn gia và Hoang tộc, Kiếm tộc như nhau, đều là chưa từng không lúc nào không bên trong chạy nạn đi ra ngoài chủng tộc. Diệp Thần nghe nàng nói tự thân gia thế lai lịch, còn có Nhân Hoàng Thánh Đao lai lịch, một hồi ngạc nhiên nói, Nhân Hoàng Thánh Đao, là các người Huyễn gia đồ. Không phải thuộc về giới vương điện sao? Huyễn Mị Hâm nhìn Diệp Thần trong tay Thánh Đao, ánh mắt suy nghĩ phức tạp muôn vàn, nói, chúng ta Huyễn gia từng có tiên đoán, ai có thể rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, người đó chính là chúng ta Huyễn gia người cứu độ. Nhưng, vạn cổ tới nay, chúng ta Huyễn gia bên trong, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao chút nào. Cuối cùng, chúng ta vạn bất đắc dĩ, đem Nhân Hoàng Thánh Đao, đưa cho giới vương điện, hy vọng thần thông quảng đại thần vũ trụ, có thể rút ra đao ra khỏi vỏ, không nghĩ tới thần vũ trụ vậy thất bại. Diệp Thần nghe đến chỗ này, tim giật mình, nói, ngươi là muốn nói, ta là các ngươi Huyễn gia người cứu độ. Huyễn Mị Hâm lắc đầu một cái, nói ta cũng không biết, dẫu sao ngươi cũng không thể rút ra toàn bộ thân đao, nhưng có thể rút ra một nhỏ đoạn, đã là chưa từng có ai kinh thiên sự nghiệp, không hổ là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Huyễn Mị Hâm tâm trạng, tựa hồ đã hoàn toàn bình tĩnh, còn có nhiều hứng thú, hướng về phía Diệp Thần chớp chớp mắt. Diệp Thần ho khan hai tiếng, nói ta cũng không quản các ngươi Huyễn gia, có cái gì tiên đoán, nhưng dựa theo ước định, ta có thể rút ra thánh đao, ngươi phải nói cho ta thiên bia rơi xuống. Huyễn Mị Hâm nói, thiên bia rơi xuống, ta cũng không biết cụ thể, ta chỉ biết một chút đầu mối. Diệp Thần nói, có đầu mối cũng có thể, nói cho ta. Hắn suy diễn thủ đoạn thông thiên, chỉ cần có đầu mối, dùng tinh thiên thủy kính chiếu một cái, có lẽ có thể chiếu hôm nay bia chân chính chỗ. Huyễn Mị Hâm nhưng có chút ngưng trọng nhìn bốn phía, nói thiên bia vô cùng là thần bí, quan hệ trọng đại, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu bị một ít không thể danh trạng quái vật, bắt được cái gì thiên cơ, người ta đều phải chết, như người thuận lợi, liền theo ta đi ta Huyễn gia tổ địa một chuyến. Diệp Thần trong lòng rét một cái, suy nghĩ nếu có thiên bia đầu mối, đi một chuyến Huyễn gia cũng không sao, huống chi Huyễn Mị Hâm đối hắn, vậy đích xác không có ác ý. Được, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp ứng. Rất tốt. Huyễn Mị Hâm vậy gật đầu một cái, lúc này biến dạng ra một cái không gian đường hầm, kéo Diệp Thần bước vào đi vừa nói. Ta Huyễn gia gần đây, ra một vị tuyệt thế thiên tài, kêu Huyễn Tinh Vũ. Tấn thăng thiên huyền cảnh 4 tầng thiên sau đó, trọng trảm gông xiềng thành công, trảm ra 96 nói hắn có thể, rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, liền kêu ta đi giới vương điện thu hồi. Diệp Thần nói, trảm ra 96, đó đích xác là thiên tài. Thái Thượng Thiên Nữ trảm ra số lượng, cũng là cái này. Vậy Huyễn Tinh Vũ, trảm ra cùng thiên nữ tương đương, tự nhiên có thể gọi là thiên tài, thậm chí đối phương còn muốn rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Huyễn Mị Hâm nói, đáng tiếc giới vương điện gần đây, bị đế thích thiên khống chế, thần vũ trụ thành con rối, ta cũng cầm không trở về Nhân Hoàng Thánh Đao, liền một mực trong bóng tối ẩn núp, tìm cơ hội. Nào nghĩ tới, Nhân Hoàng Thánh Đao, lại có thể rơi xuống ở trên tay ngươi. Diệp Thần hơi ngưng trọng nói, vậy, các ngươi Huyễn gia, là muốn từ ta trong tay, thu hồi Nhân Hoàng Thánh Đao. Nhân Hoàng Thánh Đao chính là không vô thần khí, Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn bỏ qua. Nhưng cái này dẫu sao là Huyễn gia đồ, nếu như Huyễn gia muốn thu hồi mà nói, Diệp Thần vậy sẽ vật quy nguyên chủ, sẽ không chết cắn không buông. Huyễn Mị Hâm lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, xem các trưởng lão như thế nào quyết định đi. Dừng một chút, nàng lại có chút dí dỏm, hướng về phía Diệp Thần trừng mắt nhìn, nói, nhưng, tỷ tỷ thích ngươi, thanh đao này ở lại ở trên tay ngươi, tỷ tỷ rất hài lòng, chỉ sợ vậy Huyễn Tinh Vũ không chịu. Diệp Thần nhìn Huyễn Mị Hâm diêm dúa lòe loẹt hình dáng, tâm như bàn thạch, khẽ gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Nhân Hoàng Thánh Đao như thế nào xử lý, hay là đi đến Huyễn gia tổ địa, mới quyết định. So sánh với Nhân Hoàng Thánh Đao, Diệp Thần quan tâm hơn thiên bia rơi xuống. Nếu quả thật có thể tìm được thiên bia mà nói, hắn luân hồi huyết mạch, là có thể hoàn toàn khôi phục viên mãn. Dọc theo không gian đường hầm, một đường tiến về phía trước. Diệp Thần đi theo Huyễn Mị Hâm, rất nhanh đi tới Huyễn gia tổ địa. Đi tới Huyễn gia tổ địa trong nháy mắt,
Diệp Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bởi vì chỗ này, chân thực quá đổ nát. Xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, là một cái gần như hoang phế tròm xóm. Trong thôn mặt, gỗ cỏ tranh làm nhà, vắng lặng mà đổ nát, từ xa nhìn lại, còn có thể thấy không thiếu sụp đổ miếu cùng tế đàn. Đây chính là các ngươi Huyễn gia tổ địa sao? Diệp Thần thấy Huyễn gia tổ địa, như vậy đổ nát, cũng là một hồi kinh ngạc. Huyễn Mị Hâm nói, đúng vậy. Diệp Thần nói, vì sao sẽ đổ nát như vậy? Huyễn Mị Hâm thở dài nói, bởi vì thiên bia. Diệp Thần nói, thiên bia. Huyễn Mị Hâm nói, đúng vậy, truyền thuyết chúng ta Huyễn gia tổ tiên, đã từng muốn chấp trưởng thiên bia, kết quả thất bại, gặp phải thiên bia nguyền rủa. Tại thiên bia nguyền rủa dưới, ta Huyễn gia vĩnh viễn xa vào, vĩnh viễn không có lại quật khởi cơ hội. Hôm nay ta Huyễn gia, khí vận cơ hồ đã xa vào đến tiêu tán, có thể thần vũ trụ chính là lấy là, ta Huyễn gia đã tiêu diệt, cho nên mới đem nhân hoàng thánh đao chuyển đưa cho ngươi. Dưới mắt cục diện này, chỉ có trong truyền thuyết người cứu độ xuất hiện, mới khá để cho ta Huyễn gia, lần nữa chấn hưng. Diệp Thần nói, cho nên ngươi nói ta chính là cái đó người cứu độ. Huyễn Mị Hâm nhún vai một cái, nói có lẽ vậy, tổ tiên tiên đoán là như thế nói là tương lai sẽ có một người xuất hiện, có thể rút ra nhân hoàng thánh đao, cũng chấp trưởng thiên bia, giải trừ ta Huyễn gia nguyền rủa, để cho ta Huyễn gia lần nữa quật khởi, thậm chí siêu thoát thực tế, trở lại không không lúc nào không. Diệp Thần tim một hồi nhảy lên, thiên bia là cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, vô cùng là thần bí, hắn chí ở tất được. Nếu như hắn lấy được rồi thiên bia, đích xác có thể giải trừ Huyễn gia nguyền rủa, trở thành cái đó người cứu độ. Bất quá hiện tại, Diệp Thần trên mình còn có rất nhiều nhân quả không có giải quyết, cũng không muốn cùng Huyễn gia dính, liền ở Huyễn Mị Hâm trước mặt, giữ yên lặng, không hề làm ra cam kết gì. Hai người bước vào hoang thôn bên trong, Diệp Thần nghe được trong thôn, loáng thoáng có chút cổ quái quỷ dị tiếng kêu gào. Thôn trên đường, nhà cạnh, trong rừng cây, càng có một ít không thể danh trạng quái vật, ở khắp nơi dạo chơi. Những quái vật kia, không cách nào dùng lời nói đi hình dạng bọn chúng hình dáng, thân thể của bọn họ vậy đang không ngừng biến ảo, khi thì biến thành mang theo mười mấy cái chạm tay bạch tuộc, khi thì biến thành cả người mọc đầy ánh mắt đá, khi thì biến thành mọc một song song cánh vặn vẹo thịt đoàn, có lúc thậm chí lại đổi hồi hình người, rất cung kính hướng Huyễn Mị Hâm thi lễ, trong miệng gọi tiểu thư. Diệp Thần thấy vậy rất nhiều quái lạ, không thể danh trạng quái vật, nội tâm nổi lên hàng loạt lạnh lẽo. Cái này, đây đều là những thứ gì? Diệp Thần hỏi. Huyễn Mị Hâm thần sắc ảm đạm, nói, là ta Huyễn gia tộc nhân. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, là tộc nhân của ngươi. Huyễn Mị Hâm bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta Huyễn gia xuất xứ từ không không lúc nào không, không không lúc nào không bên trong tồn tại, đều là không thể danh trạng tồn tại, không ngừng vặn vẹo biến ảo, chỉ có tu luyện ra đạo tâm của mình, mới có thể có cuối cùng vững chắc hình thái. Tại thiên bi nguyền rủa hạ, ta Huyễn gia xa vào vạn cổ kỷ nguyên, có rất nhiều tộc nhân, đều bị nghiền nát đạo tâm, lần nữa luân lạc trở thành quái vật, muốn cứu bọn họ, chỉ có tìm được thiên bia, giải trừ nguyền rủa. Dừng một chút, Huyễn Mị Hâm nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, ánh mắt hơi có chút nhu tình cùng khao khát nhìn hắn, tỷ tỷ ta hy vọng, ngươi chính là cái đó người cứu độ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói, ngươi trước cầm thiên bia đầu mối cho ta nói sau. Huyễn Mị Hâm gật gật đầu nói, ngươi cùng ta tới. Nàng mang Diệp Thần, một đường đi tới chính giữa thôn trên đất trống. Mảnh đất trống này trên, lơ lửng một cái không thể danh trạng chớp sáng. Vậy chớp sáng không ngừng vặn vẹo, loáng thoáng, lại có tiên gia thanh lại, Phật môn ngâm sướng, ma đạo gầm thét phân. Vân, các loại thanh âm cổ quái truyền ra. Diệp Thần nhìn vậy chớp sáng, trong bụng suy nghĩ. Cái này nhất định là xuất xứ từ không không thời không năng lượng thể. Vào đi. Huyễn Mị Hâm dắt Diệp Thần tay, đi vào chớp sáng bên trong. Rào. Diệp Thần cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biến hóa. Quang trong đoàn, có động thiên khác, là một phiến ngàn vạn dặm minh mông thánh thổ. Ở nơi này phiến thánh thổ trên, mảng lớn huy hoàng cung điện, liên miên vô tận. Bầu trời bên trong, lẩn quẩn phi long phượng hoàng. Mặt đất bên trên, có thọ lộc tiên hồ bôn tẩu, kỳ lân quỳ ngưu cạnh tranh. Từng ngọn núi cao, một phiến cánh rừng, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, tiên khí nhô lên, sáng đẹp nguy nga. Lúc đầu các người Huyễn gia, lại còn có một cái như vậy động thiên phúc địa.
Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nói. Huyễn Mị Hâm thở dài nói, đây là sau cùng động thiên đất lành, do không không thời không năng lượng chớp sáng diễn hóa ra tới, là ta Huyễn gia sau cùng chỗ nương thân, nếu như cái này phiến động thiên tiêu diệt, vậy ta Huyễn gia liền muốn hoàn toàn diệt tuyệt. Nàng vừa nói, một bên dắt Diệp Thần tay, đi mặt đất phương xa cung điện đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Thần có thể thấy rất nhiều mặc khôi giáp võ giả, bọn họ vừa thấy được Huyễn Mị Hâm, liền khom người hỏi thăm sức khỏe, cùng kêu lên kêu, gặp qua tiểu thư. Hiển nhiên, ở Huyễn gia bên trong, Huyễn Mị Hâm địa vị không thấp. Những thứ này đều là ta Huyễn gia tộc nhân, bọn họ đạo tâm còn ở, cho nên không có bị đuổi ra ngoài. Huyễn Mị Hâm hướng Diệp Thần giải thích, ở nơi này phiến động thiên phúc địa bên trong, thật nhiều Huyễn gia tộc nhân, là chân chánh người, cũng không phải là bên ngoài những quái vật kia. Bọn họ đạo tâm, còn không có bị thiên bia nguyền rủa nghiền nát, cho nên còn có thể duy trì tu vi, không có xa vào biến thành quái vật. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng có thể thám thía cảm nhận được, Huyễn gia hình thế gay gắt. Một khi cái này phiến động thiên, đi về phía tiêu diệt, Huyễn gia tất cả người, thì phải xa vào hóa thành quái vật. Huyễn Mị Hâm mang Diệp Thần, một đường đi tới trung ương cung điện. Tòa cung điện này, cực kỳ khí phái, chừng 9.990 đạo nấc thang, một đường kéo dài hướng bầu trời, vậy cung điện liền giống như trôi lơ lửng ở đám mây vậy, đại khí bàng bạc. Ở nấc thang hai bên, từng cái Huyễn gia võ giả trấn thủ, càng lộ vẻ được khí độ xâm nghiêm. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm, đi tới nấc thang dưới, lại nghe trên trời cung điện, truyền ra một đạo hồng trung đại lữ vậy thanh âm. Mị Hâm, ta kêu ngươi đi thu hồi nhân hoàng thánh đao, lấy trở về sao? Huyễn Mị Hâm tiến lên trước một bước, kêu thu hồi lại, ở luân hồi chi chủ trên tay, ta đã đem hắn mang theo trở về. Nàng lời nói này rơi xuống, vậy cung điện bên trong, một tiếng nổ, truyền ra một đạo tức giận mà khoáng đạt đợt khí, như sấm vậy bạo tập kích xuống, đánh giết hướng Diệp Thần. Huyễn Mị Hâm đứng ra, tiêm vung tay lên, liền đem vậy đợt khí hóa giải được, nói, sự bá chí tôn, luân hồi chi chủ là bạn của ta, ngươi không muốn tổn thương hắn. Thanh âm kia nói, ngươi mang hắn đi vào, nhân hoàng thánh đao, làm sao có thể rơi vào một cái bên ngoài trong tay người. Huyễn Mị Hâm nhẹ giọng hướng Diệp Thần nói, đi, ta mang ngươi đi vào gặp chí tôn. Ta Huyễn gia có ba vị chí tôn, theo thứ tự là thiên chí tôn, người chí tôn, bọn họ chung nhau chấp trưởng ta Huyễn gia. Thiên chí tôn địa vị tối cao, hắn là Huyễn Tinh Vũ sư phụ, cũng là ta sư bá. Chí tôn là mẫu thân ta, vô luận ta làm gì, nàng cũng sẽ hết sức chống đỡ. Nàng vừa nói, một bên dắt Diệp Thần, hướng trời trên cung điện đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đi theo Huyễn Mị Hâm, đi tới vậy cung điện bên trong, bước vào trong đại điện mặt. Đại điện tương đối rộng hào phóng, đá xanh trải, hai bên điểm một ly ly trường minh đăng. Hơn 20 vị võ giả, trưng bày tại đại điện hai bên, bọn họ cả người hơi thở mênh mông, như sao như biển, đều đang là thiên quân cấp cường giả khác. Diệp Thần cũng biết, Huyễn gia đứng đầu nhất tinh nhuệ, cũng hội tụ ở chỗ này. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đang nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt mang một chút ngạc nhiên ý, xì xào bàn tán. Đây chính là luân hồi chi chủ sao? Xem hắn tu vi, vậy không cao lắm, tựa hồ đang đứng ở trảm gia cảnh. Chỉ là trảm gia 20 đạo, không thể nào đâu, lấy luân hồi huyết mạch thiên phú, cho dù lại xa vào, cũng không khả năng chỉ là trảm gia 20 nói. Trảm gia 20 nói, đây chính là đặc biệt hạng kém tư chất. Huyễn gia một đám thiên quân, gặp Diệp Thần trảm gia số lượng thấp như vậy, đều là vô cùng ngạc nhiên, không dám tin tưởng luân hồi tư chất, lại có thể kém đến nổi như vậy bước, muốn đến là có khác ẩn tình. Diệp Thần cũng không để ý người chung quanh nghị luận, yên lặng đánh giá bốn phía. Trong đại điện, hơi thở cường hãn nhất, chính là phía nam mà ngồi hai vị đại năng. Vậy hai vị đại năng, đều là vô lượng cảnh cường giả. Một người trong đó, người mặc nước đen đế bào, đầu đội quan miện, uy nghiêm như thần minh, vậy ác liệt như ưng chuẩn ánh mắt, đang chăm chú nhìn Diệp Thần, muốn đến chính là ngày trước chí tôn. Một người khác, thời là một tướng mạo diêm dúa lòe lòe cô gái, hình dáng và Huyễn Mị Hâm có 5-6 phần tương tự, vóc người muốn càng thủy nhuận một ít, ung dung hoa quý, khóe mắt cười trúng chím, muốn đến chính là Huyễn Mị Hâm nương thân, cũng là Huyễn gia chí tôn. Trong đại điện, cũng chỉ có cái này hai vị đại năng. Diệp Thần suy nghĩ,
Huyễn gia có ba vị chí tôn, Thiên chí tôn, chí tôn ở chỗ này, người chí tôn đi nơi nào? Ở nơi này dưới con mắt mọi người, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, giữ đứng yên. Các hạ chính là luân hồi chi chủ sao? Vậy người mặc đế bào đại năng hỏi. Diệp thần đúng mực, chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Vậy đế bào đại năng nói, không cần đa lễ, ta chính là Huyễn gia Thiên chí tôn, Huyễn Hoàng Thiên, nghe tiếng đã lâu luân hồi đại danh, hôm nay được gặp, nhưng gia ta ý liêu, các hạ tu vi không khỏi quá nhỏ bé điểm, chảm ra cũng chỉ là chém 20 nói, có thua luân hồi uy danh. Hắn lời nói này rơi xuống, toàn trường Huyễn gia các võ giả, chính là vang lên một hồi tiếng chê cười. Đúng là, chảm ra 20, là đặc biệt kém tư chất, dùng rác dưới phế vật hình dạng, cũng không quá đáng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, chảm ra tư chất lại có thể kém cỏi đến như vậy bước. Diệp thần cũng không giải thích rõ, hướng Huyễn Hoàng Thiên nói tại hạ cái này nhất thế, thất bại đụng vách tường quá nhiều, xa vào ở khó tránh khỏi, để cho tiền bối chê cười. Diệp thần lời nói này rơi xuống, trong đại điện tiếng cười đều là dừng lại, bởi vì Huyễn gia, vậy đang không ngừng xa vào bên trong, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Diệp thần nói đến đây tiếng nói, nhưng là xúc động không thiếu Huyễn gia võ giả tâm tình. Huyễn Hoàng Thiên ra mặt hơi run một cái, thở dài nói, ta Huyễn gia cũng ở đây xa vào, thôi, đây là ta Huyễn gia chuyện nội bộ, chúng ta cũng không muốn cùng luân hồi chi đạo, sinh ra bất kỳ bất hòa, xin luân hồi chi chủ, trả lại nhân hoàng thánh đao, ta Huyễn gia cảm kích khôn cùng. Hắn nói chuyện khách khí rất nhiều, hiển nhiên là xem ở Huyễn Mị Hâm phân thượng, cũng không muốn làm khó Diệp thần. Chỉ cần Diệp thần chịu giao ra nhân hoàng thánh đao. Diệp thần cầm ra nhân hoàng thánh đao, nhìn Huyễn Mị Hâm một mắt. Hắn giao đao có thể, nhưng hắn cần thiên bia đầu mối. Huyễn Mị Hâm bước ra một bước, nói, sư bá, ngươi còn nhớ ta Huyễn gia cổ xưa tương truyền tiên đoán sao? Huyễn Hoàng Thiên nói, tự nhiên nhớ, ai có thể rút ra nhân hoàng thánh đao, người đó chính là ta Huyễn gia người cứu độ. Dừng một chút, hắn hơi có chút vui vẻ yên tâm. Xem xuống phía dưới một người thanh niên nam tử, nói, Tinh Mưa, ngươi đi ra. Vậy chàng thanh niên chắp tay một cái, nói, đứng ra liệt tới, lại hướng Huyễn Mị Hâm nói. Huyễn sư tỷ, ta sẽ rút ra nhân hoàng thánh đao, cứu chúng ta Huyễn gia. Diệp thần nhìn về phía vậy chàng thanh niên, đối phương tu vi hơi thở, đạt tới thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, lộ vẻ lại chính là Huyễn Mị Hâm nói qua vị thiên tài kia, Huyễn Tinh Vũ. Huyễn Mị Hâm nhìn Huyễn Tinh Vũ, ánh mắt hơi có chút lãnh ý, nói Tinh Vũ sư đệ, rút ra đao cực kỳ khó khăn, ta cũng không rút ra được, chỉ sợ ngươi cũng không được. Cái này thế gian, có thể rút ra đao, ta xem chỉ có luân hồi chi chủ. Nàng lời nói này rơi xuống, toàn trường đều kinh hãi. Huyễn Tinh Vũ nhìn về phía Diệp Thần, khá có chút khinh thường nói, chỉ bằng hắn. Một cái chảm ra 20 phế, tồn tại. Hắn làm sao có thể rút ra nhân hoàng thánh đao? Hắn vốn muốn gọi Diệp thần là phế vật, nhưng nể tình Huyễn Mị Hâm mặt mũi, cuối cùng là giữ nguyên điểm mặt mũi, nhưng trong lời nói khinh miệt không tin, vậy là ai cũng có thể nghe được. Chung quanh rất nhiều võ giả, cũng là xì xào bàn tán, cũng không tin Diệp thần có thể rút ra đao. Huyễn Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, Mị Hâm, không cho phép nói bừa, luân hồi chi chủ chỉ chảm ra 20, thiên phú xa vào. Hắn làm sao có thể rút ra đao? Bưng ngồi ở một bên chí tôn, cũng chính là Huyễn Mị Hâm nương thân, cũng là nhẹ giọng nói, đúng vậy, Mị Hâm, luân hồi chi chủ cả ngày quân đều không phải là, cái này nhất thế đã không có quật khởi cơ hội, hắn không thể nào rút ra nhân hoàng đao. Huyễn Mị Hâm gặp toàn trường người đều không tin, hừ một tiếng, bàn tay vung lên, từng luồng khói mù tràn ngập ra, cuối cùng hóa thành một màn thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, hiện ra trước. Diệp thần ở nàng trước mặt rút ra đao cảnh tượng. Diệp thần rút ra một nhỏ đoạn thân đao, vậy một nhỏ đoạn thân đao mũi nhọn, chảm phá hư không ngàn dặm, rất đúng nguy nga. Trong hình Huyễn Mị Hâm, bị khiếp sợ được chảy xuống nước mắt. Hình ảnh này một hiển hiện ra, trong đại điện, tất cả nghị luận nói thì thầm, tất cả khinh thường thanh âm, toàn bộ câm, hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Huyễn Tinh Vũ ánh mắt gắt gao trợn to, nói cái này. Cái này không thể nào. Huyễn Hoàng Thiên cũng là kinh ngạc được tột đỉnh, quan miệng ngọc lưu một hồi đung đưa, nhìn chằm chằm Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi lại có thể thật có thể rút ra nhân hoàng thánh đao.
Diệp Thần nói, chỉ là rút ra một nhỏ đoạn, không thành kết quả, để cho tiền bối chê cười. Huyễn Hoàng Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói coi như chỉ là một nhỏ đoạn, vậy. Đó cũng là không được. Thanh âm hắn một hồi run rẩy, bởi vì đã từng, hắn vậy thử qua rút ra đao, thậm chí bế quan dòng dã một cái kỷ nguyên thời điểm, bên ngoài thiên địa vũ trụ cũng băng diệt sống lại một lần, hắn vậy không có thể rút ra thân đao. Hắn thật sâu rõ ràng, nhân hoàng thánh đao rút ra đao khó khăn, nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể rút ra một nhỏ đoạn thân đao, đơn giản là không tưởng tượng nổi, khoáng cổ tuyệt kim. Huyễn Mị Hâm mỉm cười nói, sư bá, nương thân, ta xem luân hồi chi chủ, chính là chúng ta Huyễn gia người cứu độ. Nhẹ nhàng kéo Diệp Thần cánh tay, động tác rất là thân thân mật. Huyễn Hoàng Thiên cùng Địa Chí Tôn nhìn nhau, không lời chống đỡ, đều ở đây sâu đậm rung động bên trong. Huyễn Tinh Vũ hét lớn, không thể nào, chúng ta Huyễn gia người cứu độ, làm sao có thể là một cái người ngoài. Huyễn Mị Hâm ánh mắt diêm dúa lòe loẹt mà quyến rũ, lặng lẽ bấm Diệp Thần cánh tay một tí, cười nói, ta nguyện ý gả cho luân hồi chi chủ, như vậy thì hắn không phải là người ngoài. Diệp Thần nghe được nàng lời này, một hồi ngạc nhiên, vội vàng âm thầm truyền âm nói, này, chúng ta dường như mới biết ngày thứ nhất, ngươi liền muốn gả cho ta. Huyễn Mị Hâm truyền âm trả lời, không được sao. Diệp Thần nói, ta có thể chưa nói muốn cưới ngươi. Huyễn Mị Hâm nói, được, tỷ tỷ nương thân gả ngươi, ngươi còn không cần. Huyễn Tinh Vũ nghe được Huyễn Mị Hâm phải lập gia đình, lại là kinh hãi không, gương mặt một hồi xanh, một hồi trắng, nói, Huyễn sư tỷ, ngươi. Ngươi cũng không thể gả cho hắn. Huyễn Mị Hâm cười nói, làm sao, ta không lấy hắn làm chồng, chẳng lẽ muốn gả cho ngươi. Huyễn Tinh Vũ gương mặt đỏ lên, ánh mắt vừa tức giận, lại là nóng nảy, không biết nói cái gì cho phải. Huyễn Mị Hâm cầm lên Diệp Thần trong tay nhân hoàng thánh đao, ném cho Huyễn Tinh Vũ, nói, như vậy đi, Tinh Vũ sư đệ, ngươi không phải nói ngươi có tư cách rút ra đao sao? Vậy rút ra xem, như ngươi thật có thể rút ra đao thành công, sư tỷ gả cho ngươi cũng không sao. Huyễn Tinh Vũ nhận lấy nhân hoàng thánh đao, tim đập bịch bịch. Ngơ ngác nhìn Huyễn Mị Hâm, nói, thật không? Huyễn Mị Hâm nói, tự nhiên coi là thật, ngươi nếu như có thể rút ra đao, chúng ta tối nay động phòng đều có thể. Diệp Thần nghe được nàng xinh đẹp như vậy lời nói, trong lòng thầm kêu, quả nhiên là một cái mị ma vậy yêu nữ. Huyễn gia các võ giả, còn có Huyễn Hoàng Thiên, Huyễn Mị Hâm nương thân, tựa hồ cũng thói quen liền Huyễn Mị Hâm như vậy diêm dúa lòe lòe tung bay tư thái, cũng không để bụng, ánh mắt chỉ thấy Huyễn Tinh Vũ. Huyễn Tinh Vũ cảm thấy ánh mắt chung quanh, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Diệp Thần chạm ra 20, cũng không phải là thiên quân, cũng có thể rút ra một nhỏ đoạn thân đao. Hắn chạm ra 96, tu vi thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, từ ngoài mặt xem, so Diệp Thần lợi hại được nhiều, có thể nói thiên tài, nếu như không thể rút ra đao, vậy thì thật là muốn mất hết mặt mũi. Huyễn Tinh Vũ hít một hơi thật sâu, cả người linh khí hội tụ, nắm thật chặt cán đao. Sau đó hét lớn một tiếng, bắt đầu rút ra đao. Lấy Huyễn Tinh Vũ là trung tâm, vậy cuồng bạo linh khí đợt sóng, điên cuồng cuộn sạch đi ra ngoài. Chung quanh các võ giả, cấp vội vàng lui về phía sau, tất cả vận công pháp hộ thể. Huyễn Tinh Vũ gương mặt đỏ lên, sử xuất cả người khí lực, xương cốt rắc rắc sát vang dội, dưới chân đạp sàn nhà, đều là ken két nghiền. Nhưng mà, vậy nhân hoàng thánh đao. Vẫn không nhúc nhích hình dáng. Hắn đừng nói rút ra đao ra khỏi vỏ, chính là liền một nhỏ đoạn thân đao, cũng không cách nào rút ra. Hô! Huyễn Tinh Vũ không cam lòng, lại là quát to một tiếng, liền khí huyết cũng đốt, gần như điên cuồng. Huyễn Hoàng Thiên thấy vậy, lại là cong ngón tay bắn ra, một món linh quang bơm vào đến Huyễn Tinh Vũ trong cơ thể, phụ trợ hắn rút ra đao. Nhưng, coi như lấy được Huyễn Hoàng Thiên phụ tá, Huyễn Tinh Vũ như cũ rút ra không ra thân đao. Hắn dùng hết cả người khí lực, từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiệu quả. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên phốc xích một tiếng, máu tươi cuồng phún, hiển nhiên dùng sức quá độ, bị cắn trả, nhân hoàng thánh đao rớt xuống đất, hắn vậy ngã quỵ về sau, gương mặt trắng bệch. Tinh mưa! Huyễn Hoàng Thiên kêu to, chừng võ giả vội vàng đỡ dậy Huyễn Tinh Vũ, người sau cũng đã là hơi thở yếu ớt, bị thương rất nặng. Huyễn Mị Hâm đầu ngón tay một chiêu, đem nhân hoàng thánh đao cách không đoạt trở lại, giao cho Diệp Thần trong tay, nhìn Huyễn Tinh Vũ cười nói, sư đệ,
không có sao chứ? Xem ra ngươi còn không bằng luân hồi chi chủ, liền một nhỏ đoạn thân đao cũng không rút ra được, ta cũng không thể gả cho ngươi. Vừa nói, nàng lại thật chặt khoác ở Diệp Thần cánh tay, ý nói, là muốn gả cho Diệp Thần, để cho Diệp Thần trở thành Huyễn gia một phần tử. Huyễn Tinh Vũ lại là như đưa đám, lại là tức giận, muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngào rào đích một tiếng, nôn mửa ra máu tươi, nhưng cái gì nói đều không nói được. Huyễn Hoàng Thiên gương mặt âm trầm, nói ẩu tả. Huyễn Mị Hâm thu liếm vẻ mặt, nghiêm mặt nói, Thiên Chí Tôn đại nhân, ta cũng là vì ta Huyễn gia tương lai, chỉ có luân hồi có thể rút ra đao, hắn mới là ta Huyễn gia chân chính người cứu độ. Huyễn Hoàng Thiên mặt đầy vẻ giận dữ, không lời chống đỡ. Huyễn Mị Hâm nương thân nói, Hoàng Thiên sư huynh, nếu luân hồi chi chủ, thật có thể rút ra đao, hắn có lẽ thật có thể cứu ta Huyễn gia, hắn là Mị Hâm bằng hữu, cũng không coi là người ngoài. Huyễn Hoàng Thiên tức giận nói, chuyện này cho sau bàn lại, thế nhưng Nhân Hoàng Thánh Đao, là ta Huyễn gia thần binh, không thể giao đến bên ngoài trong tay người. Nói xong, Huyễn Hoàng Thiên bàn tay cách không một chảo, một cổ kình khí hướng Diệp Thần đánh tới, phải đem trong tay hắn Nhân Hoàng Thánh Đao đoạt trở lại. Huyễn Mị Hâm bước ra một bước, rút ra trường kiếm bên hông, đem Huyễn Hoàng Thiên kình khí chém chết, nói Thiên Chí Tôn đại nhân, cái này người Hoàng Đao, vẫn là giao cho Luân Hồi Chi Chủ giữ cho thỏa đáng. Hắn là cái này thế gian, duy nhất một có thể rút ra đao nhân vật, liền ngươi cũng kém hơn hắn. Lời nói này nói được có chút nặng, Huyễn Hoàng Thiên giận dữ, nói, càn rỡ. Hắn hai tròng mắt như nhật nguyệt vậy lóng lánh, bàn tay giết ra, hung hăng hướng Huyễn Mị Hâm vỗ tới. Nhưng, Huyễn Mị Hâm nương thân, nhưng kịp thời ra tay, cử trọng nhược khinh, kéo hồi Huyễn Hoàng Thiên bàn tay, nói, sư huynh, thôi, Nhân Hoàng đao giao cho ai giữ, đều là giống nhau. Luân hồi chi chủ có thể rút ra đao, liền để cho hắn giữ lại, nói không chừng một ngày kia, hắn có thể rút ra hoàn chỉnh thân đao. Một khi Nhân Hoàng Thánh đao, mũi nhọn hoàn toàn tách thả ra, coi như không có thiên bia, ta Huyễn gia nguyền rủa cũng có thể chém trừ. Huyễn Hoàng Thiên ra mặt kéo động, hừ một tiếng, bực tức dưới, xoay người rời đi đại điện. Toàn trường Huyễn gia tộc nhân, yên lặng như tờ, không biết như thế nào cho phải. Huyễn Mị Hâm nương thân chậm rãi nói, từ nay về sau, luân hồi chi chủ, chính là ta Huyễn gia khách quý, các người muốn cực kỳ đối đãi, không thể lạnh nhạt, chúng ta Huyễn gia tương lai, cũng ký thác vào luân hồi chi chủ trên mình. Trong đại điện Huyễn gia tộc nhân, có một khom nửa người kêu, ưng. Một nửa kia tộc nhân, chính là giữ yên lặng, không có phát biểu thái độ. Diệp Thần một mắt tới giữa, cũng biết ở Huyễn gia bên trong, Huyễn Hoàng Thiên nắm giữ một phần chia thế lực. Huyễn Mị Hâm nương thân, thì nắm giữ một bộ khác phút. Quả nhiên địa phương có người, thì có tranh đấu. Hiện tại Diệp Thần đi tới Huyễn gia, coi như là đạt được Huyễn Mị Hâm cái này một chi tôn trọng cùng đồng ý, nhưng Huyễn Hoàng Thiên vậy một chi, hiển nhiên đối hắn ôm địch ý. Nhưng, Diệp Thần nội tâm bên trong, cũng không muốn cùng Huyễn gia, có quá nhiều dính, chỉ muốn tìm thiên bia đầu mối. Huyễn Mị Hâm vậy nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, liền dắt hắn tay, nói, đi. Ta mang ngươi đi tổ điện. Nói xong, liền dắt Diệp Thần rời đi. Huyễn Tinh Vũ thấy Huyễn Mị Hâm, đối Diệp Thần như vậy thân mật hình dáng, lại là tức giận ghen tị được liền liền ói máu, cắn răng nghiến lợi. Tổ điện, là Huyễn gia tế tự tổ tiên địa phương. Huyễn Mị Hâm mang Diệp Thần, đi thẳng tới tổ điện. Tổ điện thờ phụng Huyễn gia tổ tiên pho tượng, cung phụng án trên đài, để một cái lư hương, cây đàn hương lượn lờ. Ngươi có phải hay không muốn biết đạo thiên bia đầu mối? Huyễn Mị Hâm khó khăn được thu liếm diễn cảm, hơi có chút nghiêm túc hỏi. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, thiên bia đối hắn cực kỳ trọng yếu, là hắn luân hồi huyết mạch hoàn chỉnh chỗ mấu chốt, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Ta Huyễn gia tổ tiên, đã từng gặp qua thiên bia, cũng mưu toan trấn áp, đáng tiếc thất bại, năm đó hình ảnh, ta cho ngươi xem, có lẽ có thể đối ngươi hữu dụng. Huyễn Mị Hâm quỳ xuống tổ tiên pho tượng trước, tiêm vung tay lên, vậy lư hương lên khói mù, chính là hô hô vang dội, một hồi vặn vẹo biến ảo. Diệp Thần kinh ngạc quan sát, liền thấy vậy lư hương lên khói mù, cuồn cuộn dãy giụa, cuối cùng hiện ra một màn cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, là một phiến hoang vu thiên địa. Trên bầu trời, lơ lửng một khối cổ xưa bia đá, phía trên có khắc một cái chữ thiên. Chính là thiên bia. Khối này thiên bia, uy năng mênh mông như nhật nguyệt, chiếu sáng thiên địa vũ trụ,
thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, tản mát ra vô cùng khí thức bàng bạc. Thiên bia hơi thở lóe lên, thời không đều vặn vẹo, thế giới hiện thật và không không lúc nào không, tựa như mất đi ngăn cách, hoàn toàn dung hợp vào nhau, thực tế chính là hư không chính là thực tế. Như vậy thực tế cùng hư vô lần lượt thay nhau, va chạm ra một đoàn đoàn ngập trời khí lưu vòng xoáy, so hắc động còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần. Không gian bên trong, khắp nơi đều là một đoàn đoàn hắc ám vòng xoáy, tựa như có thể nuốt cắn người máu thịt thần hồn vậy, cực kỳ khủng bố. Mặt đất bên trên, có một cái ông già, ngước nhìn trôi lơ lửng ở trên trời bia đá, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng nóng bỏng thần sắc. Đây là ta Huyễn gia tổ tiên. Huyễn Mị Hâm giải thích. Diệp Thần gật đầu một cái, ngưng thần hội. Vậy ông già chính là Huyễn gia tổ tiên, hắn cảm nhận được thiên bia hào hùng khí tượng, không khỏi được khen ngợi. Như có thể hàng phục thiên bia, ta Huyễn gia nhất định có thể siêu thoát thực tế, phi thăng không không. Ôm trước như vậy tâm niệm, ông già bước chân đạp một cái, thân thể bạt không bay lên, già nua bàn tay, bộc phát ra từng cơn hung mãnh đợt khí, hướng thiên bia bao phủ đi, còn muốn trực tiếp thu lấy thiên bia. Nhưng, thiên bia hơi chấn động một chút đáng, khí lưu tách thả ra, hóa thành thiên thiên vạn vạn thiên đao thiên kiếm, thiên thiên vạn vạn trời trăng sao, ùn ùn kéo đến hướng ông già chấn áp đi. Ông lão thực lực, đủ để sánh bằng vũ hoàng cổ đế, nhưng đối mặt thiên bia đánh, lại không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ bị vô số thiên đao thiên kiếm, trời trăng sao, hung hăng chấn áp tại. Rồi sau đó, thiên bia đột nhiên bạo tăng ngàn gấp vạn lần, hóa thành một ngôi thần sơn, từ không trung rơi xuống, hung hăng đè đến lão giả kia trên người. À! Ông già phát ra một tiếng hét thảm, rồi sau đó chính là bị ép thành thịt nát, hài cốt không còn. Diệp Thần xem tới nơi này, hoàn toàn rung động. Lão giả kia hơi thở, đủ để sánh bằng vũ hoàng cổ đế, nhưng đối mặt thiên bia, lại có thể vừa đối mặt, thì phải chấn áp, nghiền là thịt nát, tại chỗ liền vẫn diệt. Ngày trước bia uy năng, kết quả khủng bố đến cái gì bước? Diệp Thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, đáng sợ như vậy thiên bia, thế giới hiện thật bên trong, mới có thể có người có tư cách thu phục sao? Thiên bia ở nghiền chết liền Huyễn gia tổ tiên sau đó, chính là ùng ùng nặng rơi vào mặt đất, rất nhanh không thấy tung tích. Khói mù hình ảnh đến nơi này, cũng là hoàn toàn tiêu tán. Huyễn Mị Hâm ánh mắt mang một chút ảm đạm, nhà mình tổ tiên, chết được thảm như vậy, đúng là để cho người thương cảm. Đây chính là ta Huyễn gia tổ tiên, đã từng mưu toan thu phục thiên bia đi qua, nhà ta tổ tiên tu vi, đã đứng ở thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp, nhưng vẫn là không địch lại thiên bia. Ngày trước bia uy năng, không cách nào tưởng tượng cường hãn, luân hồi chi chủ, người còn muốn thu phục sao? Huyễn Mị Hâm ngắm nhìn Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn biết luân hồi huyền bi càng xuất hiện chậm liền càng cường đại, nhưng không nghĩ tới cuối cùng một khối lớn mạnh như vậy, cuối cùng vẫn là phun ra một chữ, muốn. Huyễn Mị Hâm cười một tiếng, nói, đây chính là ta cấp cho ngươi đầu mối, ngươi có thể theo dõi đến cái gì không? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Chính là thả ra tinh thiên thủy kính, dựa vào mới vừa đầu mối, không ngừng diễn toán xem bói. Nhưng mà, thiên cơ mong manh, tinh thiên thủy kính bên trong, trắng xóa một phiến, không có chút nào hình ảnh hiện ra. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nhà ngươi tổ tiên, cùng thiên bia tranh đấu, đã qua không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, thiên cơ quá rất xưa, đầu mối cũng quá mức yếu ớt, suy diễn không tới cái gì. Huyễn Mị Hâm có chút áy náy nói, phải không? Vậy ta há chẳng phải là không giúp được ngươi? Diệp Thần nói, còn có đầu mối khác sao? Huyễn Mị Hâm suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì cấm kỵ đáng sợ đồ, có chút khẩn trương cùng ngưng trọng nói, có là có, nhưng muốn hỏi một chút mẫu thân ta. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, vậy nhanh lên mang ta đi, thiên bia đối với ta vô cùng trọng yếu, là ta khôi phục huyết mạch chỗ mấu chốt. Huyễn Mị Hâm mừ một tiếng, liền dẫn Diệp Thần, đi gặp mẹ nàng. Huyễn Mị Hâm nương thân, tên là Huyễn Hồ Mị, lúc này đang trong tẩm cung. Diệp Thần đi theo Huyễn Mị Hâm, đi tới mẹ nàng tẩm cung. Huyễn Hồ Mị đang tắm, ngâm ở một cái lớn thùng tắm rửa bên trong, có hai cái cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, rắc cánh hoa, trong tẩm cung tràn đầy mùi thơm cùng hơi nước. Diệp Thần đi vào tẩm cung, thấy Huyễn Hồ Mị lại đang tắm, tuy nói có một tầng mành mạc cách trở, nhưng cuối cùng có chút lúng túng cùng bất tiện. Liền vội vàng xoay người lại, nói tiền bối, mạo phạm. Huyễn Hồ Mị cách cười duyên, nói, không sao, các ngươi có chuyện gì,
Nàng phất tay một cái, vậy hầu hạ cung nữ liền khom người lui ra, trong tẩm cung chỉ còn lại nàng, Diệp Thần, và Huyễn Mị Hâm ba người. Huyễn Mị Hâm nói, nương thân, luân hồi chi chủ muốn tìm thiên bia, hắn muốn biết càng nhiều thiên bia đầu mối. Huyễn Hồ Mị nghe nói như vậy, một hồi chấn động, yên lặng từ thùng tắm rửa bên trong đi ra, một bên mặc quần áo, một bên hỏi, luân hồi chi chủ, người muốn tìm thiên bia làm chi? Diệp Thần cúi đầu nói, tại hạ huyết mạch, cần thu thập thiên bia, mới khá khôi phục viên mãn. Huyễn Hồ Mị mặc xong quần áo, vén lên mành mạc, nhìn thẳng Diệp Thần, nói, liền ta Huyễn gia tổ tiên, đều không cách nào hàng phục thiên bia, người điểm này tu vi, chỉ sợ thấy thiên bia trong nháy mắt, liền muốn hoàn toàn mất đi, càng không thể nào thu phục. Diệp Thần nói, tại hạ thân cái luân hồi huyết mạch, có lẽ có cơ hội thu phục ngày trước bia. Huyễn Hồ Mị ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Diệp Thần. Huyễn Mị Hâm nói, nương thân, ta biết đạo thiên bia khác đầu mối, ở sư thúc trong tay, xin ngươi hãy hỗ trợ dẫn gặp, ta đã đáp ứng luân hồi chi chủ, phải giúp hắn tìm được thiên bia xác thực đầu mối, ta không thể nuốt lời. Diệp Thần trong đầu nghĩ, yêu nữ này tuy hồ nháo điểm, nhưng chuyện đứng đắn ngược lại là một chút cũng không hàm hồ. Huyễn Hồ Mị nói, người sư thúc bị tống giam ở ngục tối bên trong, ta làm sao giúp các ngươi dẫn gặp. Diệp Thần cả kinh, cũng không biết Huyễn Mị Hâm sư thúc là ai, lại làm sao sẽ bị tống giam vào trong tù. Huyễn Mị Hâm khom người nói, xin nương thân nghĩ biện pháp, không muốn để cho con gái nuốt lời. Huyễn Hồ Mị yên lặng một hồi, bấm ngón tay suy tính, tựa hồ muốn bắt cái gì cắt hung họa phúc, cuối cùng nàng khẽ cau mày nói. Tối nay giờ tí, ngục tối hộ vệ đổi ban, vậy đổi ban hộ vệ đã sớm bị ta mua chuộc, là ta ở ngươi sư bá bên kia, bày ra tai mắt. Ngươi tối nay giờ tí, có thể mang luân hồi chi chủ, đi ngục tối gặp ngươi sư thúc, hỏi thăm thiên bia rơi xuống. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi bại lộ, bị Hoàng Thiên Sư huynh biết, các ngươi đều phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Huyễn Hồ Mị giọng, vô cùng gay gắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng đi hỏi thăm thiên bia rơi xuống, lại còn có nguy hiểm tánh mạng. Huyễn Mị Hâm dắt Diệp Thần tay, nhìn hắn nói, có thể sẽ chết, ngươi còn muốn không phải đi. Diệp Thần ngạc nhiên nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Huyễn Hồ Mị nói, các ngươi đi ra ngoài nói đi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, tối nay giờ tí, là các ngươi duy nhất cơ hội, còn như có đi hay không, liền tùy các ngươi. Huyễn Mị Hâm nói, nương thân, liền dẫn Diệp Thần đi ra ngoài. Hai người đi tới bên ngoài, Diệp Thần nhìn Huyễn Mị Hâm, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tới ta gian phòng, Huyễn Mị Hâm thần sắc ngưng trọng, e sợ cho tiết lộ cái gì thiên cơ, liền kéo Diệp Thần, đi tới nàng trong phòng, xít sao khóa lại cửa phòng, ngăn cách hơi thở. Diệp Thần thấy nàng như thế bộ dáng trịnh trọng, lại là tò mò. Huyễn Mị Hâm hơi thở phào nhẹ nhõm, nói ta Huyễn gia có ba vị chí tôn, thiên chí tôn là ta sư bá Huyễn Hoàng Thiên, chí tôn là mẫu thân ta, người chí tôn chính là ta sư thúc, kêu Huyễn Hoàn Vũ. Từ ta Huyễn gia tổ tiên, thu phục thiên bia thất bại, ngày trước bia liền một mực mong manh mất tăm, cũng không người nào biết đi nơi nào. Nhưng, ở chục nghìn năm trước, ta sư thúc xuất ngoại du lịch, bất ngờ gặp được thiên bia xuất thế. Diệp Thần kinh hãi, nói cái gì? Vạn năm trước, thiên bia đã từng xuất thế. Huyễn Mị Hâm nói, đúng vậy, toàn bộ Huyễn gia, ta sư thúc là duy nhất một, thấy thiên bia xuất thế người, hắn biết đạo thiên bia cuối cùng rơi xuống. Diệp Thần ngạc nhiên nói, vậy hắn tại sao sẽ bị nhốt vào trong tù? Huyễn Mị Hâm thở dài nói, ta sư thúc sau khi trở lại, ta Hoàng Thiên Sư bá bắt được thiên cơ, liền hỏi hắn thiên bia rơi xuống, nhưng ta sư thúc không chịu nói. Diệp Thần nói, vì sao không chịu? Huyễn Mị Hâm nói, bởi vì thiên bia uy năng quá mênh mông, ta sư thúc cho rằng, thế gian không người có thể thu phục. Nhưng, ta Hoàng Thiên Sư bá dã tâm cực lớn, hắn muốn nhận phục thiên bia, giải trừ ta Huyễn gia nguyền rủa, càng muốn mượn thiên bia lực lượng, giết vượt 10.000 giới, thành là chủ tể. Ta sư thúc và sư bá, vì vậy khác nhau, sư thúc liền bị ta sư bá nhốt lại, ngày đêm tra hỏi, nhận chịu vạn năm khổ sở, nhưng hắn còn không chịu nói ra thiên bia rơi xuống. Diệp Thần nói, người sư bá dã tâm, đúng là lớn liền điểm, các ngươi tổ tiên đều không thể thu phục thiên bia, hắn lại làm sao có thể. Huyễn Mị Hâm lắc lắc đầu nói, ai biết được, hắn nói hắn có đặc thù bí pháp, nhưng bất kể như thế nào, ta sư thúc chính là không chịu nói,
người muốn biết đạo thiên bia rơi xuống, chỉ có hỏi ta sư thúc. Ngươi là luân hồi chi chủ, hắn có lẽ sẽ bí mật cho ngươi biết. Diệp thần trong lòng trầm xuống, nhất thời bắt được vẻ nguy hiểm, nói, nếu như chúng ta đi ngục tối bên trong, hỏi đầu mối, nhất định sẽ đưa tới ngươi sư bá địch ý. Huyễn Mị Hâm gật đầu nói, đúng là như vậy, ta sư bá quyết không cho phép người ngoài bước vào, cho nên ta mới nói, nếu là ngươi muốn thám thính cái đầu mối này, có thể sẽ chết. Diệp thần nói, còn có đầu mối khác sao? Huyễn Mị Hâm nói, không có, ta sư thúc là duy nhất nắm giữ thiên bia tung tích người, trừ hắn ra, không có bất kỳ đầu mối khác. Diệp thần ánh mắt lóe lên, trong lòng lướt qua vô số ý niệm, nếu như đắc tội Huyễn Hoàng Thiên, đúng là có vẫn diệt nguy hiểm. Nhưng, thiên bia đầu mối, đang ở trước mắt, hắn há cho bỏ qua. Lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, Diệp thần hít sâu một hơi, nói, vậy ta tối nay, đi liền ngục tối bên trong xem. Huyễn Mị Hâm nắm Diệp thần tay, ôn nhu nói, ta cùng ngươi. Diệp thần trong bụng cảm kích, nói, đa tạ. Thỏa thuận xong, Diệp thần liền ở Huyễn Mị Hâm trong phòng, yên lặng chờ ban đêm đến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đến buổi tối giờ tí, Diệp thần và Huyễn Mị Hâm, đổi lại một bộ bí ẩn phục trang, che giấu hơi thở, đi ngục tối đi tới. Ngục tối xây ở vách núi bên trong, Diệp thần và Huyễn Mị Hâm, đi tới ngục tối trước, quả nhiên chính là thấy trấn thủ hộ vệ, ở giao tiếp đổi ban. Ở đổi ban sau khi kết thúc, Huyễn Mị Hâm mang Diệp thần đi ra ngoài. Tiểu thư, mời vào. Những cái kia trấn thủ hộ vệ, toàn bộ là Huyễn Hồ Mị An bài người, thấy Huyễn Mị Hâm tới. Liền khom người hỏi thăm sức khỏe, để cho Huyễn Mị Hâm và Diệp Thần đi vào. Tiểu thư, trong nửa canh giờ, các ngươi phải đi ra, nếu không kinh động thiên cơ, bị Huyễn Hoàng Thiên phát hiện, chúng ta đều phải chết. Vậy trấn thủ hộ vệ lại nhắc nhở. Huyễn Mị Hâm và Diệp Thần nhìn nhau, hai người đều là cảm thấy vẻ ngưng trọng, gật đầu một cái, tay trong tay tiến vào ngục tối bên trong, một tên hộ vệ đi theo ở phía sau. Ngục tối bên trong, một phiến mở tối. Chỉ có tí tách tiếng nước chảy, còn có chỗ sâu truyền ra một chút thở dốc. Diệp thần và Huyễn Mị Hâm, đi tới ngục tối chỗ sâu, liền thấy một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già, bị cùm khóa ở trên vách tường, cả người tràn đầy quất mạnh, lạc thiết phỏng, đánh, đao kiếm chém phách thương thế, không có một khối hoàn hảo ra. Chí tôn đại nhân ngày hôm nay lại gặp phải đánh khảo, từ buổi sáng bị đánh đến ban đêm, nhưng hắn vẫn không có nói ra, thiên bia rơi xuống. Hộ vệ kia thấp giọng nói. Diệp thần và Huyễn Mị Hâm, đều là cảm thấy một chút thê lương. Vậy ông già chính là Huyễn gia người chí tôn, Huyễn Hoàn Vũ. Huyễn Hoàn Vũ có chút thần trí không rõ, cảm thấy có người đến gần, liền mơ mơ màng màng nói. Huyễn Hoàng Thiên, ngươi không muốn hy vọng hảo huyền, ta sẽ không đem thiên bia rơi xuống nói cho ngươi. Huyễn Mị Hâm nhẹ giọng nói, sư thúc, là ta. Diệp thần gặp Huyễn Hoàn Vũ bị thương như thế nghiêm trọng. Vội vàng tiến lên trước một bước, bàn tay đè ở hắn trên người, bát quái thiên đan thuật phóng thích, chữa trị hắn thương thế. Nhưng, Huyễn Hoàn Vũ bị hành hạ vạn năm, thương thế tích lũy quá sâu, Diệp thần trong thời gian ngắn, cũng không khả năng hoàn toàn chữa trị, chỉ là thoáng khôi phục thôi. Huyễn Hoàn Vũ khôi phục một chút hơi thở, mở mắt ra, thấy Huyễn Mị Hâm hình dáng, ngẩn ngơ, nói, Mị Hâm, là ngươi. Huyễn Mị Hâm nói, sư thúc, là ta. Huyễn Hoàn Vũ khóe miệng kéo ra một cái thảm đạm nụ cười, nói, làm sao, người cũng muốn thu phục thiên bia sao? Huyễn Mị Hâm đem Diệp thần kéo đến Huyễn Hoàn Vũ bên cạnh, nói, sư thúc, người xem đây là người nào? Huyễn Hoàn Vũ ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Diệp thần, cảm nhận được Diệp thần trên mình tràn ra luân hồi hơi thở, một hồi ngạc nhiên, rung giọng nói, đây là, luân hồi chi chủ. Huyễn Mị Hâm nói, đúng vậy, muốn thu phục thiên bia người. Không phải ta, mà là luân hồi chi chủ. Thiên bia, chính là truyền thuyết bên trong, luân hồi huyền bi bên trong, thần bí nhất một khối. Chúng ta người bình thường, không cách nào thu phục thiên bia, nhưng để cho luân hồi chi chủ ra tay, nhất định có thể đem thiên bia thu phục. Huyễn Hoàn Vũ kích động được cả người phát run, nói ngươi nói không sai, như luân hồi ra tay, thiên bia cũng phải thần phục, thế gian chỉ có luân hồi chi chủ, mới có tư cách cùng ngày bia chủ nhân. Diệp thần vận chuyển bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, trấn an Huyễn Hoàn Vũ, đem hắn cùng giải khai, đỡ hắn ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế, nói tiền bối tỉnh táo một chút, chớ có quá mức kích động.
Huyễn Hoàn Vũ thoáng bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh, mở mắt vừa thấy, gặp Diệp Thần tu vi, còn chưa hoàn toàn chạm ra, sững sờ một chút, nói, luân hồi chi chủ, đời này ngươi, làm sao yếu ớt như vậy? Diệp Thần nói, tại hạ tu vi yếu ớt, để cho tiền bối chê cười, hôm nay đang cần tìm thiên bia, lớn mạnh huyết mạch, xin tiền bối chỉ điểm. Huyễn Hoàn Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, người điểm này tu vi, quả quyết không thể nào hàng phục thiên bia. Diệp Thần nói, xin tiền bối cho biết, ta tự có biện pháp, đến lúc đó ta coi như vẫn diệt, cũng sẽ không oán trách tiền bối nửa câu. Huyễn Hoàn Vũ lấy lại bình tĩnh, tựa hồ rơi vào nhớ lại bên trong, nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần trong lòng nóng nảy, nhưng cũng không tiện thúc giục, liền kềm chế tâm tình, yên lặng chờ. Huyễn Mị Hâm nói, sư thúc, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian. Huyễn Hoàn Vũ thư ra một hơi, nguyên bản con mắt đục ngầu, trong trẻo liền rất nhiều, nói, đừng hoảng hốt, tới kịp, luân hồi chi chủ, người muốn biết đạo thiên bia rơi xuống, ta nói cho người cũng không sao, nhưng tương lai người thu phục thiên bia sau đó, có thể được hồi báo ta Huyễn gia. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ta nếu có thể thu phục thiên bia, tự nhiên sẽ vì các người Huyễn gia giải trừ nguyền rủa. Huyễn Hoàn Vũ nhoẻn miệng cười, nói, như vậy quá tốt. Huyễn Mị Hâm nói, sư thúc, người còn không biết sao. Luân hồi chi chủ đã rút ra nhân hoàng thánh đao, hắn chính là tổ tiên tiên đoán bên trong người cứu độ, hắn nhất định có thể cứu chúng ta Huyễn gia. Huyễn Hoàn Vũ kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, cái gì, ngươi? Ngươi lại rút ra nhân hoàng thánh đao. Diệp Thần nói, may mắn mà thôi. Huyễn Hoàn Vũ một hồi rung động, nói, ý trời à. Xem ra ta Huyễn gia suy sụp vô số kỷ nguyên, ngày hôm nay rốt cuộc có quật khởi cơ hội. Hắn dưới sự kích động, bàn tay không ở lay động. Huyễn Mị Hâm nói, sư thúc, chúng ta không bao nhiêu thời gian, ngươi nói mau. Huyễn Hoàn Vũ gật đầu một cái, nói, nói tới thiên bia, ta ở chục nghìn năm trước, đã từng gặp qua nó xuất thế. Diệp Thần nghe được Huyễn Hoàn Vũ, rốt cuộc nói tới thiên bia, nội tâm một hồi khẩn trương. Huyễn Hoàn Vũ nói, vạn năm trước, ta đụng phải một tràng kinh thiên đại chiến, có hai vị trí cường giả, liều chết đánh nhau, bọn họ tranh đoạt đồ, chính là thiên bia. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói, vậy hai vị trí cường giả, là ai? Huyễn Hoàn Vũ nói, ta cũng không biết, ta là bất ngờ đi qua, ngày trước bia mới vừa xuất thế, khí tượng mênh mông, lại bị vậy hai vị trí cường giả, áp chế xuống, người ngoài không thể nào biết được. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm nhìn nhau, nói như vậy, tranh đoạt thiên bia người, cũng chỉ có vậy hai vị trí cường giả. Mà Huyễn Hoàn Vũ, chính là bất ngờ người xem. Huyễn Hoàn Vũ nói tiếp, vậy hai vị trí cường giả, một vị trong đó, cầm trong tay một nửa kiếm gãy. Ta cẩn thận vừa thấy, vậy một nửa kiếm gãy, tựa hồ chính là Hồng Quân lão tổ năm đó, nơi sử dụng qua Không Hồng thần kiếm. Diệp Thần nghe đến chỗ này, à đích một tiếng. Huyễn Mị Hâm nói, thế nào? Diệp Thần lấy ra mình có một nửa Không Hồng kiếm gãy, nói, Không Hồng thần kiếm, ta cũng có một nửa. Thấy Diệp Thần lấy ra Không Hồng kiếm gãy, Huyễn Hoàn Vũ và Huyễn Mị Hâm đều là kinh ngạc. Huyễn Hoàn Vũ sửng sốt một hồi, nói, cái này. Đây là cơ duyên xảo hợp, xem ra ngươi cùng ngày trước bia, đúng là có duyên phận. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như tìm thiên bia đồng thời, có thể tìm lại được ngoài ra một nửa Không Hồng thần kiếm, hiểu thấu đáo vĩnh hằng khởi nguyên bí mật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyễn Hoàn Vũ nói tiếp, vậy hai vị trí cường giả đánh nhau, cuối cùng chấp chưởng một nửa Không Hồng thần kiếm người, may mắn thắng một nước. Ngoài ra một vị cường giả, bị đánh rơi hư không, sống chết không biết. Vậy cuối cùng thắng được trí cường giả, liền mang đi thiên bia. Diệp Thần vội la lên, sau đó thì sao? Vậy trí cường giả mang đi thiên bia, mang đi chỗ nào? Huyễn Hoàn Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, ngay tại Thái Thượng Thế Giới, bởi vì chỉ có Thái Thượng Thế Giới, mới có thể thời gian dài chứa thiên bia uy nghiêm, những thế giới khác cũng không thể. Ta ở bọn họ tranh đấu thời điểm, lặng lẽ tại thiên bi phía trên, để lại một giọt máu. Vừa nói, Huyễn Hoàn Vũ sử dụng một tấm huyết phù, giao cho Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, người cầm cái này tia máu phù, tương lai ngươi đi Thái Thượng Thế Giới, chỉ cần thiên bia ở ngươi vùng lân cận, cái này tia máu phù thì có cảm ứng. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, thiên bia còn không bị người luyện hóa.
nếu như thiên bia đã bị luyện hóa, vậy ta lưu lại máu, vậy nhất định bị phai mờ hầu như không còn, sẽ không lại chút nào cảm ứng. Diệp thần nhận lấy huyết phù, kích động vạn phần, nói, đa tạ tiền bối. Có cái này tia máu phù, hắn đến gần thiên bia, là có thể cảm ứng được, đây quả thực là thiên đại trợ lực, để cho hắn thấy được thu phục thiên bia hy vọng. Thiên bia khẳng định còn không bị người luyện hóa, bởi vì nếu như thiên bia bị luyện hóa hết, Diệp thần tất nhiên sẽ có kích động, không thể nào không có cảm giác chút nào. Huyễn Hoàn Vũ than thở một tiếng, nói tốt lắm, ta tư tưởng coi như là hoàn toàn giải khai, ta sứ mạng vậy coi xong thành, ta không thẹn huyễn ra. Thanh âm rơi xuống, Huyễn Hoàn Vũ trên người, bỗng nhiên hiện ra từng đạo màu đen bùa chú, vậy bùa chú mang vô cùng quỷ dị, không thể danh trạng hơi thở chập chờn, tựa như có thể nuốt phệ linh hồn người. Huyễn Mị Hâm kinh hãi, nói, sư thúc, người thế nào? Huyễn Hoàn Vũ cười khổ nói, ta đã từng tại thiên bi bên trong, để lại một giọt máu, coi như là khinh nhờn thiên bia, ta đã sớm gặp phải thiên bia cắn trả, hôm nay nguyền rủa là muốn bộc phát, ta trước nghỉ ngơi một chút, luân hồi chi chủ, tương lai ngươi như lên đỉnh, nhớ đem ta thức tỉnh. Một phen nói xong, vậy chi chít màu đen nguyền rủa như ác ma vậy, đem Huyễn Hoàn Vũ thân thể, hoàn toàn chìm ngập chiếm đoạt. Huyễn Hoàn Vũ thân thể, phát ra suy suy thanh âm, thời gian đảo mắt hóa thành một bộ xương khô. Xương khô trên còn đóng đầy côn trùng vậy màu đen phủ chiếu, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm nhìn nhau, con người có rúc lại, đều là cảm thấy khiếp sợ. Huyễn Mị Hâm lại là sợ hãi, Huyễn Hoàn Vũ chết được như thế thê thảm, là bởi vì là đã từng khinh nhờn thiên bia, giờ phút này gặp phải nguyền rủa trừng phạt. Mà Huyễn gia mỗi cái người, cũng lưng đeo nguyền rủa, một khi tương lai nguyền rủa bùng nổ, nàng cũng là Huyễn Hoàn Vũ như vậy kết quả, muốn lâm vào là xương khô. Luân hồi chi chủ, tiểu thư, Huyễn Hoàn Vũ đại nhân chết, chỉ sợ ở kinh động thiên chí tôn, các ngươi đi mau. Sau lưng hộ vệ, thanh âm mang một vẻ hoảng sợ, phát ra cảnh cáo. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm, đều là trong lòng rét một cái, nếu như kinh động Huyễn Hoàng Thiên, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, đem huyết phù thiếp thân thu cất, liền dẫn Huyễn Mị Hâm, nhanh chóng rời đi phòng giam. Hai người ra ngục tối sau đó, vậy chứ nhiều hộ vệ cũng đang thúc giục, đi mau, đi mau. Nhưng mà, hai người vẫn không có thể đi xa, trên bầu trời, đã tóe ra ngàn vạn trượng kim quang sáng chói. Một đạo uy nghiêm bá đạo, như quân lâm thiên hạ vậy bóng người, từ kim quang kia bên trong nổi lên, chính là Huyễn gia thiên chí tôn, Huyễn Hoàng Thiên. Huyễn Hoàng Thiên ánh mắt như điện, như nhìn xuống con kiến hôi, quan sát Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm, một cổ hào hùng uy áp. Lăng không bạo rơi xuống. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần hai người hộ vệ bên cạnh, toàn bộ ở trong nháy mắt, bạo thể bỏ mạng, hóa thành đầy trời mưa máu. Diệp Thần con người co rúc lại, chỉ cảm thấy thân xác vô cùng áp lực, thật giống như cũng phải bạo thể nứt ra vậy. Thật may hắn thân xác không xiềng, đã toàn bộ chặt đứt, thậm chí luyện thành hoang cổ thần thể, lực lượng tăng gấp đôi, nếu không hiện tại Huyễn Hoàng Thiên một cái ánh mắt. Hắn có thể cũng không chịu nổi. Huyễn Mị Hâm kéo Diệp Thần tay, một món linh khí bơm vào đi vào, là hắn hóa giải áp lực. Huyễn Hoàng Thiên cao cứ ở trên trời, căm tức nhìn hai người, nói, Huyễn Mị Hâm, luân hồi chi chủ, cho ta một cái giải thích. Huyễn Mị Hâm mang tháp đầu, nói, người muốn cái gì giải thích? Huyễn Hoàng Thiên nói, người sư thúc ở trước khi chết, nói những gì, nói cho ta. Thiên bia rơi xuống. Rốt cuộc ở nơi nào, nói cho ta. Chỉ cần các ngươi chịu nói cho ta, ta cái gì cũng không truy cứu, cuối cùng ai có thể tìm được thiên bia, vậy thì xem người bản lãnh. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, còn đang suy tư có nên nói cho biết hay không Huyễn Hoàng Thiên. Huyễn Mị Hâm nhưng truyền âm nói, không nên tin ta sư bá, hắn làm người tàn bạo rất, người muốn nói rồi, hắn lập tức phải giết ngươi. Diệp Thần rét một cái, liền im miệng không nói. Huyễn Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Huyễn Mị Hâm, vừa liếc nhìn Diệp Thần, nói, làm sao, các ngươi không chịu nói. Huyễn Mị Hâm quyến rũ cười một tiếng, nói, sư bá, thật xin lỗi, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, thiên bia uy năng quá mạnh mẽ, cũng chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể thu phục, ngươi liền không nên suy nghĩ quá nhiều, ta đi trước, cáo từ hả. Lời nói rơi xuống, Huyễn Mị Hâm dắt Diệp Thần tay, nhanh chóng đi ra ngoài chạy trốn đi. Huyễn Hoàng Thiên giận dữ, nói, ở ta mí mắt phía dưới,
các ngươi cũng muốn đi. Vĩnh đêm đại ma trời, cho ta trấn áp. Huyễn Hoàng Thiên vung bàn tay lên, hồng mông cổ khí nhô lên, sử dụng một chiêu hồng mông cổ pháp, vĩnh đêm đại ma thiên. Nhất thời, vĩnh hằng nửa đêm, bao phủ bầu trời. Trên bầu trời ánh sao ánh trăng, ngay tức thì liền ảm đạm xuống, chỉ có vĩnh đêm đang bao phủ. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm, cũng là ngay tức thì mất đi tất cả quang minh, rơi vào tuyệt đối hắc ám bên trong, phương hướng cũng bị lạc. Ở vĩnh hằng đêm tối bên trong, Huyễn Hoàng Thiên cả người ngàn vạn trượng kim quang, cũng là toàn bộ thu liếm, ẩn nhập hắc ám bên trong. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, nói ra thiên bia rơi xuống, ta tha các ngươi không chết. Nếu không, các ngươi hai cái, ngày hôm nay đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Huyễn Hoàng Thiên vậy uy nghiêm thanh âm lãnh khốc, ở vô biên vô tận trong đêm tối chuyển tới, làm người sợ hãi. Hô! Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm thấy một hồi cương mãnh trưởng phong, lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ tình thế, hướng Diệp Thần thân thể đánh giết tới. Chú ý! Huyễn Mị Hâm kinh hãi, vội vàng ôm lấy Diệp Thần thân thể, là hắn ngăn cản một trường. Phịch! Trong bóng tối một trường, hung hăng đánh vào Huyễn Mị Hâm trên người, nàng tại chỗ liền hộc máu, mềm nhũn thân thể ngã ở Diệp Thần trong ngực. Huyễn cô nương! Diệp Thần thần sắc nặng nề, vội vàng đỡ Huyễn Mị Hâm, hắc ám bên trong, vậy không thấy rõ nàng tình huống, chỉ cảm thấy nàng nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng đổi được lạnh như băng. Người đi trước, ta để che ở ta sư bá. Huyễn Mị Hâm đẩy ra Diệp Thần, nhắc tới linh khí, liền muốn ứng chiến. Nhưng vào lúc này, hai người trước mắt thế giới hắc ám bên trong, xuất hiện một đạo quang. Vậy một đạo quang, hội tụ thành một miếng không gian cửa truyền tống, rào một tiếng mở ra. Huyễn Mị Hâm đại hỉ, nói, mẫu thân ta tới cứu chúng ta. Đi mau. Vừa nói, nàng vội vàng kéo Diệp Thần tay, dọc theo vậy không gian cửa truyền tống, đạp đi ra ngoài. Hai người rất nhanh biến mất ở mảnh thế giới này bên trong, trực tiếp truyền tống rời đi. Huyễn Hoàng Thiên giận dữ, nói, Huyễn Hồ Mị, nữ nhi ngươi xông hạ di thiên đại họa, ngươi lấy là ngươi có thể bảo được nàng. Nếu là chọc giận ta, ta muốn các ngươi chí tôn nhất mạch, toàn bộ vẫn diệt. Vô biên trong bóng tối, cuồng bạo linh khí chập chờn ở chấn động, một đầu không thể danh trạng to lớn mãnh thú, ở trong bóng tối ẩn hiện, hai con ngươi màu máu bên trong, tràn đầy giận dữ ngọn lửa. Diệp Thần và Huyễn Mị Hâm, truyền đưa ra ngoài, trực tiếp truyền đến địa ngục giới bên ngoài, huyễn ra thế giới mãnh liệt khí tượng, đã cách xa hai người. Huyễn Mị Hâm gương mặt trắng bệch, nàng bị Huyễn Hoàng Thiên một trường, lúc này thương thế khá là nghiêm trọng, môi không có một chút màu máu. Huyễn cô nương, không có sao chứ? Diệp Thần vội vàng dắt tay nàng, bát quái thiên đan thuật vận chuyển, lại mở ra tinh thiên thủy kính, chiếu sáng nàng, chữa trị nàng thương thế. Huyễn Mị Hâm gò má, thoáng khôi phục một chút đỏ thắm, nhìn Diệp Thần cười nói, y thuật của ngươi không tệ, tỷ tỷ còn lấy là phải chết, xem ra còn chưa chết. Diệp Thần dò xét một tí nàng mạch đập, gặp nàng hơi thở dần dần khôi phục vững vàng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, Huyễn cô nương, đa tạ. Nếu như không phải là Huyễn Mị Hâm, thay Diệp Thần chịu một trường, Diệp Thần rất có thể phải bị Huyễn Hoàng Thiên tổn thương nặng. Huyễn Mị Hâm nói, không cần cảm ơn ta, ngươi hẳn cảm ơn mẫu thân ta, nếu như không phải là nàng, chúng ta cũng đã chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hồi tưởng lại mới vừa rồi hung hiểm, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Huyễn Hoàng Thiên thực lực, so hắn tưởng tượng, còn muốn hung mãnh rất nhiều. Nếu như không phải là Huyễn Mị Hâm nương thân, kịp thời mở ra không gian truyền tống, đem hai người đưa ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyễn Mị Hâm lại nói, ta sư bá làm người, trừng mắt phải trả, hắn rất có thể sẽ đuổi giết đi ra, ngươi hay là mau rời đi, không có chuyện gì nói, không muốn về lại địa ngục giới, nếu không ta sư bá sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, hắn hiện tại chỉ chạm ra 20 nói, xa xa còn không đột phá tim gông xiềng. Tương lai nhất định phải hồi địa ngục giới cấm thành thiên một chuyến, sẽ đi trảm ra. Hơn nữa giới vương điện, bị đế thích thiên nắm trong tay, thần vũ trụ thành con rối, Diệp Thần cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Bất quá, Huyễn Mị Hâm nói không sai, hiện tại thế cục nguy cấp, Huyễn Hoàng Thiên chính là bạo thời điểm giận, bây giờ đi về địa ngục giới, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Diệp Thần liền hướng Huyễn Mị Hâm nói, được, ta sẽ chú ý. Lại nói, Huyễn cô nương, vậy ngươi đâu? Huyễn Mị Hâm cười một tiếng, nói yên tâm,
tỷ tỷ ta còn chưa chết, huống chi ở ta Huyễn gia, mẫu thân ta vậy có thế lực, ta sư bá một người lật trời không được. Diệp thần từ đầu đến cuối có chút lo âu nàng an toàn, nói, Huyễn cô nương, vậy ngươi vạn sự chú ý. Huyễn Mị Hâm nói, được, tỷ tỷ ta tu vi, so ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi không cần phải để ý đến ta, trước lo cho mình nói sau, ta đi. Dứt lời, Huyễn Mị Hâm chính là xoay người vội vã rời đi, nàng sợ mình ở lại Diệp thần bên người, sẽ bị Huyễn Hoàng Thiên để mắt tới, vẫn là tách ra cho thỏa đáng. Diệp thần thấy Huyễn Mị Hâm đi xa, một hồi buồn bã, nghĩ đến hiện tại tạm thời vậy không về được địa ngục giới, liền lần nữa trở lại trong Bắc Mãng tổ địa mặt, dự định hơi làm điều chỉnh, sẽ đi quyết nghị. Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Dạ Vô Tấn các người, thấy Diệp thần trở về, đều là kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp thần trảm ra số lượng, chỉ có 20 nói, còn thật nhiều võ đạo gông xiềng, cũng còn không chặt đứt. Hạ Nhược Tuyết kéo Diệp thần tay, nói, Diệp thần, ngươi. Ngươi trảm ra thất bại sao? Diệp thần nói, không có thất bại, chỉ là trước chém thân thể gông xiềng, sau đó lại gặp rất nhiều trắc trở, bị trì hoãn. Diệp thần đem mình ở địa ngục giới trải qua, cấm thiên thần điển, thiết ngai vàng hạ xuống, võ tổ xuất hiện. Đế Thích Thiên khống chế giới vương điện, hiến tế thiện nhu, còn có thiên bia nhân quả, Huyễn gia Huyễn Hoàng Thiên sát ý, đủ loại sự việc, sơ lược nói một lần. Tuy nói được sơ lược, nhưng trong đó ẩn chứa kinh tâm động phách, đủ loại hung hiểm, nghe vẫn là được Hạ Nhược Tuyết các người, vô cùng rung động. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng nói, Diệp thần, ta hẳn đi theo ngươi, miễn được ngươi một mình chịu đựng cái này rất nhiều khốn khổ. Diệp thần khẽ vuốt ve Hạ Nhược Tuyết tóc, nói, không có sao, ta có thể giải quyết, ngươi xem ta không phải không chút tổn hao nào trở về sao. Lời nói này rơi xuống, Hạ Nhược Tuyết cùng nữ đều là cười, bầu không khí thoáng buông lỏng. Dạ Vô Tẫn nói, tôn chủ, Nhâm Phi phàm tiền bối gần đây tới gần đột phá, ở tổ địa chỗ sâu bế quan, thiên bia nhân quả, không phải chuyện đùa, ngươi tốt nhất và hắn thương lượng một tí. Diệp thần nghe được Nhâm Phi phàm đang bế quan, nhất thời kinh hãi. Nói, Nhâm tiền bối bế quan, sắp đột phá sao? Dạ Vô Tẫn nói, đúng vậy, hắn nói hắn nếu có thể đột phá, là được du ngoạn thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp. Diệp thần đại hỉ, đây chẳng phải là nói, Nhâm Phi phàm đột phá thành công, tu vi có thể vượt qua ma tổ vô thiên, đạt tới vũ hoàng cổ đế cảnh giới. Mang ta đi xem, Diệp thần nói. Ừ, Dạ Vô Tẫn liền dẫn Diệp thần, đi tới Nhâm Phi phàm nơi bế quan. Đây là một phiến hoang vu cô sơn, khắp nơi yên lặng một phiến, chung quanh dòng nước ngầm trào đãng, bầu trời bên ngoài là màu sắc xanh thẳm, nhưng bầu trời nơi này, nhưng là đỏ nhạt. Đỏ nhạt trên bầu trời, loáng thoáng có huyết nguyệt dị tượng hiện lên, lại có cự kình bay lên không, sáng đẹp nguy nga. Thằng nhóc, người trở về. Tựa hồ bắt được Diệp thần hơi thở, cô sơn chỗ sâu, truyền ra một hồi trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Rồi sau đó liền gặp một đạo tiêu sái bóng người, ngự gió bay đến tới, chính là Nhâm Phi phàm. Nhâm tiền bối. Diệp thần kích động kêu gọi một tiếng. Nhâm Phi phàm khoát khoát tay, Dạ Vô Tẫn liền khom người lui xuống. Ngươi trên mình, tại sao có thể có không không lúc nào không quái vật hơi thở? Nhâm Phi phàm nhìn chằm chằm Diệp thần, nhưng là nhướng mày một cái, hiện ra vô cùng ngưng trọng hình dáng, rút kiếm vung lên, chém về phía Diệp thần sau lưng hư không. Suy, Diệp thần sau lưng trong hư không, một cái quỷ dị hắc tuyến hiện lên, bị Nhâm Phi phàm chặt đứt đi xuống. Vậy cái hắc tuyến, sau lưng nhưng cất giấu Huyễn Hoàng Thiên hơi thở. Diệp thần thất kinh, biết là Huyễn Hoàng Thiên thi triển vĩnh đêm đại ma thiên thời điểm, âm thầm ở trên người mình, gieo dấu vết. Nếu như không phải là Nhâm Phi phàm chém trừ, Huyễn Hoàng Thiên nhất định có thể dọc theo cái này đạo ấn nhớ, giết đến cửa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhâm tiền bối, không phải quái vật, là không không thời không chủng tộc. Diệp thần đang muốn giải thích, Huyễn gia và thiên bia nhân quả. Nhâm Phi phàm khoát khoát tay, nói ta đều biết được, Huyễn gia cũng tốt, hoang tộc cũng tốt, kiếm tộc cũng được, chỉ cần là đến từ không không thời không, ở chúng ta thế giới hiện thật trong mắt người, đều là quái vật, không có gì khác biệt, đều là không thể danh chạm tồn tại. Diệp thần ngẩn ngơ, nói, vậy chúng ta nếu là phi thăng không không? Há chẳng phải là cũng được quái vật. Nhâm Phi phàm nói, không, người chấp trưởng luân hồi, như người bước vào không không lúc nào không, tất cả quỷ dị cùng không thể danh trạng hơi thở, cũng sẽ toàn bộ biến mất,
người biết thành lập được luân hồi trật tự, để cho vậy phiến thời không, biến thành sự thật một phần chia. Diệp Thần lại là hoảng hốt, sau đó lắc đầu một cái, nói cái này quá xa vời, ta cả ngày quân đều không phải là, hôm nay chỉ muốn mau sớm tìm được thiên bia, để cho luân hồi huyết mạch khôi phục nguyên vẹn. Nhâm Phi Phàm nói, thiên bia có thể ở thái thượng thế giới, ngươi phải tìm thiên bia, thì đi thái thượng, vậy đơn giản là tìm chết. Diệp Thần cười nói, ta có thể vượt biên đi qua, vạn khư thần điện chưa chắc có thể phát hiện ta. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm, ngươi không thể nhanh như vậy đi thái thượng thế giới, dưới mắt vẫn là mau sớm trảm ra cho thỏa đáng. Diệp Thần nói, Đế Thích Thiên và Huyễn Hoàng Thiên không có giải quyết, nhân quả không ngừng. Ta chạm ra cũng là vô ích, không có thể đột phá tim gông xiềng. Muốn chặt đứt cuối cùng một đạo tim gông xiềng, trước phải giải quyết hết nội tâm trở ngại, hiện tại Đế Thích Thiên nắm trong tay giới vương điện, Huyễn Hoàng Thiên lại đang đuổi giết Diệp Thần không được an bình, tự nhiên khó mà chạm ra. Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, cũng là cảm thấy Diệp Thần khó xử, nói, vậy ngươi liền chờ ta 10 ngày, 10 ngày sau, ta đột phá sẽ có kết quả. Đến lúc đó, ta như đột phá thất bại, liền đốt sạch thân thể không lành lặn, vì ngươi chém hết tất cả chướng ngại. Nếu như đột phá thành công, có ta bảo vệ, lại không người có thể tổn thương được ngươi. Diệp Thần trong bụng có vẻ cảm kích, Nhâm Phi Phàm đối đãi mình, thật là không phản đối, nói, Nhâm tiền bối, ngươi nhất định sẽ đột phá thành công. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói ta hôm nay tu vi, là vô lượng cảnh tầng 8 trời, nếu như đột phá, liền có thể lên đỉnh hiện thế đỉnh. Nhưng đỉnh cấp cảnh giới, nơi nào có đột phá dễ dàng như vậy? Tương lai 10 ngày, chỉ sợ hung hiểm trùng trùng. Diệp Thần nghe được lời này, là lần đầu tiên biết, Nhâm Phi Phàm chân thực tu vi, chính là vô lượng cảnh tầng 8 thiên. Nhâm tiền bối, ngươi là vô lượng cảnh tầng 8, vậy ma tổ vô thiên cũng là tầng 8, các ngươi ai lợi hại? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Xem chúng ta những thứ này cảnh giới võ giả, chiến đấu thắng bại đã rất khó dự liệu. Trừ mặt ngoài tu vi bên ngoài, còn phải cân nhắc binh khí, pháp bảo, thần thông, võ kỹ, phong thủy, khí vận, không phải đơn giản như vậy liền có thể phán đoán thắng thua. Thiên nữ cũng là tầng 8 trời, hôm nay ta, bởi vì ngươi luân hồi ngày càng cuột khởi, đối với ta khí vận cũng có tăng thêm, nếu là thật đánh, ta phần thắng lớn hơn một chút, nhưng không có ý nghĩa, đều không phải là vũ hoàng cổ đế địch thủ. Thiên hạ cao thủ hạng, ta hôm nay có tư cách xếp hàng thứ hai. Nhưng như cũng không địch lại Vũ Hoàng. Nhâm Phi Phàm thở dài một cái, dõi mắt thiên hạ cao thủ, hắn hôm nay đứng sau Vũ Hoàng cổ đế, đã là vô cùng cường hãn tồn tại, nhưng hắn cũng không có cái gì vui sướng, bởi vì không địch lại Vũ Hoàng, hết thảy đều là bọt nước. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, chờ ngươi 10 ngày sau đột phá, vậy chính là đệ nhất thiên hạ. Nhâm Phi Phàm nói, muốn đột phá, không như vậy dễ dàng, đáng tiếc thủ hạ ngươi gió đế quân đã suy hủ, nếu không, ta để cho hắn đi một chuyến thái thượng thế giới, giúp ta cướp lấy một viên đặc thù đan dược, có lẽ có thể để cho ta thuận lợi đột phá. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Nhâm tiền bối, người muốn cái gì đan dược? Nhâm Phi Phàm nói, thiên huyết thần đan, do trời bia linh khí, hỗn hợp vô lượng cường giả máu tươi, đản sanh ra đan dược. Diệp Thần nói, thiên huyết thần đan. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, vạn cổ kỳ nguyên tới nay. Cũng từng có vô số cường giả, muốn theo dõi cướp lấy thiên bia, nhưng cho tới bây giờ không có ai thành công qua, vậy rất nhiều cường giả máu tươi, thậm chí bao gồm vô lượng cảnh cường giả máu tươi, cùng thiên bia hơi thở hòa hợp, hóa thành đan dược, chính là thiên huyết thần đan. Thiên huyết thần đan cực kỳ linh diệu, đối tu luyện có cực lớn tăng thêm, nếu như có thể cướp lấy thiên huyết thần đan, đủ để cho ta an ổn đột phá, sẽ không có vấn diệt nguy hiểm. Vậy thiên huyết thần đan đối người trảm ra cũng có chỗ tốt, thật sự là không thể có nhiều thần đan diệu dược. Theo ta biết, hôm nay ở giữa thiên địa, còn sót thiên huyết thần đan, chỉ còn lại cuối cùng 3 viên, gần đây chính là thiên huyết thần đan thời điểm ra đời, đáng tiếc ta không cách nào thoát thân, đi thái thượng cướp lấy. Diệp Thần nghe được vậy thiên huyết thần đan, như vậy huyền diệu, cũng là động tâm, nói. Nhâm tiền bối, nếu thiên huyết thần đan, đối người hữu dụng, đối với ta cũng có dùng. Vậy ta đi liền thái thượng thế giới một chuyến, nghĩ biện pháp cướp lấy là được. Xem Nhâm Phi Phàm lo lắng hình dáng, Diệp Thần cũng cảm giác được, hắn đối lần này đột phá chắc chắn, cũng không phải rất lớn. Bởi vì võ đạo đỉnh, chân thực quá khó khăn đột phá, Nhâm Phi Phàm tích lũy thời gian, rõ ràng còn chưa đủ.
ở Vũ Hoàng cổ đế trước mặt, hắn coi như là người tuổi trẻ, tích lũy kém quá nhiều, muốn đạt tới Vũ Hoàng cổ đế cảnh giới, nơi nào có như thế dễ dàng. Chỉ có tìm được thiên huyết thần đan, mới khá để cho Nhâm Phi Phàm an ổn đột phá. Nhâm Phi Phàm lắc đầu, vẫn là cự tuyệt nói, ta nói, thái thượng thế giới rất nguy hiểm, người hiện tại không thích hợp đi. Yên tâm, tiểu tử, không có thiên huyết thần đan, ta cũng giống vậy có thể đột phá. Lời nói này nói được vang vang có lực, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng cảm thấy Nhâm Phi Phàm cũng không có nhiều ít sức lực, rõ ràng đột phá vô cùng là khó khăn. Không, Nhâm tiền bối, ngươi cần thiên huyết thần đan, ta liền giúp ngươi cướp lấy. Ngươi bảo vệ ta như thế nhiều lần, lần này, đổi ta bảo vệ ngươi. Diệp Thần khẽ cắn răng, Nhâm Phi Phàm giúp hắn quá nhiều, hắn cũng muốn làm một lần Nhâm Phi Phàm hộ đạo giả. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần biểu tình kiên quyết, ngẩn ngơ, chợt lại là cảm thấy vui vẻ yên tâm, gật gật đầu nói. Rất tốt, người có phần này quyết tâm, ta chính là chết, cũng không có tiếc nuối. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ta thân xác không xiềng đã chặt đứt, hôm nay ta, đủ để nghịch phạt thiên huyền bốn tầng thiên thiên tài yêu nghiệt, ta nếu là đi thái thượng thế giới, coi như không giành được thiên huyết thần đan, chí ít có thể tự vệ. Nhâm Phi Phàm suy nghĩ một hồi. Nói thôi, ngươi nếu thật là phải đi, liền cẩn thận là hơn, như gặp nguy hiểm, lập tức trở về, không nên miễn cưỡng mình, ta đột phá thất bại không có vấn đề, ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Hắn suy nghĩ Diệp Thần cho tới bây giờ chưa từng đi thái thượng thế giới, hiện tại để cho hắn đi một chuyến, kiến thức một chút cấp trên chân chính thời không, vậy là chuyện tốt. Huống chi hắn vậy tin tưởng Diệp Thần khí vận cùng thực lực, coi như không thể thành công, chí ít đủ để trở lui toàn thân. Diệp Thần đại hỉ, nói, được, Nhâm tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem thiên huyết thần đan cầm về. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, người chỉ có 10 ngày thời gian, cái này 10 ngày phải bắt được thiên huyết thần đan, nếu như không lấy được, người liền cố mau trở lại, ta không có đan dược phụ trợ, cũng có thể đột phá, người không cần miễn cưỡng mình. Diệp Thần nói, Nhâm Phi Phàm lại gật đầu một cái, nói ta chờ người tin tức tốt. Nói xong. Nhâm Phi Phàm ngự gió bay trở về cô sơn chỗ sâu, bắt đầu bế quan. Diệp Thần trong lòng khá là ngưng trọng, biết trách nhiệm của mình trọng đại. Hiện tại lấy hắn tu vi, vẫn không thể độ kiếp phi thăng đi thái thượng thế giới, nhưng có thể vượt biên. Vượt biên có dũng khí loại thủ đoạn, hắc ám cấm hải bên trong thường thấy nhất một loại, chính là lợi dụng bay tháng đỏ ngang vượt biên đi qua. Bay tháng đỏ ngang do Vọng Thư Thiên Châu chế tạo, Vọng Thư Thiên Châu là thập đại thiên châu một trong. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết trên tay. Đêm đó, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết một mình cùng phòng, hết sức si quấn sau đó, hắn chính là tiến tới Hạ Nhược Tuyết bên tai, nhẹ giọng nói. Nhược Tuyết, thay ta chế tạo một chiếc bay tháng đỏ ngang. Hạ Nhược Tuyết nghe nói như vậy, thất kinh, nói, người muốn đỏ ngang làm gì? Chẳng lẽ người muốn vượt biên đi thái thượng thế giới? Diệp Thần vội vàng che lại Hạ Nhược Tuyết miệng, nói, suỵt. Nhỏ tiếng một chút. Không muốn để cho Tư Thanh và Ngụy Dĩnh các nàng nghe được, ta là muốn giúp Nhâm tiền bối tìm một viên đan dược. Đem thiên huyết thần đan sự việc, đơn giản nói một lần. Hạ Nhược Tuyết bỉu môi nói, vậy ta vậy đi theo ngươi cùng đi, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần nói, không cần, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi không muốn đi theo tới, chỉ thay ta chế tạo một chiếc thuyền là được. Hạ Nhược Tuyết nói, không được, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Thần không biết làm sao, khẽ vuốt ve đầu tóc nàng, nói, người nhiều ngược lại có thể bại lộ, ta một người là được, thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút, người hiện tại liền thay ta đóng thuyền. Hạ Nhược Tuyết vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên rất lo lắng Diệp Thần, dẫu sao thái thượng thế giới, là chư thiên vạn giới cực điểm, vạn khư địa bàn. Diệp Thần liền võ đạo gông xiềng, cũng còn không chặt đứt, hiện tại đi thái thượng thế giới, đúng là quá nguy hiểm. Nhâm tiền bối chờ không được bao lâu, nhất định phải mau. Diệp Thần lại thúc giục. Được rồi. Hạ Nhược Tuyết làm trái không cưỡng được Diệp Thần, liền đứng dậy mang Diệp Thần, đi tới Bắc Mãng tổ địa hòn đảo bên bờ. Ánh trăng trong sáng, Hạ Nhược Tuyết khoác một bộ lụa mỏng, chân trần đứng ở bên bờ trên bờ cát, dịu dàng tươi đẹp như tiên tử. Nàng nhẹ nhàng sử dụng Vọng Thư Thiên Châu, từng luồng như ánh trăng vậy linh khí, liền từ Vọng Thư Thiên Châu thượng lưu chảy ra. Hội tụ đến trên mặt biển, tạo vật quy luật lưu chuyển, vậy các loại ánh trăng vậy linh khí, rất nhanh cấu trúc thành một chiếc đò ngang.
hắc ám cấm hải bên trong, hàng năm lưu truyền truyền thuyết ngồi đò ngang, đến bờ bên kia thái thượng thế giới, là có thể đến vô cùng vui, thoát khỏi nhân thế hết thảy khốn khổ. Diệp thần biết, thái thượng thế giới, không phải vô cùng vui thiên đường, ngược lại hiện đầy đủ loại hung hiểm, mà hắn hiện tại, liền muốn đi trước cái này vô cùng hung hiểm thế giới. Đa tạ ngươi, Nhược Tuyết, ngươi đi về trước đi. Diệp thần nhẹ nhàng ôm một tí Hạ Nhược Tuyết, ở nàng trên trán hôn một cái. Hạ Nhược Tuyết lưu luyến không thôi nói, ngươi cẩn thận một chút. Diệp thần nư một tiếng, nói, ngươi cùng Tư Thanh các nàng nói, ta trở về địa ngục giới, không cần nói cho các nàng, thật ra thì ta là đi thái thượng. Hạ Nhược Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt thủy chung là không thôi cùng lo âu. Diệp thần khuyên liền nàng tốt một trận, nàng mới có thể xoay người lại. Ở Hạ Nhược Tuyết sau khi rời đi, Diệp thần thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ ta một người đi thái thượng thế giới, chung có rất nhiều chỗ bất tiện, vẫn là mang theo Dạ Vô Tẫn cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Diệp thần liền triệu hoán Dạ Vô Tẫn tới đây. Dạ Vô Tẫn nghe cho đòi tới, biết Diệp thần muốn vượt biên đi thái thượng thế giới, nhất thời kinh hãi, nói tôn chủ, cần gì phải vượt biên như thế phiền toái, ta có thể trực tiếp biến dạng hư không, mang người đi thái thượng. Dạ Vô Tẫn vốn chính là thái thượng thế giới người, còn đã từng là kiếm môn đệ tử, kiếm môn bảy tử một trong, hắn tự nhiên quen thuộc thái thượng thế giới vị trí. Diệp thần lắc lắc đầu nói, làm như vậy quá nguy hiểm, ta hơi thở có bại lộ có thể, vẫn là vượt biên đi tương đối khá. Dạ Vô Tẫn gật đầu, nói, được, hết thảy đều nghe tôn chủ phân phó. Hắn bây giờ là phụng Diệp thần vi tôn, tự nhiên đều nghe Diệp thần an bài. Chúng ta đi. Lập tức, Diệp thần ngoắc tay, mang Dạ Vô Tẫn, chung nhau leo lên đò ngang, đi hắc ám cấm hải cuối đi tới. Mà ở hai người sau khi rời đi, Hạ Nhược Tuyết bóng người, từ một cây đại thụ sau đó, lặng lẽ đi ra. Lúc đầu nàng cũng không có rời đi, mà là lặng lẽ nhìn Diệp thần. Không được, thái thượng thế giới, vẫn là quá nguy hiểm, ta không thể để cho hắn một người đi. Hạ Nhược Tuyết từ đầu đến cuối lo lắng Diệp thần an nguy, cho dù Diệp thần đã có Dạ Vô Tẫn đi cùng, nàng còn chưa yên tâm. Lập tức, Hạ Nhược Tuyết sử dụng vọng thư Thiên Châu, lại chế tạo ra một chiếc đò ngang, mình một mình đi thuyền, lặng lẽ đi theo Diệp thần, mà Diệp thần cũng không biết. Diệp thần và Dạ Vô Tẫn, ngồi đò ngang, đạp gió dễ sóng mà đi, lại qua lại không gian, đến được giữa trưa ngày thứ hai, liền đi tới hắc ám cấm hải cuối. Hắc ám cấm hải cuối, có vô số sấm tia chớp toát ra, cực kỳ hung hiểm. Xuyên thấu qua vậy một phiến phiến sấm sét, có thể thấy phía trước, chính là một phiến mênh mông thổ nhưỡng. Trước mặt chính là thái thượng thế giới sao? Diệp thần ánh mắt hơi sáng, thái thượng thế giới, rốt cục thì đến. Hắc ám cấm hải, cùng thái thượng thế giới tiếp giáp, xuyên qua hắc ám cấm hải sau đó, liền có thể đến thái thượng thế giới. Diệp thần phía trước một phiến phiến sấm sét, là thế giới cùng thế giới tới giữa, vách không gian chướng va chạm, sinh ra kiếp nạn hơi thở. Tôn chủ, chúng ta đến. Dạ Vô Tẫn đứng dậy, rút ra trường kiếm, đem một phiến sấm sét chạm phá, chém ra một cái lối đi. Hắn là thứ thiệt thiên quân, những thứ này sấm sét kiếp nạn, có thể làm khó vậy người lén qua, nhưng không làm khó được hắn. Diệp thần tim một hồi nhảy lên, hắn là lần thứ nhất tới thái thượng thế giới, nội tâm tràn đầy mong đợi, khẩn trương, mừng rỡ, thấp thỏm, hưng phấn vân. Vân, rất nhiều tâm trạng. Vận chuyển bàn thạch tâm pháp, Diệp thần an an định tâm thần, liền cùng Dạ Vô Tẫn cùng nhau, xuyên qua sấm sét không gian bình phong che chở, chính thức bước vào thái thượng thế giới đất đai. Thông thường thế giới, hoặc là hoành hướng bản đồ, liền là một khối lớn mặt bằng, như địa ngục giới. Hoặc là ở vào trên tinh cầu, do trọng lực dẫn dắt, như trái đất. Nhưng thái thượng thế giới, không phải như vậy, mảnh thế giới này, là một cái thang trời vậy tồn tại, một tầng lại một tầng, không biết có nhiều ít ngàn vạn tầng. Mỗi một tầng thế giới lãnh thổ, đều là vô cùng mênh mông, ngự kiếm phi hành vạn năm, cũng bay không tới bờ bến. Ở nơi này thiên thiên vạn vạn tầng trong thế giới, vạn khư thần điện ở vào tầng chót nhất thế giới, chúa tể thái thượng lớn nhất khí vận. Cùng hắc ám cấm hải tiếp giáp, là thái thượng thế giới tầng dưới chót nhất lãnh thổ. Ở nơi này phiến lãnh thổ bên trong, trọng lực là không tồn tại, hết thảy đều là nhẹ bóng hình dáng. Diệp thần và Dạ Vô Tẫn đạp lên, hai người liền thấy vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Núi cao, con sông, rừng rậm,
hoang phế thành trì, đều là không quy tắc trôi lơ lửng ở trên trời, quy luật rất là rối loạn, liếc nhìn lại, không thấy được chút nào người ở, cũng không có sinh linh tồn tại. Dạ Vô Tẫn nói, tôn chủ, chúng ta đã đến thái thượng thế giới là thang trời kiểu thế giới, từ trên tới dưới, phân chia một tầng lại một tầng, không biết có nhiều ít ngàn vạn tầng, không cùng tầng thứ thế giới, thời không quy luật có không cùng. Chúng ta ở tầng dưới chót nhất thế giới, chỗ này đã sớm bị chiến loạn phá hư, quy luật hư hại, liền trọng lực cũng không tồn tại, là một mảnh phế tích. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, lúc đầu thái thượng thế giới là một tấm thang trời, là lập thể, mà vạn khư thần điện chỗ ở thế giới, liền tại thang trời chóp đỉnh nhất. Hiện tại hắn đặt mình vào tầng dưới chót nhất thế giới, nơi này thiên địa linh khí, cùng trái đất như nhau mỏng manh, cơ hồ có thể không đáng kể. Ta còn lấy là thái thượng thế giới, khắp nơi đều là hoàng kim châu báu, chim hót hoa thơm, khắp nơi đều là dư thừa thiên địa linh khí, động thiên phúc địa, nào nghĩ tới lúc đầu cũng có như vậy đổ nát địa phương. Diệp Thần cảm khái nói. Dạ Vô Tẫn nói, làm sao có thể, vô luận là thế giới hiện thật nơi nào, cũng nhất định là cường giả chiếm cứ nhất ưu đãi tài nguyên, tên yếu chỉ có thể ở tầng dưới chót bên trong vùng vẫy xa vào, vạn khư sở dĩ như thế cường hãn. Ngược lại không phải là nói Vũ Hoàng Cổ Đế một người, là có thể khiêu chiến tất cả thái thượng cường giả. Mà là, vạn khư thần điện thành lập ở tầng chót nhất thế giới, chiếm cứ nhiều nhất động thiên phúc địa, nồng đậm nhất thiên địa khí vận, Vũ Hoàng Cổ Đế lấy này là dựa vào, không người là địch thủ của hắn. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vạn khư đúng là mạnh mẽ, lần này cướp lấy thiên huyết thần đan, phải tận lực tránh vạn khư tai mắt. Vừa nói, Diệp Thần mở ra tinh thiên thủy kính. Theo dõi thiên cơ, tìm thiên huyết thần đan tung tích. Thiên huyết thần đan, khí tượng nồng nặc, Diệp Thần cơ hồ không tiêu phí cái gì tinh lực, thì ung dung bắt được thiên huyết thần đan hơi thở. Thiên huyết thần đan, ở một cái kêu là thiên thanh vực địa phương. Thiên thanh vực, thiên thanh minh địa bàn. Diệp Thần suy diễn rõ ràng sau đó, nhất thời kinh hãi. Thiên thanh vực, là thái thượng thế giới ngàn vạn tầng giới vực bên trong, đứng hàng trung du một cái giới vực. Do Thiên Thanh Minh trông coi. Diệp Thần cùng Thiên Thanh Minh từng có qua ân oán. Hắn từng giết Thiên Thanh Minh người, người sau kêu Lưu Trường Thanh, đã từng muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng Thần Điện, cuối cùng bị Diệp Thần giết chết. Ở giết chết Lưu Trường Thanh sau đó, Thiên Thanh Minh minh chủ Cổ Thanh Huyền cũng không trách tội Diệp Thần, ngược lại mời hắn nhập minh. Bất quá, Diệp Thần cuối cùng cự tuyệt. Như vậy, hắn và Thiên Thanh Minh kết thù oán. Lúc này thấy thiên huyết thần đan xuất thế, lại có thể ngay tại thiên thanh vực bên trong, Diệp Thần nhất thời cảm thấy vô cùng ngưng trọng, bắt được từng cơn nguy hiểm nhân quả. Nếu như hắn cướp đoạt thiên huyết thần đan mà nói, nhất định sẽ gặp phải thiên thanh minh tập sát. Tôn chủ, người và thiên thanh minh có thủ oán, nếu là đi thiên thanh vực, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dạ Vô Tẫn nhìn tinh thiên thủy kính bên trong hình ảnh, cau mày nói. Diệp Thần nhún vai một cái. Thu hồi thủy kính, nói, bất kể như thế nào, thiên huyết thần đan không thể buông tha, chỉ ít chúng ta cũng có tin tức tốt, vạn khư thần điện sẽ không tới tranh đoạt. Thiên huyết thần đan loại linh đan này diệu dược, trong quá khứ trong năm tháng, vậy từng xuất thế qua, vạn khư thần điện cướp được không thiếu, đã không có hứng thú lại cướp. Huống chi thiên thanh vực, dẫu sao là thiên thanh minh địa bàn, vạn khư cứng rắn đoạt, có thể cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên lần này, Diệp Thần tranh đoạt thiên huyết thần đan, đối mặt chủ yếu kẻ địch, chính là Thiên Thanh Minh, chỉ cần không bại lộ tự thân hơi thở, ngược lại cũng không lo lắng vạn khư nhúng tay. Chúng ta đi. Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp mang Dạ Vô Tẫn, phong tỏa thiên thanh vực tọa độ, biến dạng hư không lên đường. Mà ở hai người mới vừa đi không lâu sau, một cái cô gái đầu trắng, vậy xuyên qua sấm sét bình phong che chở, đi tới mảnh thế giới này. Chính là Hạ Nhược Tuyết. Diệp đại ca phải đi thiên thanh minh lãnh địa, vạn nhất hắn bị thiên thanh minh cường giả để mắt tới, vậy phải làm thế nào cho phải? Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú hơi cao lại, lo lắng. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn, chỉ có hai người, đi thiên thanh vực cướp đoạt thiên huyết thần đan, không thể nghi ngờ đoạt thức ăn trước miệng cọp, thiên thanh minh không thể nào thả qua bọn họ. Tinh Nguyệt thần giáo muốn để cho ta chấp trưởng truyền thừa, ngược lại không như kêu bọn họ đi hỗ trợ. Hạ Nhược Tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh có chủ ý, thả ra Minh Nguyệt Thiên Thư, tản mát ra một món mịt mờ ánh trăng hơi thở, cùng trong sâu thẳm Tinh Nguyệt Thần Giáo câu thông.
Nàng trước đây và Tinh Nguyệt Thần giáo người, từng có rất nhiều dây dưa dễ má, cho nên có thể cảm giác được đối phương nhân quả tồn tại. Cái này đạo ánh trăng hơi thở, thả ra ngoài, không lâu sau, trong hư không, chính là biến dạng ra một cái khe hở. Một cái ông già, mang mấy người đệ tử, hạ xuống. Vậy ông già nhìn Hạ Nhược Tuyết, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó cảm thấy không tưởng tượng nổi, cả người run rẩy. Xem, chân thực quá giống. Ông già phát ra khen ngợi, ngắm nhìn Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nói, xem cái gì? Lão giả nói, cô nương, ngươi trăng sáng hơi thở, cùng ta Tinh Nguyệt Thần giáo tổ tiên, chân thực quá giống. Các ngươi đều là trời xanh, chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần minh. Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, nói, nguyên là tương thông, cũng tu luyện Tinh Nguyệt chi đạo, tương tự cũng là chuyện đương nhiên, tiền bối chính là Tinh Nguyệt Thần giáo đại trưởng lão sao? Hạ Nhược Tuyết biết, Tinh Nguyệt Thần giáo chia hai phái, nhất phái lấy đại trưởng lão cầm đầu, chống đỡ nàng làm giáo chủ. Khác nhất phái, thì lấy quyền giáo chủ và thái thượng trưởng lão cầm đầu, kiên quyết không chịu tiếp nhận Hạ Nhược Tuyết thống trị. Lão giả kia nói, chính là, lão phu chính là Tinh Nguyệt Thần giáo đại trưởng lão, tiện danh Cổ Thanh Hà, gặp qua giáo chủ đại nhân. Vừa nói, hắn liền cùng sau lưng đệ tử, cùng nhau khom người thi lễ, thái độ khiêm nhường hết sức. Bởi vì, Hạ Nhược Tuyết, chính là hắn tổ tiên Thanh Nguyệt nữ đế, nơi nhìn chúng y bắt người thừa kế, không khỏi được hắn không tôn kính. Thậm chí, Cổ Thanh Hà trực tiếp gọi Hạ Nhược Tuyết là giáo chủ. Hạ Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi, nói tiền bối không cần đa lễ, ta còn không phải là của các ngươi giáo chủ. Cổ Thanh Hà nói, Hạ cô nương, ngươi theo ta hồi Tinh Nguyệt Thần giáo, thừa kế tổ tiên y bát, san bằng dị đoan phản đồ, ngươi là có thể chấp trưởng thần giáo đạo thống, sau này nhất thống Tinh Nguyệt giới, thiên thu vạn đại, vĩnh hưởng vinh hoa. Tinh Nguyệt giới, chính là Tinh Nguyệt Thần giáo nơi thống trị giới vực. Thái thượng thế giới thang trời vậy cấu tạo, phân chia từng cái giới vực, căn bản mỗi cái giới vực, đều do một thế lực trông coi, một nhà độc quyền. Nếu như không muốn cùng ngoại giới tranh đấu nói, có thể trực tiếp đóng cửa thế giới, che giấu tọa độ, hoàn toàn che giấu mình, núp ở mình giới vực bên trong, vĩnh hưởng tiên phúc trật tự, chỉ cần ngoại giới không phải phát sinh ngất trời biến hóa, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Tuyết hiện tại, tự nhiên không có hưởng phúc ý niệm, chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần. Liền nói, tiền bối, ta có một người bạn, hắn một mình đi tới thái thượng thế giới tìm bảo, ta rất lo lắng an nguy của hắn, muốn mời ngươi giúp một tay chăm sóc một hai, như hắn có thể yên ổn sống sót, ta liền cùng ngươi đi Tinh Nguyệt Thần giáo, thừa kế đạo thống. Bằng hữu, Cổ Thanh Hà sửng sốt một tí, nhìn Hạ Nhược Tuyết hơi ửng đỏ gò má, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nói. Là luân hồi chi chủ sao? Hắn đã điều tra cặn kẽ qua Hạ Nhược Tuyết. Diễn toán qua vô số quá khứ vị lai, tự nhiên rất rõ ràng Hạ Nhược Tuyết lai lịch. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới xác định, để cho Hạ Nhược Tuyết chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối là vô cùng chính xác lựa chọn, tương lai còn có thể được luân hồi chi chủ quang vinh. Ừ, tiền bối, ngươi không nên quá lớn tiếng, vạn nhất kích động thiên cơ, bị vạn khư thám thính được sẽ không tốt. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, vừa có chút khẩn trương nhắc nhở. Cổ Thanh Hà cười một tiếng, nói, không sao, nơi đây là tầng dưới chót nhất thế giới, phế tích vậy tồn tại, không người sẽ lưu ý nơi này. Hạ Nhược Tuyết từ một tiếng, nói, hắn đi thiên thanh vực, muốn tìm thiên huyết thần đan, ta sợ hắn xảy ra chuyện, xin tiền bối hỗ trợ chăm sóc. Cổ Thanh Hà kinh ngạc nói, thiên thanh vực, đây chính là thiên thanh minh địa bàn à. Thiên huyết thần đan, cõi đời này chỉ còn lại cuối cùng ba viên, thiên thanh minh chí ở tất được. Luân hồi chi chủ muốn cướp đoạt thiên huyết thần đan, đó là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hạ Nhược Tuyết thấy Cổ Thanh Hà kinh ngạc như vậy hình dáng, lại là cảm thấy Diệp Thần nguy hiểm, vội vàng nói, tiền bối, ngươi có biện pháp bảo vệ hắn sao? Cổ Thanh Hà rất cau mày, nói thiên huyết thần đan, là Cổ Thanh Huyền xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải cướp được đan dược, cùng hắn cướp đoạt, không thể nghi ngờ là xé rách ra mặt. Hạ Nhược Tuyết bộc phát cảm thấy chuyện nghiêm trọng, nội tâm khủng hoảng. Quỳ xuống, nói tiền bối, xin tương trợ. Cổ Thanh Hà lật đật đem Hạ Nhược Tuyết đỡ dậy, nói, Hạ cô nương, hại chết ta vậy, người trước đứng lên. Hạ Nhược Tuyết đứng dậy, trong mắt cũng đã là doanh mãn liền nước mắt. Cổ Thanh Hà trầm ngâm một hồi, nói, Hạ cô nương, người nếu không chê, đem người vọng thư Thiên Châu cho ta mượn, ta có người pháp bảo này, có lẽ mới có tuyệt đối chắc chắn,
đối kháng Thiên Thanh Minh, bảo vệ luân hồi chi chủ. Hạ Nhược Tuyết hoảng hốt vội nói, có thể, tiền bối cứ việc cầm đi. Vừa nói, Hạ Nhược Tuyết liền sử dụng vọng thư Thiên Châu, giao cho Cổ Thanh Hà. Cái này vọng thư Thiên Châu, Hạ Nhược Tuyết đã từng dung hợp đến Minh Nguyệt Thiên Thư bên trong, để cho Minh Nguyệt Thiên Thư tấn thăng thành cao nhất Thiên Thư. Lấy nàng bây giờ thần thông, đạo pháp chia lìa, đem vọng thư Thiên Châu đơn độc lấy ra, cho mượn Cổ Thanh Hà, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Ở Cổ Thanh Hà trong tay, vọng thư Thiên Châu nhất định có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Cổ Thanh Hà được vọng thư Thiên Châu, liền gật đầu nói, Hạ cô nương mời yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ luân hồi chi chủ Chu Toàn. Nhưng, xin ngươi hãy ở sự việc sau khi kết thúc, theo ta hồi Tinh Nguyệt Thần Giáo, thừa kế tổ tiên Y Bát, san bằng dị đoan, chấp trưởng đạo thống. Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ, nếu là đi Tinh Nguyệt Thần Giáo, lại chẳng biết lúc nào, mới có thể cùng Diệp Thần gặp nhau. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần an toàn, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, liền nói, nhất định. Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Cổ Thanh Hà triển mi cười một tiếng, nói, như vậy quá tốt. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới tầng chót nhất. Cái này phiến tầng chót nhất thế giới, tên là Vũ Hoàng Thiên Giới. Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là Vũ Hoàng Thiên Giới tuyệt đối nắm giữ. Thiên Giới Chủ, Vạn Khư Thần Điện, liền sừng sững ở Vũ Hoàng Thiên Giới trung ương nhất, hùng bá khoáng đạt, nhìn xuống vạn cổ trần thế. Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu, trúc xanh hồ tiên cạnh. Vũ Hoàng Cổ Đế đang một ngôi đình nhỏ bên trong, tự rót tự uống. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái, phảng phất có chút dự cảm xấu, để ly rượu xuống. Vì sao ta nội tâm, sẽ bất an như vậy? Chẳng lẽ luân hồi chi chủ, đã tới Thái Thượng Thế Giới? Vũ Hoàng Cổ Đế thật sâu cau mày, trong lòng như cũ có dũng khí bất an không vui cảm giác, để cho hắn đặc biệt không dễ chịu. Đây là đối nguy hiểm cùng chết trực giác. Cho dù ngày đó, mà Tổ Vô Thiên hạ xuống Vạn Khư Thần Điện, đều không để cho Vũ Hoàng Cổ Đế có như vậy bất an. Cái này thế gian, duy nhất có thể để cho hắn bất an, chỉ có luân hồi. Có thể thiên nữ người kia, sắp du ngoạn võ đạo đỉnh, mới để cho ta bất an như vậy chứ. Vũ Hoàng Cổ Đế suy đoán, lại tự mình châm một ly rượu. Gần đây hắn nhận được tin tức, Nhâm Thiên Nữ sắp đột phá, muốn bước vào vô lượng cảnh 9 tầng trời, và hắn ngồi ngang hàng. Một khi Thiên Nữ đột phá thành công, hắn địa vị, đem sẽ gặp bị uy hiếp nghiêm trọng. Còn như Diệp Thần, hắn không tin Diệp Thần sẽ đến Thái Thượng Thế Giới. Theo hắn biết, trước mắt Diệp Thần đang ở địa ngục giới, chính là trảm ra trọng yếu giây phút, Đế Thích Thiên đã ở tay đối phó, thắng bại thành bại còn không thấy rõ. Hắn chỉ lấy là, để cho hắn cảm thấy bất an, là Nhâm Thiên Nữ. Trưởng giáo bệ hạ. Lúc này, một người mặc hồng bào, dài râu dài nam tử, hai tay nâng một cây quyền trượng, rất cung kính đi vào. Nam tử kia chính là Hồng Xuân Thu. Hồng Xuân Thu thấp nghi thủy mắt, hai tay nâng quyền trượng, trình cho Vũ Hoàng Cổ Đế, nói, bệ hạ, truyền thuyết trượng năng lượng, đã tích góp viên mãn. Vũ Hoàng Cổ Đế là thiên giới chủ, vạn khư nắm giữ, thật nhiều tôn xưng, lão tổ, trưởng giáo, bệ hạ, quân vương, đế tổ vân. Vân. Hồng Xuân Thu gọi bệ hạ, là tự nhận bề tôi, biểu thị ý cung kính. Vũ Hoàng Cổ Đế cầm lấy quyền trượng, hơi tường tận, mỉm cười nói, rất tốt. Hồng Xuân Thu nói, chỉ là, vì thay truyền thuyết trượng, tích góp năng lượng, Diệp gia lão tổ kém không nhiều là chết. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh một tiếng, nói, vậy Diệp gia lão đầu sao? Để cho hắn chết liền tốt nhất, Diệp gia đều không phải là người tốt lành gì, giết hết càng sạch sẽ, nếu không cùng luân hồi chi chủ đi lên, bọn họ tùy thời muốn phản bội. Hồng Xuân Thu đứng gần ở bên cạnh, chỉ là cười khổ, vậy không đáp lời. Vũ Hoàng Cổ Đế khẽ vuốt ve vậy quyền trượng, khóe miệng vuốt một chút cười nhạt, thiên nữ, ngươi ngày rỗ không xa. Thiên Thanh Vực, biên giới lãnh thổ. Hai bóng người, biến dạng hư không, đáp xuống, chính là Diệp Thần cùng Dạ Vô Tấn. Diệp Thần ngắm nhìn phía trước thế giới, Thiên Thanh Vực mênh mông vô biên, sơn thanh thủy tú, linh khí vô cùng đậm đà, so với vực ngoại là đậm đà nhiều. Trong không khí bất hủ linh thế chấp, đậm đà đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước, nếu như cuộc sống ở cái loại này thế giới, coi như là người phàm, đều có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Đây mới thật là thượng vị giả thế giới, trong không gian hàm chứa rất nhiều ảo diệu quy luật, thế giới phép tắc cấu tạo,
rõ ràng so hạ giới phức tạp nhiều, vậy tuyệt diệu được nhiều, vững chắc được hơn. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu như là tại hạ giới, hắn một kiếm có thể bổ ra cả thế giới, để cho trăm triệu tỷ vạn tinh cầu, toàn bộ nổ tung, cho tàn đều sẽ không còn dư lại. Nhưng ở Thiên Thanh vực mà nói, một kiếm khai sơn đã là cực hạn, bởi vì nơi này thế giới quy luật, không gian quy luật, thời gian pháp tắc, chân thực quá vững chắc. Đây mới thực sự là cấp trên thế giới à. Diệp Thần thật sâu xúc động, xem Thiên Thanh vực như vậy giới vực, thái thượng thế giới có thiên thiên vạn vạn nhiều, không thể thắng đếm. Hắn là sâu đậm cảm thấy, thái thượng thế giới mênh mông cùng khoáng đạt, cho dù là vũ hoàng cổ đế cường giả loại này, cũng không thể theo dõi hầu như không còn. Nếu như Diệp Thần muốn lánh đời tỷ cư, vạn khư cũng không nhất định có thể tìm được hắn, bởi vì thái thượng thế giới giới vực, thực ra quá nhiều, người trốn một chút giấu đi vào, như kim rơi đến lớn hải lý, muốn mò cũng không mò được. Từ góc độ nào đó mà nói, đến thái thượng thế giới, cũng coi là đến vô cùng vui thiên đường, chỉ cần ngươi là ôm trước ẩn cư ý niệm, vĩnh viễn không bại lộ hơi thở, người ngoài cơ hồ không thể nào tìm được ngươi. Dĩ nhiên, Diệp Thần còn có gánh vác sứ mạng, tự nhiên không thể nào như thế trốn tránh trách nhiệm, lánh đời ẩn cư. Tôn chủ, chúng ta muốn cùng Thiên Thanh Minh, cướp đoạt Thiên Huyết Thần Đan, chỉ sợ khó hơn lên trời à. Dạ Vô Tẫn nắm trường kiếm, ngước nhìn phía trước mênh mông thế giới, một hồi lo âu. Mảnh thế giới này mặc dù mênh mông, nhưng đều là Thiên Thanh Minh địa bàn, chỉ cần dám cướp đoạt Thiên Thanh Minh đồ, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Diệp Thần gật đầu một cái, tự nhiên cũng biết nguy hiểm, hắn sử dụng tinh thiên thủy kính, ánh chiếu thiên cơ, chính là phát hiện, Thiên Thanh Minh đệ tử, đã bắt đầu cướp đoạt Thiên Huyết Thần Đan. Vậy ba viên Thiên Huyết Thần Đan, núp ở một phiến trong địa cung. Lúc này, địa cung đã mở cửa, chừng mấy trăm người, tràn vào địa cung bên trong, tìm kiếm Thiên Huyết Thần Đan. Vậy mấy trăm người bên trong, có hơn phân nửa, là Thiên Thanh Minh đệ tử. Còn có một phần chia, là tới từ những giới khác vực, muốn mạo hiểm chia một chén canh người. Thiên Thanh Minh đệ tử, đối bộ phận này người không chút khách khí, nếu như đụng đầu, liền trực tiếp giết. Bởi vì Thiên Thanh vực là bọn họ địa bàn, bọn họ có thể mượn địa mạch phong thủy sắc bén, số người lại nhiều, cho nên có thể nói là thế như trẻ tre, cơ hồ không người có thể ngăn cản bọn họ, một cái cổ thi thể ngã xuống, máu thịt tung tóe. Diệp Thần từ tinh thiên thủy kính bên trong, có thể thấy địa cung bên kia, chém giết thảm thiết hình ảnh. Dạ Vô Tẫn thấy hình ảnh kia, cũng là nuốt nước miếng một cái, nói, tôn chủ, nếu là chúng ta đi bên kia, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt gì chỗ. Thiên Thanh Minh số người rất nhiều, lại kiêm cái khí vận địa lợi, Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn chỉ có hai người, một khi đụng đầu, vậy thật là khó giải quyết. Diệp Thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng là cảm thấy tình thế gay gắt. Hắn dựa vào tinh thiên thủy kính suy diễn, đã ánh chiếu đến vậy ba viên Thiên Huyết Thần Đan chỗ, ngay tại địa cung chỗ sâu nhất một ngôi đại điện bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể đi cướp lấy. Bởi vì hiện tại chém giết chính là kịch liệt. Hắn chỉ cần một xông vào địa cung, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Tôn chủ ngươi xem, sử sách tiên tông người, cũng ở đó bên. Dạ Vô Tẫn chỉ hình ảnh, một hồi ngạc nhiên nói. Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền thấy trong hình, có một cái sách đồ sộ bút thiếu nữ, tướng mạo nhìn như hết sức quen thuộc, chính là sử sách tiên tông Thiên Kim tiểu thư, Nam Cung Vui Vẻ. Trước đây cách lửa cảnh, Diệp Thần đã từng Nam Cung hớn hở trợ lực. Không nghĩ tới nàng lại có thể cũng tới Thiên Thanh vực, còn muốn cướp đoạt Thiên Huyết Thần Đan. Nam Cung Vui Vẻ dưới quyền, mang mấy cái tầng dưới chót thiên quân, ở Thiên Thanh Minh dưới áp lực, có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng hình dáng đã là đặc biệt chật vật, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Dạ Vô Tẫn có chút nóng nảy, nói, tôn chủ, chúng ta muốn không nên đi qua cứu người. Diệp Thần một tiếng giễu cợt, nói, chúng ta tự lo không xong, người còn muốn cứu người. Dạ Vô Tẫn ngạc nhiên, không lời chống đỡ. Diệp Thần nhìn địa cung bên trong rất nhiều chém giết hình ảnh, ánh mắt không ngừng lóe lên, suy nghĩ giải quyết cùng đoạt bảo cách. Nhâm Phi Phàm đang bế quan, sớm chút cướp được Thiên Huyết Thần Đan, là có thể về sớm một chút giúp hắn, nếu như chỉ hoãn quá lâu, chỉ sợ hắn phải ra chuyện. Mộ chủ đại nhân, lão phu ngược lại là có cái biện pháp. Lúc này, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hỗn độn đất đế thanh âm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói tiền bối, ngươi có biện pháp gì?
Hỗn độn đất đế đạo, lão phu tinh thông hệ thổ thần thông, trước đây lại gặp qua vậy thần nữ Mộc Âm Hy, mặt đất huy giận sát phạt, rất có cảm ngộ chỗ. Lão phu có thể chế tạo một tràng động đất, để cho vậy địa cung sụp đổ, quy luật mất đi, đem tất cả người mai táng đi vào, như vậy thứ nhất, chúng ta là được thuận lợi cướp lấy thiên huyết thần đan. Diệp thần vui vẻ nói, như vậy quá tốt, vậy xin nhờ tiền bối. Chủ ý quyết định, Diệp thần đơn giản và Dạ Vô Tẫn nói kế hoạch, liền dẫn hắn ngự gió đi vậy địa cung bay đi. Tuy nói có thể biến dạng không gian, nhưng đối với linh khí tiêu hao không cạn, hay là trực tiếp phi hành, tương đối tiết kiệm thể lực, dẫu sao chờ lát nữa có thể có một tràng ác chiến. Rất nhanh, hai người đi tới vậy địa cung. Chỉ gặp địa cung lối vào, có mấy cái thiên thanh minh cường giả ở canh giữ trước, vừa nhìn thấy Diệp thần và Dạ Vô Tẫn hai người, chính là kêu lên, người nào? Thương! Dạ Vô Tẫn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền rút ra trường kiếm, loạn mưa kiếm đạo bùng nổ, đem vậy mấy cái chấn thủ cường giả, toàn bộ chém bể thành thịt phiến. Diệp thần gật đầu một cái, mở ra tinh thiên thủy kính, theo dõi thiên cơ, hướng bên trong chiếu một cái. Chỉ gặp trên đất cung bên trong, từ vùng khác tới võ giả, cơ hồ đều bị thiên thanh minh giết hết, chỉ có sử sách tiên tông thiên kim tiểu thư Nam Cung vui vẻ, may mắn mang người thủ hạ tránh thoát. Nàng núp ở một gian thiền điện bên trong, không lấy được thiên huyết thần đan, lại bỏ không được rời đi. Dạ Vô Tẫn nói, tôn chủ, người muốn phát động động đất, nhưng chớ đem Nam Cung tiểu thư vậy chôn vào, nàng dẫu sao là bạn của chúng ta. Diệp thần nói, ta tự nhiên hiểu được. Diệp thần chỉ điểm một chút ở tinh thiên thủy kính bên trên, đem tự thân ý chí, thả ra ngoài, hướng Nam Cung vui vẻ truyền thì thầm. Nam Cung tiểu thư, ta là Diệp thần. Nơi đây lập tức liền muốn sụp đổ, còn xin ngươi mau sớm đi ra. Nam Cung vui vẻ đang mâu thuẫn bên trong, không biết như thế nào cho phải, nghe Diệp thần thanh âm, nhất thời kinh ngạc. Nàng lại không nghĩ rằng, Diệp thần cũng tới thiên thanh vực. Chúng ta mau đi ra. Nam Cung vui vẻ trong mắt đông lại một cái, quyết đoán cực nhanh, nếu Diệp thần muốn nàng rời đi, nàng cũng không rông dài, lập tức mang người thủ hạ đi ra ngoài. Sử sách tiên tông tạp chủng ở chỗ này. Giết bọn họ. Nhưng mà, nàng mới vừa dẫn người thoát đi, nhưng bị một đám thiên thanh minh đệ tử phát hiện. Thiên thanh minh chúng đệ tử, chính là đằng đằng sát khí, hướng nàng đuổi giết tới. Đáng chết. Nam Cung vui vẻ bước nhanh hơn, dẫn người đi bên ngoài chạy khỏi đi. Tiền bối, chuẩn bị động thủ. Diệp thần thu hồi tinh thiên thủy kính, câu thông luân hồi mộ địa bên trong hỗn độn đất đế. Được, mộ chủ đại nhân. Hỗn độn đất đế đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp nhập vào người Diệp thần, tất cả linh khí đều là dốc vào đi vào. Diệp thần bàn tay đè ở địa cung lối ra trên mặt đất, linh khí tách thả ra, hiện ra một cái vàng màu đất trận pháp. Chung quanh mặt đất khí cơ, địa mạch khí lưu, cũng cùng Diệp thần trận pháp này, sinh ra đồng tình, địa cung cũng là ủng ủng khẽ run lên. Lúc này, Nam Cung vui vẻ mang người thủ hạ. Hơi có chút chật vật trốn ra được. Diệp thần đại ca, Dạ Vô Tẫn, là các ngươi. Nàng vừa chạy ra tới, thấy Diệp thần và Dạ Vô Tẫn, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Phá! Diệp thần ở nàng trốn ra được ngay tức thì, lập tức phát động trận pháp. Ung ung! Trận pháp vừa chạy, hỗn độn đất đế hào hùng linh lực hơi thở, chính là thấm vào đến lớn bên trong. Mặt đất kịch liệt chấn động đứng lên, bản khối rạn nứt. Một tràng kinh khủng động đất, ngay tức thì bùng nổ. Tràng này động đất, cuộn sạch chu vi mấy trăm dặm, núi cao vỡ tồi, rừng rậm hủy diệt, nước sông chảy ngược, ùng ùng vang dội, cực kỳ nguy nga. Ai yêu? Nam Cung vui vẻ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đặt chân không yên, ngã nhào ở Diệp thần trong ngực. Mà ở nàng truy binh sau lưng, còn không đuổi theo ra, liền bị từng cục từ địa cung chóp đỉnh rơi xuống đá lớn, hoàn toàn đập thành thịt nát. Trong địa cung, khắp nơi truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Diệp thần mượn hỗn độn đất đế linh lực, trực tiếp phát động động đất, thế giới quy luật cũng là chấn động, toàn bộ địa cung trực tiếp than tháp điệu. Trên đất trong cung mặt, thiên thanh minh mấy trăm người đệ tử, lập tức bị loạn thạch cùng cự nham chìm ngập, không biết bao nhiêu người bị đập chết. Diệp thần đi mặt đất bên trong, dốc vào hào hùng thuộc tính thổ linh khí, cho nên vậy địa cung rơi xuống nham thạch, đều mang kịch liệt hệ thổ sát phạt. Người bình thường căn bản không ngăn được, bị đập một tí sẽ chết. Khoảnh khắc tới giữa, địa cung hoàn toàn sụp đổ, bụi mù lăn lăn phóng lên cao,
bên trong đã không có người sống hơi thở truyền ra. Nam Cung vui vẻ vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần đại ca, ngươi. Ngươi đã phi thăng thiên quân liền sao? Mới vừa hỗn độn đất đế nhập vào người Diệp Thần bùng nổ hơi thở, chính là đạt tới thiên quân cảnh, vô cùng cường hãn. Còn không có, chỉ là một chút tăng lên linh khí thủ đoạn nhỏ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đứng dậy, vỗ tay một cái. Hỗn độn đất đế linh khí, từ trong cơ thể hắn lui về. Hắn lại lần nữa khôi phục trảm ra cảnh giới hình dáng. Nam Cung vui vẻ dụi mắt một cái, xem quan sát quái vật vậy đánh giá Diệp Thần, nói, vậy nói như thế tới, ngươi là dùng biện pháp khác, lặng lẽ tiến vào thái thượng thế giới. Dạ Vô Tấn dứt khoát nói, Nam Cung tiểu thư, chúng ta là vượt biên tiến vào. Nam Cung vui vẻ che miệng, nói, vượt biên, cái này, đây nếu là bị Vạn Khư Thần Điện phát hiện, các ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần khoát khoát tay, ngưng trọng nói, không thời gian nói nhiều như vậy, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhanh lên rời đi. Mới vừa động đất hơi thở, như vậy khủng bố, khẳng định sẽ kinh động Thiên Thanh Minh cao tầng, nếu như không đi nữa, sợ rằng sẽ không đi được. Diệp Thần bàn tay một chiêu, vậy sụp đổ địa cung phế tích, chính là nứt ra. Một cái linh hộp, từ trong phế tích bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần mở ra linh hộp. Chỉ gặp bên trong chứa 3 viên đỏ au đan dược, mỗi một viên đan dược, cũng in một cái chữ thiên, chính là thiên huyết thần đan. Ở động đất trước, Diệp Thần liền phong tỏa thiên huyết thần đan chỗ, cho nên bây giờ là ung dung liền bắt vào tay. Dễ dàng như vậy, liền cướp được thiên huyết thần đan, để cho được Diệp Thần tim, cũng là tăng tốc độ nhảy lên. Vậy 3 viên thiên huyết thần đan, linh khí tương đối đậm đà, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Nếu như dùng làm tu luyện, đúng là có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Vô luận cho Nhâm Phi Phàm đột phá, hay là cho Diệp Thần mình trảm ra, đều có tốt vô cùng tác dụng. Ai yêu, thiên huyết thần đan, người thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Nam Cung vui vẻ có chút khen ngợi, lại có chút hâm mộ nói. Nàng trải qua hung hiểm, cùng Thiên Thanh Minh đệ tử, đấu trí đấu dũng, đều không bắt được một viên thiên huyết thần đan. Nào nghĩ tới, Diệp Thần đến một cái tới. Một tay động đất, táng diệt toàn trường, chính là dễ dàng, đem thiên huyết thần đan cướp được tay. Đi nhanh đi. Diệp Thờ bóp đích một tiếng, khép lại linh hộp, liền dẫn đầu đi Thiên Thanh vực bên ngoài bay đi, Dạ Vô Tẫn và Nam Cung vui vẻ các người, hoảng vội vàng đi theo ở phía sau, đều sợ bị Thiên Thanh Minh Cường giả đuổi giết. Diệp Thần đám người cũng không có biến dạng hư không rời đi, bởi vì đã xé không mở. Ở động đất sau khi phát sinh, Thiên Thanh vực không gian liền bị phong tỏa nghiêm mật. Hiển nhiên, Thiên Thanh Minh cao tầng đã phát giác không đúng, khẩn cấp phong tỏa không gian, muốn đuổi bắt sau lưng đầu sỏ. Diệp Thần các người, thuận tiện lấy nhanh nhất tốc độ, đi ngoại giới bay đi. Một bên phi hành, Nam Cung vui vẻ một bên hỏi, Diệp Thần đại ca, có thể cho ta một viên thiên huyết thần đan sao? Van cầu ngươi hả, thanh âm mang một chút nũng nịu mùi vị. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thiên huyết thần đan cực kỳ chân quý. Ta giữ lại còn chỗ hữu dụng, không thể tùy tiện cho ngươi. Nam Cung tiểu thư, xin lỗi, ngươi là sử sách tiên tông thiên kim tiểu thư, muốn tới tài nguyên tu luyện ưu đãi, cũng không kém cái này một viên đan dược. Nam Cung vui vẻ hơi có chút thất vọng bĩu môi, nói cái này thế gian, chỉ còn lại cuối cùng 3 viên thiên huyết thần đan, ta nếu là lần này không lấy được, sau này đều không cơ hội lấy được rồi, Diệp Thần đại ca, ngươi sẽ đưa một viên cho ta, có thể không? Dừng một chút, lại nói, ngươi ra cái giá, cần gì điều kiện, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần nhìn nàng có chút đáng thương, lại có điểm kiên quyết hình dáng, bỗng nhiên trong lòng động một cái, hỏi, ngươi biết đạo thiên quân phong thần bia rơi xuống sao? Nam Cung vui vẻ ngạc nhiên, nói cái gì thiên quân phong thần bia? Diệp Thần nói, ngươi trước đây cách lửa cảnh, dùng qua một tờ linh phù kia toát ra cổ xưa văn bia. Cuối cùng đem Vạn Khư trấn thủ sắt thép chiến khôi, toàn bộ giết chết. Nếu như ta không nhìn lầm, người linh phù kia ẩn chứa văn bia, chính là xuất xứ từ thiên quân phong thần bia. Nam Cung vui vẻ kinh hãi, nói, vậy, linh phù kia là ra ra ta cho ta, lại có thể và thiên quân phong thần bia có liên quan sao? Diệp Thần nói, người nếu có thể nói cho ta, thiên quân phong thần bia rơi xuống, ta liền đem thiên huyết thần đan cho ngươi. Thiên quân phong thần bia. Rất có thể là bị đảm nhiệm độc hành cướp đi,
mà hiện tại đảm nhiệm độc hành đã chết, thế gian lại vậy không người nào biết, cái này kiện xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, rốt cuộc rơi ở phương nào. Diệp thần đối ngày trước quân phong thần bia, cũng là khá có hứng thú, nếu như có thể có được nói, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Dẫu sao, Nhâm gia chính là dựa vào thiên quân phong thần bia che chở, mới có thể tạo ra nghịch thiên khí vật, sản sinh ra Nhâm phi phàm, Nhâm thiên nữ, đảm nhiệm thanh phong vân. Vân thiên phú tuyệt phẩm người. Nếu như Diệp thần có thể có được thiên quân phong thần bia, hắn thì có đại khí vận thêm thân, phúc trạch vô cùng, chỗ tốt không có thể tưởng tượng. Nam Cung vui vẻ suy nghĩ xuất thần, nói ta không biết đạo thiên quân phong thần bia ở nơi nào nha. Linh phù kia là gia gia ta cho ta phòng thân, ta nào nghĩ tới sau lưng lại có thể và thiên quân phong thần bia có liên quan. Diệp thần không biết làm sao, nói, vậy coi như, lần sau rồi hãy nói. Nam Cung vui vẻ kéo Diệp thần tay, nói, đừng. Diệp thần đại ca, ta hiện tại không biết, nhưng ta có thể đi trở về cha. Ngươi cầm thiên huyết thần đan cho ta có thể dùng vô lượng tiên đan để đổi. Vừa nói, Nam Cung vui vẻ móc ra một cái bình thuốc, đưa cho Diệp thần. Thuốc kia bình là lưu ly chế, nửa trong suốt hình dáng, có thể mơ hồ thấy bên trong, để một viên trong suốt hòa hợp đan dược. Vô lượng tiên đan. Diệp thần ánh mắt hơi sáng, cho dù cách bình thuốc, cũng có thể mơ hồ bắt được, trong bình đan dược mênh mông hơi thở. Nam Cung hớn hở nói, không sai. Vô lượng tiên đan, là dùng vô lượng cảnh cường giả khí huyết, luyện chế được đan dược, cực kỳ chân quý. Ta viên này vô lượng tiên đan, cũng là gia gia ta cho ta, có nghịch thiên hiệu quả chữa thương, vô luận bị nặng hơn thương thế, chỉ cần ăn vào viên này tiên đan, cũng có thể khôi phục. Vô lượng tiên đan, và vô lượng thần khí kém không nhiều, đều là vô cùng là vật chân quý. Vô lượng thần khí, dùng vô lượng cảnh cường giả thi hài chế tạo, mỗi một kiện vô lượng thần khí, cũng đại biểu một cái chết đi vô lượng cường giả, giá trị có thể tưởng tượng được. Mà cái gọi là vô lượng tiên đan, chính là dùng vô lượng cảnh thiên quân khí huyết làm tài liệu chính lưu, luyện chế được đan dược, có dũng khí loại chỗ diệu dụng. Một cái vô lượng cảnh thiên quân, hắn mệnh hồn khí huyết, thường thường chỉ có thể chế tạo ra mấy viên vô lượng tiên đan, cho nên mỗi một viên vô lượng tiên đan, giá trị cũng xa xa vượt qua cao nhất nguyên đan, là hết sức chân quý tồn tại. Nam Cung vui vẻ cầm ra vô lượng tiên đan, muốn đổi Diệp thần thiên huyết thần đan, Diệp thần tuyệt đối không thua thiệt. Dẫu sao, nhiều một viên vô lượng tiên đan, thì chẳng khác nào nhiều một cái bảo toàn tánh mạng cơ hội. Trừ vô lượng tiên đan, ngươi còn sẽ ngoài định mức thay ta điều tra, thiên quân phong thần bia rơi xuống. Diệp thần hỏi. Tôn chủ. Dạ Vô Tấn cảm giác Diệp thần chèn ép Nam Cung vui vẻ, có chút chèn ép được quá độc ác, muốn nói gì. Nhưng Nam Cung vui vẻ cắt đứt hắn, rất dứt khoát đáp ứng Diệp thần, nói ưng. Diệp thần đại ca, người yên tâm, như ta sử sách tiên tông, thật cùng thiên quân phong thần bia có liên quan, ta sẽ giúp ngươi tra rõ nhân quả. Diệp thần đại hỉ, nói, Nam Cung tiểu thư, vậy thì cảm ơn. Vừa nói, Diệp thần liền mở ra linh hộp, đem ba viên thiên huyết thần đan, trong đó một viên lấy ra, giao cho Nam Cung vui vẻ. Nam Cung vui vẻ đại hỉ, dùng vô lượng tiên đan đổi, lại cho Diệp thần một tấm đưa tin phù, nói. Diệp thần đại ca, đa tạ ngươi, nếu như có ngày quân phong thần bia tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Diệp thần gật đầu, nhận lấy đưa tin phù, lại nói, chú ý giữ bí mật, không muốn lộ ra, vạn nhất bị vạn khư phát hiện, vậy cũng không tốt. Nam Cung hớn hở nói, ta cũng hiểu được, ngươi yên tâm đi. Đoàn người ngay lúc nói chuyện, đã bay đến thiên thanh vực biên giới, lại tiến lên trước một bước, liền có thể rời đi nơi đây. Tự do đang ở trước mắt, Diệp thần các người đều là mừng rỡ. Diệp thần trong đầu nghĩ, hy vọng cái này thiên huyết thần đan, đối Nhâm tiền bối thật hữu dụng, không biết Nhâm phi phàm đột phá thành công sau đó, vậy sẽ là hạng huy hoàng khí tượng. Diệp thần liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên bắt được một cổ cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, vội vàng lui về phía sau. Hắn thấy Nam Cung vui vẻ, muốn một đầu xông ra, thật may lanh tay lẹ mắt, đem nàng kéo trở lại. Suy suy suy, ngay tại hai người mới vừa lui về phía sau thời điểm, phía trước hư không, sấm sét nổ tung. Một mảng lớn sấm sét phù văn, mãnh liệt bốc lên, màu tím điện mang đang nhảy nhót, vô cùng lăng liệt kinh khủng sấm sét uy thế, không ngừng nổ ầm. Xem vậy sấm sét uy quang,
chỉ sợ liền phổ thông thiên quân cường giả, cũng không đỡ được. Nếu như không phải là Diệp Thần kịp thời kéo Nam Cung Vui Vẻ, nàng hiện tại đã bị lôi điện nghiền diệt thành tro. Nam Cung Vui Vẻ từ trong quỷ môn quan đi về tới, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run. Dạ Vô Tấn cũng là vô cùng cảnh giác, rút ra trường kiếm bên hông. Ha ha, luân hồi chi chủ, nếu đã tới, cần gì phải đi? Chỉ nghe một hồi tiếng cười âm lãnh, từ phía sau truyền ra. Diệp Thần các người xoay người lại vừa thấy, chỉ thấy một cái trung niên đạo sĩ, ngự gió phiêu lập, đi theo phía sau chi chít, mấy chục cái thiên thanh minh cường giả. Trung niên đạo sĩ kia, cả người linh quang tách thả ra, thấm ra vô lượng cảnh cường giả bàng bạc hơi thở, chính là thiên thanh minh minh chủ, Cổ Thanh Huyền. Cổ Thanh Huyền sau lưng, có một cái cổ xưa ký tự, lóe lên ánh sáng tím, đang không ngừng nhấp nhô. Đó là một cái lôi chữ. 33 thiên thần văn, lôi chữ thần văn. Cái này chữ lôi thần văn, ở Cổ Thanh Huyền linh khí bơm vào hạ, lôi uy ngút trời, phủ đầy tiêu vũ, trên trời tử điện tí tách, khí thế mênh mông, làm người sợ hãi. Diệp Thần, Dạ Vô Tấn, Nam Cung Vui Vẻ các người, nhìn nhau, đều là đánh hơi được vẻ nguy hiểm cùng chết mùi vị, cả người lỗ chân lông cũng dương ra. Cổ Thanh Huyền là vô lượng cảnh cường giả, nơi đây lại là thiên thanh minh địa bàn, bọn họ bị đuổi giết trên, muốn chạy khỏi, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Ở tuyệt đối nguy cơ bao phủ hạ, Dạ Vô Tấn và Nam Cung Vui Vẻ, đều là yên lặng xách binh khí, nghiêm thần mà đợi, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Diệp Thần khẽ cắn răng, sử dụng nhân hoàng thánh đao, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị rút ra đao. Cổ Thanh Huyền thấy Diệp Thần đao, con người hơi có rút một cái, nói, không vô thần khí, nhân hoàng thánh đao. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là đại khí vận người. Nhân hoàng thánh đao. Nhưng mà tam hoàng chí bảo một trong, hoàn chỉnh không vô thần khí à? Coi như là vạn khư thần điện, thiên giới chủ, vũ hoàng cổ đế, hắn có không vô thần khí, truyền thuyết kia trưởng, cũng chỉ là một khối mảnh vỡ thôi, người đao, nhưng là hoàn mỹ tồn tại. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, nhìn chăm chú Cổ Thanh Huyền, muốn tìm hắn khí cơ bên trong sơ hở, chờ cơ hội rút ra đao phản kích. Nhưng, Cổ Thanh Huyền không hổ là vô lượng cảnh cường giả. Cả người lại không có nửa điểm sơ hở có thể tìm ra, cho dù Diệp Thần rút ra đao, cũng không có tuyệt đối chiến thắng đối phương chắc chắn. Một khi nhất kích không trúng, hắn linh khí hao hết, đó chính là chết. Cổ Thanh Huyền cười nói, người có thể rút ra đao sao? Rút ra để cho ta xem, như người thật có thể rút ra nhân hoàng thánh đao, vậy giết ta cũng là như đổ sát heo chó. Nhân hoàng thánh đao mũi nhọn, tuyệt đối không phải thế giới hiện thật người, có thể ngăn cản. Cổ Thanh Huyền cũng không cản được. Nhưng, hắn tin tưởng, không vô thần khí, cũng không phải thế giới hiện thật người, có thể chấp trường. Cho nên, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào rút ra đao ra khỏi vỏ. Không thể ra sao nhân hoàng thánh đao, bất quá là sắt vụn thôi. Diệp Thần ra mặt hơi co rúm, như cũng không tìm được Cổ Thanh Huyền sơ hở, không có thích hợp rút ra đao thời cơ. Cổ Thanh Huyền thấy vậy, cười lạnh nói, xem ra cho dù là luân hồi chi chủ. Vậy không tư cách rút ra đao, ha ha ha, ta đã từng mời qua ngươi nhập minh, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cự tuyệt, vậy ngày hôm nay, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Thanh Huyền thân thể, bỗng nhiên như ưng chuẩn vậy liều chết xung phong ra, lại tự mình động thủ, móng tay hướng Diệp Thần đánh chết đi. Vậy mà nói, vô lượng cảnh cường giả, sẽ không dễ dàng đối tu vi yếu hơn mình người ra tay, lại càng không sẽ chém chết. Bởi vì chỉ cần là giết người, tất lưu lại máu nghiệt nhân quả, sau này rất khó hóa giải sạch sẽ, đặc biệt là ỷ mạnh hiếp yếu, nhân quả máu nghiệt nặng hơn, rất dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, lần này, là Diệp Thần xâm nhập thiên thanh vực, Cổ Thanh Huyền giết người cũng coi là dọn dẹp côn trùng có hại, sẽ không lưu lại nửa điểm nợ máu. Cho nên, hắn không có chút nào cất giữ, vô lượng cảnh uy nghiêm, ở trong phút chốc bùng nổ. Toàn bộ thiên thanh vực thế giới quy luật, đều ở đây rắc rắc sát vang dội, không chịu nổi Cổ Thanh Huyền uy áp, một tấc tấc không gian tan vỡ đi. Vù vù. Vậy chữ lôi thần văn, lại là trực tiếp cùng Cổ Thanh Huyền dung hợp. Cổ Thanh Huyền trong lòng bàn tay, nổ lên ngập trời sấm sét, không có bất kỳ thần thông đạo pháp mánh khóe, liền là thuần túy sấm sét, thuần túy trưởng kích, thuần túy vô lượng uy nghiêm, đánh giết hướng Diệp Thần ngực. Tôn chủ. Diệp Thần đại ca. Dạ Vô Tấn và Nam Cung Vui Vẻ,
ở Cổ Thanh Huyền khí thế uy bách hạ, đều là kinh hoàng đi hai bên thối lui. Cổ Thanh Huyền hung mãnh như vậy một trường, Diệp Thần như thế nào có thể ngăn cản? Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, cả người linh khí toàn bộ tách thả ra, luân hồi thiên kiếm ở sau ót hiện lên, huyết mạch cũng là bốc cháy, nắm chặt nhân hoàng thánh đao, mắt gặp Cổ Thanh Huyền bàn tay một tấc tấc xiết tới, liền muốn rút ra đao liều chết đánh một trận. Cổ Thanh Huyền, người ỷ mạnh hiếp yếu, còn muốn điểm mặt ra sao? Nhưng vừa lúc đó, từng luồng dịu dàng ánh trăng, từ trên bầu trời chiếu sáng xuống. Bầu trời đổi được hắc ám, bóng tối bầu trời bên trong, lơ lửng một vầng trăng sáng. Cẩn thận vừa thấy, vậy thật ra thì không phải mặt trăng, mà là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu bên trong vọng thư thiên châu. Vọng thư thiên châu, Nhược Tuyết tới. Diệp Thần thấy vậy vọng thư thiên châu, nhất thời một hồi ngạc nhiên. Bởi vì, vọng thư thiên châu chính là hạ Nhược Tuyết pháp bảo. Rào. Trên trời ánh trăng tách thả ra, một đạo thân ảnh, từ vọng thư thiên châu trên hiển hóa đi ra, cũng không phải hạ Nhược Tuyết, mà là một cái giả nua ông già. Cổ Thanh Huyền nhìn trên trời ánh trăng, còn có vậy chậm rãi hạ xuống xuống ông già, gương mặt khẽ biến, nói Cổ Thanh Hà, người không ở tinh nguyệt giới hưởng phúc, chạy đến ta thiên thanh vực làm chi. Vậy ông già chính là tinh nguyệt thần giáo trưởng lão, Cổ Thanh Hà. Cổ Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng, cũng không có trả lời thẳng, mà là hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi rời đi trước, ta tới giúp ngươi đối phó thiên thanh minh. Diệp Thần nhìn Cổ Thanh Hà, một mắt tới giữa, liền bắt được đủ loại nhân quả, trong đầu nghĩ. Hắn là tinh nguyệt thần giáo đại trưởng lão, Nhược Tuyết khẳng định cũng tới thái thượng thế giới, cũng đáp ứng hắn chấp trưởng tinh nguyệt thần giáo, thậm chí liền vọng thư thiên châu cũng cho mượn liền hắn. Nếu không, hắn sẽ không mạo hiểm tới cứu ta. Thoáng chốc tới giữa, các loại nhân quả khớp xương, Diệp Thần cũng hiểu được, nội tâm một hồi nóng nảy. Tinh nguyệt thần giáo không hề thái bình, còn có khác nhất phái thế lực đang quấy rối, hạ Nhược Tuyết nếu quả thật đi tinh nguyệt thần giáo, có thể hay không ngồi vững vàng giáo chủ vị trí, đều là không biết số, đối diện không thể nào để cho nàng thừa kế y bát. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều, chỉ có rời đi trước nói sau. Chúng ta đi. Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Vui Vẻ các người, rời đi thiên thanh vực. Muốn chạy. Cổ Thanh Huyền giận dữ, chữ lôi thần văn bùng nổ, một trường cách không bổ ra vạn tiếng sấm, hung hăng hướng Diệp Thần các người đánh tới. Xin lỗi, Cổ Thanh Huyền, người địch thủ là ta. Cổ Thanh Hà lạnh cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên. Khởi động vọng thư thiên châu, sáng trong ánh trăng hạ xuống, hắn giả nua bàn tay, giống như độ lên một tầng bạch ngọc, cử trọng nhược khinh vậy, đem Cổ Thanh Huyền sấm sét thế công hóa giải được. Cổ Thanh Hà trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như không có hạ Nhược Tuyết cho hắn mượn vọng thư thiên châu, hắn còn thật không chắc chắn, ở Cổ Thanh Huyền trên địa bàn, đem đối phương ngăn lại. Đáng chết. Cổ Thanh Huyền rất tức giận, bị Cổ Thanh Hà chặn lại một tí, Diệp Thần các người đã hoàn toàn trốn cởi bỏ. Hắn chỉ khí được thất khiếu bốc khói, vậy ba viên thiên huyết thần đan, vậy toàn bộ bị Diệp Thần mang đi, hắn liền một viên cũng không lấy được. Đây chính là hắn tu luyện cần trọng yếu đan dược. Cổ Thanh Hà, tinh nguyệt thần giáo, luân hồi chi chủ, ta muốn các ngươi chết. Cổ Thanh Huyền dưới cơn giận dữ, liền liền gầm thét. Phú Hoàng cổ đế, luân hồi chi chủ tới, mau rơi xuống thiên phạt, tru diệt luân hồi. Tức giận dưới, Cổ Thanh Huyền đầu óc ngược lại là thanh tỉnh. Hắn biết trong thời gian ngắn, không có thể đột phá Cổ Thanh Huyền ngăn trở, đuổi theo giết Diệp Thần. Cho nên, hắn dứt khoát kêu gọi Vũ Hoàng, muốn mượn Vũ Hoàng cổ đế tay, tru diệt luân hồi. Mặc dù, nếu như Diệp Thần, bị Vũ Hoàng cổ đế giết chết, hắn một chút chỗ tốt đều sẽ không đạt được, nhưng chí ít, có thể phát tiết mối hận trong lòng. Lúc này, Diệp Thần mang Nam Cung Vui Vẻ, Dạ Vô Tẫn các người, đã trốn ra thiên thanh vực, nghe được Cổ Thanh Huyền triệu hoán, bọn họ nhất thời thần sắc đại biến. Ai yêu, Vũ Hoàng cổ đế nếu là hạ xuống, vậy cũng gay gâu hết sức, ta đi trước. Nam Cung Vui Vẻ thật sâu cảm thấy không ổn, nàng tự nhiên cũng biết, Diệp Thần và Vũ Hoàng cổ đế tranh đấu. Hôm nay Diệp Thần, ở Vũ Hoàng cổ đế trước mặt, còn khá là nhỏ bé. Một khi Vũ Hoàng cổ đế hạ xuống, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ. Nam Cung Vui Vẻ không muốn nhảy vũng nước đục này, lập tức mang người thủ hạ, biến dạng hư không rời đi. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn nhìn nhau,
vậy thật sâu cảm thấy uy hiếp, hai người vội vàng xé ra liền một cái không gian chỗ rách, muốn trở lại hạ giới. Nhưng mà, chung quanh không gian, đã loáng thoáng, mang một cổ mãnh liệt ý chí. Đó là thiên giới ý chí. Vũ Hoàng Cổ Đế là thiên giới chủ, đứng ở thái thượng thế giới tầng chót nhất, thái thượng thế giới mênh mông muôn vàn, hắn mặc dù không cách nào ở trong nháy mắt bên trong, phong tỏa tất cả hư không, nhưng lại có thể đem mình thiên giới ý chí, tản ra đi ra ngoài, cùng chư giới đồng tình. Như vậy thứ nhất, người bất kỳ, đều không cách nào chạy khỏi thiên giới ý chí bao phủ, vậy thì là không thể vào rời đi thái thượng thế giới. Diệp Thần và Dạ Vô Tấn, biến dạng hư không, chỉ truyền đến tầng dưới chót nhất thế giới, cũng chính là bọn họ từ Hắc Ám Cấm Hải vượt biên, mới vừa bước vào địa phương. Cái này phiến tầng dưới chót nhất thế giới, không có trọng lực tồn tại, khắp nơi lơ lửng núi đá bụi bậm, rừng rậm cỏ cây, còn có rất nhiều nhiều, cổ xưa tàn toái thi hài, binh khí, pháp bảo vân. Vân, tiếng gió hô hô. Diệp Thần cùng Dạ Vô Tấn, đặt mình vào ở nơi này phiến không có sinh linh, một chút vắng vẻ trong thế giới, nhất thời cảm thấy một hồi trống rỗng. Bất quá, bọn họ trống rỗng, cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, thiên giới ý chí, đã chuyển tới nơi này, ùng ùng vang dội, kịch liệt sôi trào, chấn động không gian, nổ lên ngàn vạn nặng cương phong đợt khí, đem chung quanh lơ lửng núi đá bụi bậm, toàn bộ vặn được nghiền. Diệp Thần và Dạ Vô Tấn, ở đó thiên giới ý chí vặn cắt lấy, cũng là cảm thấy vô cùng hung hiểm, giống như gặp ngàn đao lăng trì. Vô Tận, người tiên tiến tới. Diệp Thần mở ra hoàng tuyển đồ, đem Dạ Vô Tấn thu vào, miễn được hắn bị trực tiếp vặn cổ. Rào. Hoàng tuyển đồ hóa thành một bộ đạo bào, bao trùm ở Diệp Thần trên mình, giúp hắn ngăn cản thiên giới ý chí vặn cổ đánh vào. Nhưng mà, Vũ Hoàng Cổ Đế thiên giới ý chí, uy năng chân thực quá kinh khủng. Ở vô cùng cương phong đợt khí vặn cổ hạ, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người ra biến dạng vậy đau đớn, chỉ sợ không bao lâu, hắn thì phải sống sờ sờ bị xé nát. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới à, người lại có thể có gan tới thái thượng thế giới. Vừa lúc đó, ngày trước giới ý chí lắng xuống, nhưng Diệp Thần cũng không có vui sướng chút nào, bởi vì hắn nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Ùm ùm, chín tầng trời trên bầu trời, Vũ Hoàng Cổ Đế sáng rực như trời. Vô cùng huy hoàng hạ xuống xuống. Hắn một hạ xuống, mảnh phế tích này vậy thế giới, liền an ổn, thế giới quy luật lần nữa khôi phục, giữa trời đất lại có trọng lực. Trôi lơ lửng trên không trung núi đá thổ mộc, rối rít nặng rơi vào trên vùng đất đi. Tầng tầng vòng sáng, từ Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng mở ra. Mỗi một cái vòng sáng, đều là một cái khoáng đạt đại thế giới. Từng cái lớn trong thế giới, đứng sừng sững thiên thiên vạn vạn cường giả. Đều ở đây hô to kêu gào. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Diệp Thần con ngươi hơi co rúc lại, so trước kia bất kỳ một lần, đều biết cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế cường hãn, bá đạo, quân lâm thiên hạ. Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại cái gì nắm giữ hết thảy vương giả, vậy liền Diệp Thần cũng cảm thấy, người này hẳn là Vũ Hoàng Cổ Đế, mà không phải mình. Vũ Hoàng Cổ Đế quan sát Diệp Thần, như nhìn xuống một con kiến hôi. Nói, luân hồi chi chủ, bàn cờ này, là ngươi thua. Diệp Thần ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, thật giống như giải thoát vậy, nói, ta thua. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần làm như vậy giòn nhận thua, không có nửa điểm giãy giụa hình dáng, lại cảm thấy không thú vị, khẽ mỉm cười nói, ngươi còn có một chiêu hậu thủ, còn có một đường sinh cơ, ngược lại cũng không có thua được hoàn toàn. Diệp Thần sửng sốt một chút, ở Vũ Hoàng Cổ Đế lời nói này rơi xuống thời điểm. Hắn liền thấy từng luồng tiên quang, từ trên trời hạ xuống. Lạnh như băng xương khí, bắt đầu ở trong hư không lững lờ, hóa thành tất cả băng hoàng, ngửa mặt lên trời hí kêu, dương cánh, nhẹ nhàng múa lên, sáng đẹp nguy nga. Ở đầy trời băng hoàng vây quanh, một cái phong tư thướt tha tuyệt thế cô gái, tay cầm băng hoàng thiên kiếm, sau lưng mơ hồ có tiên khí nhô lên hồ cầu nguyện nước, quanh quẩn không ngừng, chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Nhâm Thiên Nữ tới. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên người, hầu hạ trước mấy vị thiên quân lão tổ, cao tầng trưởng lão, bao gồm Hồng Xuân Thu ở bên trong, thấy Nhâm Thiên Nữ hạ xuống, đều là kinh hô lên, dục dịch, muốn thừa dịp Thiên Nữ hơi thở không định, giành trước chu diệt Diệp Thần. Vũ Hoàng Cổ Đế khoát tay một cái, dừng lại bọn họ. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần Thiên Nữ ở chỗ này, Diệp Thần liền không chết được. Muốn giết Diệp Thần, chỉ có trước hết giết Thiên Nữ.
thiên nữ tiền bối. Diệp thần thấy nhâm thiên nữ tới, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ không chạng. Nhâm thiên nữ đạp gió mát tuyết rơi, đi tới Diệp thần bên người, trong mắt nhu tình trăm vòng, đầu tiên là bóp một tí Diệp thần cánh tay, sau đó lại sờ một cái hắn ngực, nói. Ừ, thân thể ngươi gông xiềng đã chặt đứt, thân thể quả nhiên so với trước kia bền chắc hơn. Diệp thần cảm thấy xấu hổ, nói, đáng tiếc ta cũng chỉ chặt đứt thân xác gông xiềng, tim gông xiềng chậm chạp không có thể đột phá. Nhâm thiên nữ nhẹ nhàng kéo hắn tay, nói, không sao, ta mang ngươi về nhà, ngươi ở ta hứa nguyện tiên chỉ bên trong, cũng có thể chạm ra, ta sẽ giúp ngươi đột phá tim gông xiềng. Diệp thần nghe lời nói này, có vẻ cảm kích, đang muốn nói gì. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, ngắt lời nói, nhâm thiên nữ, chỉ sợ ngày hôm nay, các ngươi không cơ hội rời đi. Nhâm thiên nữ cầm trong tay băng hoàng thiên kiếm, nhìn thẳng Vũ Hoàng cổ đế, nói, Vũ Hoàng cổ đế, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta quyết chiến, hoàn toàn xé rách ra mặt. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu, nói, Nhâm thiên nữ sắc mặt run lên, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói, ngươi tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng phải giết ta. Nàng tu vi, là vô lượng cảnh tầng 8 trời, so với Vũ Hoàng cổ đế kém một nước, nhưng thật phải liều mạng, nàng cho dù chết, vậy đủ để đem Vũ Hoàng cổ đế tổn thương nặng. Một khi hai bên quyết chiến, ngọc đá cùng vỡ, Vũ Hoàng cổ đế cái mất nhiều hơn cái được. Đây cũng là thiên nữ, dám can đảm nhiều lần khiêu chiến Vũ Hoàng cổ đế sức lực, nàng biết đối phương còn không quyết chiến dũng khí. Nhưng nào nghĩ tới, thời khắc này Vũ Hoàng cổ đế lại tựa hồ như thật muốn quyết chiến. Vũ Hoàng cổ đế cười gằn nói, ai nói muốn ngọc đá cùng vỡ, ta hôm nay muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến hôi. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế trong tay, hiện ra một đoàn quang. Vậy một đoàn quang, không thể danh trạng, không cách nào miêu tả là màu gì và hình dáng, hiển nhiên là xuất xứ từ không không thời không năng lượng. Rồi sau đó, vậy một đoàn quang, ở rất nhiều thế giới hiện thật bơm vào hạ. Dần dần than xúc, có thực tế hình thể, là một khối cổ xưa mảnh vỡ. Giao. Ngay sau đó, mảnh vỡ biến hóa, hóa thành một cái quyền trượng, bị Vũ Hoàng cổ đế vững vàng nắm trong tay. Vậy quyền trượng, màu vàng lưu quang tách thả ra, tràn ra một cổ kinh thiên tuyệt địa quân lâm khí thế, như mãi mãi truyền thuyết, tựa như ai chấp trưởng vậy quyền trượng, ai liền có thể chấp trưởng thiên hạ vậy. Không vô thần khí, truyền thuyết trượng. Nhâm thiên nữ thấy vậy quyền trượng ngay tức thì, bỗng nhiên thất sắc, thân thể mềm mại cũng kịch liệt run rẩy run đứng lên. Diệp thần đang cùng nàng hai tay tướng dắt, có thể cảm nhận được nàng ấm áp mềm nhún tay, lập tức thì trở nên được lạnh như băng cùng cứng ngắc. Diệp thần trong ánh mắt, cũng là mang kinh hãi, nhìn về Vũ Hoàng cổ đế trong tay quyền trượng. Chuôi này quyền trượng, hiển nhiên không phải thế giới hiện thật pháp bảo. Thế giới hiện thật. Không tồn tại hơi thở mạnh mẽ như vậy đồ, vậy chỉ có thể là không vô thần khí. Nhưng, và Tam Hoàng Chí Bảo không cùng, Vũ Hoàng cổ đế trong tay quyền trượng, cũng không có cường hãn đến làm người không cách nào chấp trường bước. Đó không phải là hoàn chỉnh không vô thần khí, mà là một khối mảnh vỡ. Vô số kỷ nguyên trước kia, có rất nhiều cổ xưa chủng tộc, chưa từng không lúc nào không bên trong trốn ra được, bọn họ lộ ra rất nhiều không không thời không pháp bảo. Chính là trong truyền thuyết không vô thần khí. Ở mãi mãi năm tháng rội rửa, phần lớn không vô thần khí, đều đã hư hại. Theo Diệp thần biết, hoàn hảo không vô thần khí, cũng chỉ còn lại có Tam Hoàng Chí Bảo. Nhưng mà, Tam Hoàng Chí Bảo, quá mức cường hãn, hiện thế người trong, không cách nào chấp trường. Thích hợp nhất thế giới hiện thật võ giả, ngược lại là không lành lặn không vô thần khí, cũng chính là không không thần khí mảnh vỡ. Vũ Hoàng cổ đế trong tay quyền trượng, chính là không vô thần khí mảnh vỡ biến thành. Lấy Vũ Hoàng cổ đế uy năng, hắn không thể chấp trưởng Tam Hoàng Chí Bảo, nhưng muốn trưởng ngự một khối mảnh vỡ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, truyền thuyết kia trượng, ở trong tay hắn, kim quang tách thả ra, đỏ nghê lăn, khí tượng muôn vàn, hào hùng quân lâm oai, làm người ta nghẹt thở cùng kiềm chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vũ Hoàng cổ đế cười lạnh nói, nhâm thiên nữ, không nghĩ tới sao, ta truyền thuyết trượng, đã tích đầy năng lượng, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nhâm thiên nữ mồ hôi lạnh nhễ nhại, kéo Diệp thần lui về phía sau mấy bước, liền gương mặt cũng đổi được trắng bệch. Diệp thần cho tới bây giờ không gặp qua, nàng như vậy thất thố hình dáng.
nàng đang sợ hãi. Nhâm Thiên Nữ cũng đích xác đang sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ cầm ra truyền thuyết trượng. Vậy mà nói, không vô thần khí mảnh vỡ, quy luật hư hại, muốn sử dụng, cần tích góp năng lượng. Một khối thần khí mảnh vụn năng lượng tích tụ, thường thường cần mấy chục cái kỷ nguyên thời gian, mới khá tích lũy viên mãn. Nếu như có thể tính bất mãn, lợi hại hơn nữa thần khí mảnh vỡ, cũng chỉ là phế phẩm thôi, không thể phát huy chút nào uy lực. Nhâm Thiên Nữ đã sớm biết, truyền thuyết trượng ở Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, nhưng nàng cũng không để bụng. Bởi vì, nàng kết luận Vũ Hoàng Cổ Đế, trong vòng thời gian ngắn, không thể nào tập đầy năng lượng, phát động truyền thuyết trượng. Nhưng giờ phút này, truyền thuyết trượng kim quang tách thả ra, năng lượng hiển nhiên đã đầy đến không thể lại đầy. Ngươi từ nơi nào thu thập năng lượng? Nhâm Thiên Nữ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hỏi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói, đây là ta bí mật, cũng không thể nói cho ngươi, các ngươi hai cái, ai muốn chết trước, đứng ra. Hắn nắm quyền trượng, quan sát Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ, thật giống như nhìn hai cổ thi thể. Đứa nhỏ, ngươi đi trước. Nhâm Thiên Nữ ánh mắt chuyển động, đột nhiên trở tay một trường, đánh vào Diệp Thần trên ngực, lại giơ cao băng hoàng thiên kiếm, vũ dậy đầy trời băng tuyết, nghịch không hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém chết đi. Thiên Nữ tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng nhu hòa, đem mình đẩy ra, muốn đẩy hồi phía dưới thế giới. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Nhâm Thiên Nữ, rốt cuộc ra tay, không khỏi được vui vẻ cười to, nói. Thiên Nữ, ta chấp trưởng truyền thuyết trưởng. Quân lâm thiên hạ, người ở ta trong mắt, đã là con kiến hôi tồn tại, tội gì vùng vẫy. Vũ Hoàng Cổ Đế nắm quyền trượng, nhẹ nhàng vung lên. Nhâm Thiên Nữ băng hoàng thiên kiếm giết tới, chém ở Vũ Hoàng Cổ Đế quyền trượng trên, phát ra đinh một tiếng vang, lại không thể dung chuyển quyền trượng chút nào, ngược lại mình đã bị một hồi cự lực phản chấn, khí lưu vặn cắt, trên cánh tay quần áo, suy một xuống bể tan tành, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn. Vũ Hoàng Cổ Đế trong tiếng cười lớn, vung lên quyền trượng, liền đem Nhâm Thiên Nữ đánh rơi xuống đất. Thiên Nữ tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Thiên Nữ chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh rơi, kinh hãi được tột đỉnh, lại là thật sâu cảm thấy, Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay quyền trượng lợi hại, lại có thể đáng sợ đến tình cảnh này. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, quyền trượng lại vung lên, một cổ lực lượng bao lại Diệp Thần. Diệp Thần vừa muốn bị Thiên Nữ đưa đi. Nhưng rất miễn cưỡng bị Vũ Hoàng Cổ Đế kéo trở về, ném trên mặt đất, và Thiên Nữ lăn với nhau. Thiên Nữ tiền bối, ngươi thế nào? Diệp Thần ôm lấy Nhâm Thiên Nữ, chỉ cảm thấy thân thể nàng lạnh như băng lợi hại. Mới vừa Vũ Hoàng Cổ Đế một kích kia, đã để cho nàng bị trọng thương. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, Nhâm Thiên Nữ, ta để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương, ta điều tra suy diễn qua ngàn vạn lần. Đại khái tra được Thiên Quân Phong Thần Bia, là bị các ngươi Nhâm gia lão tổ trộm đi. Ngươi vậy lão tổ, thật đúng là hảo tâm cơ à, bề ngoài trang được trung thành cảnh cảnh, một chút dấu vết đều không bại lộ, nào nghĩ tới sau lưng nhưng trộm đi thần của ta bia. Hôm nay nhà ngươi lão tổ đã chết, Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, cái này thế gian, sợ rằng chỉ có ngươi biết được. Nói cho ta, Thiên Quân Phong Thần Bia ở nơi nào, ta cho các ngươi một thống khoái. Ha ha. Thậm chí, ở các ngươi trước khi chết, để cho các ngươi uyên ương sung sướng một tràng, vậy không hại đến đại thể. Nhâm Thiên Nữ khẽ cắn răng, nói, đừng nói ta không biết đạo Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, ta cho dù biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt run lên, chợt lại là cười to, nói, được, rất tốt, vậy các ngươi có thể lãnh cái chết. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế huy động truyền thuyết trượng, một cổ màu vàng kim thần mang. Từ trên trời hạ xuống, như ngày tận thế kiếm quang vậy, hướng Nhâm Thiên Nữ và Diệp Thần đánh chết đi. Cái này đạo kim sắc thần mang phát ra sau đó, truyền thuyết trượng trói lọi, chính là nhanh chóng ảm đạm xuống, trong phút chốc đổi được xem một chi gậy gỗ vậy, mất đi tất cả thần thái, hiển nhiên là đã tiêu hao hết năng lượng, lại lâm vào yên lặng. Mặc dù truyền thuyết trượng, năng lượng hao hết, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn là mặt đầy hân duyệt. Bởi vì... có thể giết chết Nhâm Thiên Nữ và Diệp Thần, hết thảy bỏ ra đều là đáng. Màu vàng kia thần mang, lăng không đánh đánh tiếp, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Nhâm Thiên Nữ, đều cảm thấy đại họa ập lên đầu, lập tức phải bị giết chết. Hứa nguyện tiên trì, sắc. Sống chết trước mắt, Nhâm Thiên Nữ sử dụng hứa nguyện tiên trì,
ngăn ở mình và Diệp Thần trên đỉnh đầu. Suy, màu vàng kia thần mang, đánh chết xuống, bị Hứa Nguyện Tiên Chỉ ngăn trở. Nhưng, Hứa Nguyện Tiên Chỉ ao nước, ở suy suy vang dội, không ngừng bốc hơi, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thần đánh hơi được hơi thở tử vong, vội vàng thiêu đốt lên luân hồi máu tươi, nắm thiên nữ tay, đem tự thân năng lượng chuyển vận đi vào, duy trì Hứa Nguyện Tiên Chỉ phòng ngự. Phí công vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Vũ Hoàng Cổ Đế uyển chuyển than thở, tựa hồ cảm thấy rất là không thú vị cùng nhàm chán. Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ, cũng không nguyện bó tay chờ chết, gắt gao phòng ngự trước. Mộ chủ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Hỗn độn đất đế đem tự thân linh khí, toàn bộ dốc vào đến Diệp Thần trên mình. Đến cuối cùng, hắn thậm chí hy sinh mình thần hồn, tất cả năng lượng cũng dâng hiến cho Diệp Thần. Hỗn độn đất đế, bóng người như khói xương vậy, hoàn toàn tiêu tán đi. Nhưng, mặc dù có hỗn độn đất đế chống đỡ, cũng là như muối bỏ biển. Vũ Hoàng Cổ Đế truyền thuyết trưởng, lực sát thương đích thực quá đáng sợ, Hứa Nguyện Tiên Chỉ phòng ngự bị đột phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Lão, mượn ta lực lượng. Diệp Thần nội tâm gầm hét lên, hướng Hoàng Lão kêu gọi. Hoàng Lão nhưng đánh một cái ngáp, nói, vùng vẫy được chật vật như vậy làm gì, ngược lại không như nhận thua phục chết thôi. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy mệt mỏi cùng ảm đạm, tựa hồ vậy đón nhận thất bại bị giết vận mệnh. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế không có truyền thuyết trưởng mà nói, Hoàng Lão có lẽ sẽ chống lại phản kích. Nhưng, truyền thuyết trưởng chính là không vô thần khí, cho dù chỉ là mảnh vỡ, uy năng bộc phát ra, cũng không phải trong thế gian lực lượng có thể ngăn trở. Từ Vũ Hoàng Cổ Đế vận dụng truyền thuyết trưởng một khắc kia bắt đầu, bàn cờ này, hắn liền thắng chắc, thế gian không có bất kỳ vật gì có thể phản kháng không không thần khí sát phạt. Rắc rắc sát. Ở Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ liều chết ngăn cản, mặt đất cũng rạn nứt, chung quanh hư không, xuất hiện từng cái kẽ hở. Suy rồi. Rốt cuộc, vậy một đạo kim sắc thần mang, chém ra Hứa Nguyện Tiên Chỉ phòng ngự, nổ lên nước lũ, hung hăng đánh vào ở hai người trên người. Phốc xích. Phốc xích. Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ, song song hộc máu, thân thể dọc theo mặt đất kẽ hở, song song rơi xuống. Cái thế giới này đã là thái thượng thế giới tầng dưới chót nhất, lại rơi xuống, đó chính là cổ xưa đi xa di tích tử địa, so hỗn độn còn muốn hoang vu. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy hai người, lại có thể không phải là bị hiện trường giết chết, mà là đánh mất cái hở bên trong đi, nhất thời thật sâu bộ dạng sợ hãi, từ trên ghế đứng lên. Hồng Xuân Thu khom người chúc mừng nói, chúc mừng bệ hạ, rốt cuộc giết chết Nhâm Thiên Nữ và Luân Hồi Chi Chủ. Bót. Vũ Hoàng Cổ Đế trở tay quạt Hồng Xuân Thu một bạt tai, người sau gương mặt, nhất thời liền sưng lên. Người mù mắt sao, không thấy bọn họ rơi xuống. Vũ Hoàng Cổ Đế giận dữ. Hồng Xuân Thu hoảng hốt vội nói, bọn họ bị truyền thuyết trưởng đánh trúng, chỉ sợ đã chết. Vũ Hoàng Cổ Đế cặp mắt giấy lên lửa giận, thật sâu cảm thấy bất an, nói, cho ta tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vũ Hoàng Cổ Đế biết rõ Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ khí vận bàng bạc, cả người cái luân hồi huyết mạch, một cái khác có bữa quân phong thần bia che chở, chỉ cần để cho bọn họ có một chút xíu sức sống, đều có giết ngược có thể. Giờ phút này, truyền thuyết trưởng đã hoàn toàn ảm đạm không sáng, lần sau muốn tích lũy đầy năng lượng, cũng không biết muốn đợi tới khi nào. Một khi thiên nữ không có chết, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không chắc chắn lại trấn áp nàng. Dạ, bệ hạ. Hồng Xuân Thu lật đật mang một nhóm cường giả, đi xuống tìm kiếm Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ tung tích. Lại nói Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ hai người, một đường đánh mất, không biết rất bao lâu, cũng chưa tới cuối, thật giống như ở trong vô tận vực sâu xa vào vậy. Diệp Thần khó khăn mở mắt ra, phát hiện chung quanh một phiến đen nhánh, không thấy được chút nào ánh sáng, mà hắn đang nắm Nhâm Thiên Nữ tay, bàn tay của đối phương, lạnh như băng đáng sợ. Diệp Thần không biết thiên nữ có còn hay không còn sống, dù sao hắn miễn cưỡng còn dư lại một hơi. Vốn là, ở Vũ Hoàng Cổ Đế quyền trượng dưới sự công kích, Diệp Thần là chết chắc, liền Hoàng Lão cũng ôm phải chết ý niệm, thậm chí liền phản kháng cũng lười được phản kháng. Nhưng ở cuối cùng, Nhâm Thiên Nữ là Diệp Thần chặn lại phần lớn sát thương, Diệp Thần chỉ được một chút nhỏ xíu đánh vào. Mặc dù điểm này nhỏ xíu đánh vào, cũng thiếu chút nữa muốn Diệp Thần mệnh. Nhưng thật may hắn thân xác gông xiềng đã chặt đứt, thể chất tăng lên gấp bội, cuối cùng là miễn cưỡng tùy tiện sống sót,
chính là không biết thiên nữ tánh mạng như thế nào. Huyết Long, đi ra đi. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, Huyết Long bay ra, một tiếng gầm thét, chở Diệp Thần và thiên nữ, bay xuống phía dưới. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc nhìn thấy một điểm ánh sáng mông lung, xanh mưa lất phất, trong suốt như ngọc thạch. Nhìn xuống phía dưới, là một cái thế giới lòng đất, khắp nơi đều là gầy trơ xương quái thạch, và sáng lên đá, cũng không gặp chút nào cỏ cây sinh linh dấu vết, vắng lặng lạ thường, giống như tử địa. Chủ nhân, người không có sao chứ? Huyết Long bay đến vậy thế giới lòng đất, vô cùng ân cần hỏi. Tạm thời còn chưa chết, người đi bên ngoài trông nom. Diệp Thần ôm trước thiên nữ, đi xuống, lại phân phó. Hắn sợ cái này thế giới lòng đất, sẽ có cái gì yêu ma hung thú, hiện tại hắn trạng thái rất là không ổn, nếu như gặp phải tập kích thì phiền toái. Huyết Long liền bay đi ra bên ngoài, bảo vệ canh gác. Diệp Thần ôm trước thiên nữ, chỉ cảm thấy nàng thân thể lạnh như băng, hơi thở yếu ớt được lợi hại. Hắn nắm thiên nữ tay, bơm vào bát quái thiên đan thuật linh khí đi vào. Nhưng không có một chút tác dụng. Vậy bát quái thiên đan thuật, chỉ có thể chữa trị chính hắn, thiên nữ thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng thì không cách nào chữa trị. Thiên nữ hơi hí ra mắt, ho khan hai cái, rất là yếu ớt. Thiên nữ tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng đem nàng ôm lấy. Thiên nữ mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong ngực, nói, đứa nhỏ, ta không nhanh được, trước khi chết, ta có một số việc muốn phân phó ngươi. Diệp Thần nói, không, thiên nữ tiền bối, ta sẽ cứu sống ngươi, ngươi không muốn lo lắng. Thiên nữ lắc đầu một cái, nói ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài, ngươi đi ngay nguyện vọng thần giáo, thừa kế ta đạo thống, ta ở thần giáo phía sau núi trong bảo khố, cất chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, mở bảo khố chú ngữ là. Nàng khó khăn chống đỡ tinh thần, muốn phân phó hậu sự, đem nguyện vọng thần giáo đạo thống truyền thừa cho Diệp Thần. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, thiên nữ tiền bối, người ăn trước hạ viên đan dược này nói sau, người biết không có chuyện gì. Diệp Thần móc ra Nam Cung vui vẻ cho hắn vô lượng tiên đan, lấy ra nhét vào thiên nữ trong miệng. Vô lượng tiên đan vào miệng tan đi, thiên nữ hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, người lại có loại linh đan này diệu dược. Vô lượng tiên đan, cực kỳ chân quý, vậy luyện chế được, dược liệu đều là lấy đột phá tu vi. Củng cố đạo tâm, hoặc là độc dược giết người làm chủ, sẽ rất ít có chữa trị dùng. Nhưng Diệp Thần viên này vô lượng tiên đan, vừa vặn chính là chữa trị dùng, chỉ cần người không chết, uống vào, là được hồi sinh. Thiên nữ ăn vào vô lượng tiên đan, nguyên bản hơi thở yếu ớt, lập tức phấn chấn rất nhiều, liền gò má vậy khôi phục một chút đỏ thắm. Diệp Thần đại hỉ, ôm nàng bả vai, nói thiên nữ tiền bối, người hiện tại thế nào? Trong đầu nghĩ mình quả nhiên là có đại khí vận, mới vừa cùng Nam Cung vui vẻ đổi vô lượng tiên đan, giờ phút này liền phái lên công dụng. Nếu như không có vô lượng tiên đan mà nói, thiên nữ nhất định là phải chết. Thiên nữ còn dựa vào ở Diệp Thần trong ngực, hơi khôi phục một chút hơi thở, nói ta gãy lìa tim, đã nối liền trở về, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương thế vẫn là rất nặng. Diệp Thần tâm niệm vừa động, phá vỡ ngón tay mình, đưa đến thiên nữ mép. Nói thiên nữ tiền bối, ta luân hồi máu tươi, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Thiên nữ sửng sốt một chút, do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, rồi sau đó chính là ngậm vào Diệp Thần ngón tay, nhẹ nhàng mút vào, hút lấy Diệp Thần luân hồi máu tươi. Ở luân hồi máu tươi bồi bổ hạ, thiên nữ hơi thở, quả nhiên rất nhanh khôi phục vững vàng, thương thế khôi phục thấy hiệu quả thật nhanh. Diệp Thần thấy hữu dụng, trong lòng đại hỉ. Nhìn bầu trời nữ trạng thái đã không còn đáng ngại, liền muốn đưa ngón tay rút trở về. Đừng động, không muốn rút ra. Thiên nữ nhưng nắm Diệp Thần cánh tay, không để cho hắn đưa ngón tay rút ra. Diệp Thần ngạc nhiên, nói tại sao? Thiên nữ nói, ta giúp qua ngươi như thế nhiều lần, bây giờ muốn ngươi một chút luân hồi tinh hoa, ngươi còn không muốn cho. Khoan hãy nói, luân hồi máu quả nhiên mạnh mẽ, lại đối với ta loại cấp bậc này cường giả cũng có dùng. Diệp Thần lúng túng xấu hổ nói, thiên nữ tiền bối, người cứ việc hút lấy, ta chịu nổi. Liền tiếp tục đem ngón tay mình, cắm ở thiên nữ trong miệng. Thiên nữ một hồi ôn nhu mút vào, Diệp Thần xốp giòn tê dại à, cảm thấy mình máu, đều phải bị nàng ép khô. Người vậy không nên kêu ta tiền bối,
sau này nếu không chê, liền kêu ta một tiếng tỷ tỷ. Thiên nữ một bên mút vào Diệp Thần ngón tay, lúc này lại lộ vẻ được có chút quyến rũ cùng hoạt bát, như bé gái ở liếm kẹo que vậy, một bên lại nói. Thiên nữ tỷ tỷ. Diệp Thần liền lập tức đổi lời nói, trước đây ở địa ngục giới, Huyễn Mị Hâm để cho hắn kêu tỷ tỷ, hắn là không hề không gọi, nhưng thiên nữ vừa mở miệng, tựa như thì có một cổ ma lực vậy, hắn tự nhiên làm theo liền đổi lời nói. Rất tốt. Thiên nữ rất là hài lòng, liền buông lỏng miệng. Diệp Thần đưa ngón tay rút trở về, ngón tay đã là một phiến trắng bệch, khí huyết bị hút lấy được lợi hại, đầu đều có chút choáng váng. Đang chóng mặt lúc đó, Diệp Thần cảm thấy hai phiến thật mỏng mềm mềm môi, bu lại, sau đó hôn lên mình. Diệp Thần ngạc nhiên, hôn người hắn, dĩ nhiên là thiên nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ lại đột nhiên hôn mình, trong hoảng loạn đem nàng đẩy ra, nhưng lại thật giống như đụng phải cái gì không được vị trí, lúng túng hơn. Ho, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi. Diệp Thần kịch liệt thở một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhâm thiên nữ. Nhâm thiên nữ cười nói, làm sao, không thích sao? Đứa nhỏ, đây coi như là cảm ơn ngươi đan dược và máu. Diệp Thần chóng mặt đầu, thoáng chấn định lại, mới vừa thiên nữ thân hắn thời điểm, đưa cho hắn chuyển vận một hơi linh khí, để cho hắn khôi phục tinh thần, hẳn mục đích chủ yếu là cái này. Không, nhưng, luôn cảm giác là lạ. Diệp Thần có chút tay chân luống cuống, ở trên trời nữ trước mặt, hoàn toàn không có dĩ vãng ổn định. Nhâm thiên nữ che miệng cười duyên, lại gần hướng về phía Diệp Thần nói, nơi này lại không có người ngoài, chúng ta coi như làm sao ẩu tả, cũng sẽ không bị người nhìn gặp. Mới vừa thiếu chút nữa bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, ta tâm cảnh cũng là khai ngộ liền rất nhiều, đời người trên đời, kịp thời vui chơi, ngược lại cũng không muốn kiềm chế mình, nếu không đột nhiên chết, như thứ gì cũng chưa có thử qua, vậy thì thật là thiên đại oan khuất. Diệp Thần không lời chống đỡ, chỉ ngơ ngác nói, thiên nữ tiền bối. Nhâm thiên nữ gắt giọng, lại kêu ta tiền bối. Diệp Thần liền vội vàng sửa lời nói thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ rất là hài lòng, nói, rất tốt. Dừng một chút, nàng lại có chút nghiêm túc nói, chúng ta nguyên khí còn không khôi phục, hôm nay phải mau sớm điều dưỡng. Vừa nói, nàng sử dụng hứa nguyện tiên trì. Vậy hứa nguyện tiên trì, gặp phải truyền thuyết trượng chém, linh khí đã thật to suy yếu. Chỉ còn lại 2-3 thành. Cái này còn dư lại 2-3 thành linh khí, vậy đủ để cho Diệp Thần và thiên nữ, điều dưỡng khôi phục. Lập tức, thiên nữ không cố kỵ chút nào, đưa lưng về phía Diệp Thần, cởi ra liền quần áo, hết sức chân thành gặp nhau, bước vào hứa nguyện tiên trì bên trong, ngâm ở trong ao nước, cười hì hì hướng Diệp Thần móc một cái tay, nói. Đứa nhỏ, người cũng tới đi. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, hắn bàn thạch chi tâm. Ở trên trời nữ trước mặt, lại là không có chút nào tác dụng vậy. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, động tác cử chỉ, cũng làm động tới Diệp Thần tim. Diệp Thần vậy đi vào hứa nguyện tiên trì bên trong, và thiên nữ chung nhau tắm ngâm, dựa vào hứa nguyện tiên trì linh khí, khôi phục tự thân nguyên khí. Thiên nữ thái độ, rõ ràng so với trước kia, mở ra rất nhiều, chút nào cũng không tránh kỵ, và Diệp Thần cùng nhau tắm. Hai người ngâm một ngày. Nguyên khí cũng kém không nhiều khôi phục. Thiên nữ ngắm nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên thật sâu thở dài nói, đứa nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Thiên nữ nói, đáng tiếc tương lai, ta cuối cùng là muốn đích thân giết ngươi. Diệp Thần trong lòng giật mình, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại là hiểu ra. Thiên nữ là đang nuôi heo, nàng kế hoạch, vốn chính là đào tạo Diệp Thần, cùng Diệp Thần lớn mạnh. Nàng nhất kiếm nữa giết chết, chộp lấy lớn nhất luân hồi khí vận chỗ tốt. Hai người cuối cùng là kẻ địch, mà không phải là bằng hữu. Diệp Thần nghe được thiên nữ điểm phá một điểm này, sống lưng rợn cả tóc gáy. Thiên nữ bị sương mù bao gồm thân thể, bơi tới, từ từ đến gần Diệp Thần, đưa tay ra, vuốt ve mặt hắn gò má nói, ta thật là có điểm bỏ không được ngươi, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là phải giết ngươi. Diệp Thần nói, thiên nữ tỉ tỉ. Chúng ta cuối cùng, thủy chung là muốn sống chết gặp nhau. Thiên nữ nói, đúng vậy, ta muốn phi thăng không không, chỉ có đạp ngươi hài cốt đi vào, không không thời không quy luật, càng ngày càng hỗn loạn, muốn phi thăng, vậy so thời đại hồng hoang, khó khăn gấp 100.000 lần, ta muốn chứng đạo mà nói, phải giết chết ngươi, chiếm đoạt ngươi hết thảy,
nếu không tuyệt không chứng đạo cơ hội. Diệp Thần nhếch mép, không lời chống đỡ. Thiên nữ bây giờ đủ loại cử động, như vậy thân mật, sau này nhưng muốn sống chết gặp nhau, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, cho dù lấy hắn đạo tâm bền bỉ, vậy khó có thể tưởng tượng cuối cùng binh khí gặp nhau đáng sợ kết cục. Thiên nữ cười một tiếng, nhẹ nhàng ở Diệp Thần bên tai thở ra một hơi, nói, bất quá, hôm nay chúng ta, ngược lại là có thể không cần phải để ý đến tương lai sống chết, tận tình tiêu giao sung sướng chính là, đáng tiếc ta tu vi vượt qua ngươi quá nhiều, một khi tương hợp, ngươi luân hồi huyết mạch, ngay tức thì liền muốn bị ta ép khô, vậy một bước cuối cùng, nhưng là tuyệt đối không thể làm. Nàng lời nói được vô cùng thẳng thắn lộ liễu, một chút cũng không che giấu, có chút thương tiếc buông lỏng Diệp Thần. Từ Hứa Nguyện Tiên chỉ đi ra, tay một chiêu, băng tuyết khói mù vần quanh, hóa thành một bộ trắng như tuyết quần áo, bao trùm ở trên người nàng, che ở vậy tuyệt đẹp thân thể. Diệp Thần bừng tỉnh mất mát, suy nghĩ xuất thần. Thiên nữ quay đầu lại cười nói, đứng lên đi, cũng một ngày, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không tìm tới nơi này, xem ra chúng ta là hết rơi vào quay về Khư Tử Địa. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, vậy từ Hứa Nguyện Tiên chỉ bên trong đi ra. Mặc vào quần áo, nói, quay về Khư Tử Địa. Thiên nữ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nói thái thượng thế giới, phân chia thiên thiên vạn vạn tầng, có ở đây không biết nhiều ít kỷ nguyên trước kia, có vô số tầng thế giới tan biến, xa vào ở rốt nát thời không bên trong, không ngừng chất đống, tạo thành tử địa, chính là trong truyền thuyết quay về Khư Tử Địa. Quay về Khư Tử Địa, tọa độ mờ ảo, người ngoài không thể nào tìm được. Diệp Thần nghe đến chỗ này, một hồi sợ hãi, nói, người ngoài không tìm được, chúng ta há chẳng phải là vậy không ra được. Thiên nữ cười một tiếng, nói, sợ cái gì, ta có Hứa Nguyện Tiên Trì, rất nhiều cái nguyện vọng liền có thể biết đường ra. Tay nàng một chiêu, Hứa Nguyện Tiên Trì bay trở về, co lại thành một giọt nước, trôi lơ lửng ở nàng đầu ngón tay. Nàng ngưng mắt nhìn một giọt nước, tựa như thấy được vô số nhân quả ảo diệu, khóe miệng chính là gợi lên nụ cười. Diệp Thần thấy thiên nữ mây thưa gió nhẹ hình dáng, cũng biết nàng có chắc chắn, trong lòng đại định. Nơi này là quay về Khư Tử Địa, cất giấu chút cổ xưa pháp bảo, thậm chí có thể có không vô thần khí mảnh vụn tồn tại, người đi theo ta. Thiên nữ hướng Diệp Thần ngoắc tay, dẫn đầu đi về trước phương chạy cướp đi. Diệp Thần triệu hồi huyết long, vội vàng đi theo thiên nữ đi lên. Thiên nữ nói, Vũ Hoàng Cổ Đế có không không thần khí mảnh vỡ, ta phải cũng phải có. Nếu không thế lực không thăng bằng, ta sớm muộn phải bị hắn giết chết. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lấy ra Nhân Hoàng Thánh Đao, giao cho thiên nữ, nói thiên nữ trước. Tỷ tỷ, thanh đao này, người xem có thể hay không rút ra. Thiên nữ nhìn một cái, liền lắc đầu một cái, nói, không cần thử, khẳng định không rút ra được, đây là hoàn chỉnh không vô thần khí, toàn bộ thế giới hiện thật, chỉ có ngươi luân hồi huyết mạch, mới có một chút xíu cơ hội thúc giục, những người khác cũng không được. Ta yêu cầu, là không không thần khí mảnh vỡ. So với hoàn mỹ không sứt mẻ không vô thần khí mảnh vỡ, ngược lại thích hợp hơn thế giới hiện thật người, còn có chấp trưởng có thể. Diệp Thần hồi tưởng lại Vũ Hoàng Cổ Đế, truyền thuyết kia trượng đáng sợ, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nói, không vô thần khí, đúng là đáng sợ, Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, chỉ là một khối mảnh vỡ, thiếu chút nữa giết chết chúng ta. Thiên nữ mỉm cười cười một tiếng. Nói, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần thôi, không vô thần khí mảnh vỡ, quy luật không hoàn toàn, mỗi lần sử dụng, đều cần thu thập đầy năng lượng, một lần thu thập, chính là ngàn vạn cổ thời gian, cực kỳ khó khăn. Ta không biết Vũ Hoàng Cổ Đế, là làm sao tích đầy truyền thuyết trượng năng lượng, nhưng hắn đã dùng qua một lần, năng lượng hao hết, lần sau không thể nào lại dùng, hắn không có năng lực lại giết ta. Diệp Thần chấn động trong lòng, xem ra không vô thần khí mảnh vỡ. Đơn giản là lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy, đại chiêu ở giữa đại chiêu, không động thì thôi, động một cái chính là kinh thiên liệt địa, giá phải trả bỏ ra cũng là to lớn. Này, xem ra chúng ta vận khí không tệ, vậy tìm được không không thần khí mảnh vụn, đứa nhỏ, người thật là ta ngôi sao may mắn à. Thiên nữ bỗng nhiên dừng lại ở bước chân, thanh âm nói chuyện bên trong tràn đầy vui vẻ. Diệp Thần sửng sốt một tí, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước. Có một miếng sụp đổ môn hộ. Cánh cửa kia hộ, vô cùng là cổ xưa, lưu truyền một tầng màu xanh nhạt ánh sáng, môn hộ trên khắc đầy các loại huyền diệu thần văn ký hiệu. Tuy sụp đổ trên đất, tàn tạ không hoàn toàn, nhưng Diệp Thần nhìn cánh cửa kia hộ thời điểm,
nội tâm cũng là cảm thấy một hồi bình tĩnh, tâm cảnh rất là vui sướng, thật giống như thân ở đám mây vậy. Đó là cái gì? Diệp Thần có chút ngạc nhiên nói. Không vô thần khí, chúng diệu chi môn mảnh vỡ. Thiên nữ tiêm vung tay lên, vậy phiến sụp đổ môn hộ, lại lần nữa dựng lên, một hồi chấn động, đem bụi bẩm tích đất cũng đáng nịch liền đi xuống. Chúng diệu chi môn. Diệp Thần càng cảm ngạc nhiên. Thiên nữ nhẹ giọng nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa sơ khai, nổi danh, vạn vật mẫu. Này hai người, cùng ra mà dị tên, cùng vị huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng, Diệp Thần nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng nhưng lại yên lặng, thật giống như có loại đại đạo hay ngộ. Thiên nữ nói tiếp, chúng diệu chi môn, chính là huyền diệu khó giải thích, đại lộ ký thác chỗ, truyền thuyết xuyên qua chúng diệu chi môn, là có thể siêu thoát thực tế, bước vào không không lúc nào không, đạt được vĩnh hằng vượt qua. Thiên nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới chúng diệu chi môn trước, nhẹ nhàng đem cửa hộ đẩy ra. Môn hộ đẩy ra sau đó, là một phiến không thể danh chạc, thần bí khó lường động thiên thế giới, tản ra thanh huyền khí tức cổ xưa. Diệp Thần một hồi khẩn trương, nói cái này thật có thể trực tiếp xuyên qua đi không không lúc nào không? Thiên nữ cười nói, chỉ là truyền thuyết phục, huống chi cái này chúng diệu chi môn, cũng chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng không phải là nguyên vẹn, cũng không khả năng thật để cho người siêu thoát. Thiên nữ khẽ vuốt ve môn hộ, nói chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, cái này chúng diệu chi môn, còn dư lại một nửa năng lượng, đánh giết chưa đủ, nhưng phòng thủ dưỡng sinh dư sức có thừa, ta cùng ngươi si quấn một ngày, đạo tâm như có sở ngộ, nếu như bước vào chúng diệu chi môn, có lẽ có thể để cho ta đột phá. Diệp Thần nghe được nàng lời nói, gương mặt hơi đỏ lên, lại có chút lúng túng. Thiên nữ xì cười một tiếng, nói, làm sao, không thích ta sao? Diệp Thần vội nói, không, không có, chỉ là. Thiên nữ khẽ vuốt ve mặt hắn gò má, nói, không cần nhớ chuyện sau này, buông xuống chấp niệm, trực diện nội tâm, chỉ cần ngươi dưới mắt là vui sướng, vậy thì vậy là đủ rồi. Buông xuống chấp niệm, trực diện nội tâm. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, đây chính là võ tổ và hồng quân, đặc biệt dạy bảo qua hắn, đột phá tim gông xiềng ảo diệu chỗ. Lúc này nghe được thiên nữ nói ra, Diệp Thần càng cảm thấy tâm cảnh sáng sủa, vậy theo bản năng nhích tới gần thiên nữ mấy phần. Thiên nữ bỗng nhiên có chút thay đổi, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nói, được rồi, ở chỗ này chờ ta đi vào bế quan. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói thiên nữ tỷ tỷ, ta thời gian không nhiều lắm. Còn phải đi về Nhâm Phi Phàm tiền bối bên người, ta cùng hắn có trọng yếu ước định. Thiên nữ ai yêu một tiếng, giận trách, ngươi mới vừa cùng ta sống sót sau tai nạn, nhanh như vậy liền quên ta. Chỉ nhớ ngươi Nhâm Phi Phàm tiền bối. Diệp Thần cười khanh khách, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Thiên nữ vừa cười một tiếng, nói thôi, ta sẽ không trì hoãn quá lâu, tối đa một ngày thời gian, ngươi chờ ta là được. Diệp Thần trong đầu nghĩ. Chỉ là một ngày nói, vậy hẳn là tới kịp trở về gặp Nhâm Phi Phàm, liền nói, được, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi mau sớm. Thiên nữ than thở một tiếng, nói, à, đứa nhỏ, xem ra ở ngươi trong lòng, vẫn là tiểu phàm phân lượng, quan trọng hơn một ít, tương lai ta cùng hắn thiên mệnh tranh, ngươi hơn phân nửa là giúp hắn không giúp ta. Diệp Thần yên lặng, cũng không trả lời. Thiên nữ biết Diệp Thần trong lòng, tất nhiên là lưỡng nan, mỉm cười nói, thôi. Ta cũng không ép ngươi, chỉ mong ta tương lai nếu là thật bị tiểu phàm giết, ngươi có thể giúp ta nhặt xác. Diệp Thần nói, thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ nhìn Diệp Thần, suy tính chốc lát, vẫn là đi tới nhẹ nhàng ôm Diệp Thần một tí, tựa hồ là loại nào đó nói tạm biệt, xoay người tiến vào chúng diệu chi môn. Phịch, chúng diệu chi môn đóng lại, tất cả ánh sáng, đều là tiêu tán. Chung quanh rơi vào mờ tối, Diệp Thần cảm thấy không khí đều thay đổi. Trước đây thiên nữ một mực ở hắn bên người, hắn chóp mũi tới giữa, từ đầu đến cuối quanh quẩn đối phương đạm nhã mùi thơm, lúc này thiên nữ tiến vào chúng diệu chi môn tu luyện, vậy đạm nhã thơm dịu vậy biến mất, để cho được hắn một hồi buồn bã. Diệp Thần tâm tình thật là có chút phức tạp, không biết tương lai phải như thế nào đối mặt thiên nữ, thật muốn sống chết gặp nhau, hắn cũng không biết phải như thế nào ra tay. Nhưng dừng một chút, Diệp Thần chính là lắc đầu một cái. Thu liễm lại tạp niệm của nội tâm. Chuyện tương lai nói sau, hiện tại làm hết thảy,
chỉ cần không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nuối, như vậy là đủ rồi. Diệp thần ở chúng diệu chi môn bên ngoài, yên lặng chờ. Thiên nữ vào đi tu luyện, là một chút hơi thở cũng không có tiết lộ ra ngoài, chúng diệu chi môn thủy chung là yên lặng, Diệp thần là một chút tiếng thở cũng dò không nghe được. Rốt cuộc, một ngày sau. Vậy phiến cổ xưa yên lặng chúng diệu chi môn, dần dần tràn ra một món thanh quang, rồi sau đó, thanh quang càng ngày càng nồng đậm, như trời thương huyền, có cực đạo hai uẩn tách thả ra. Rào rào. Cuối cùng, vậy chúng diệu chi môn, bỗng nhiên mở ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng lịch sự tao nhã bóng người, ở cửa thế giới hiện lên, ở ngàn vạn nặng thanh quang, ngàn vạn số tiền lớn quang, ngàn vạn nặng đỏ nghê vây quanh, từng bước một đi ra. Đó chính là Nhâm Thiên Nữ. Thời khắc này Nhâm Thiên Nữ, tu vi hơi thở bạo tăng, vượt xa trước kia, bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Thiên nữ tỷ tỷ, Diệp thần con ngươi có rúc lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, Nhâm Thiên Nữ đã đột phá. Thời khắc này nàng, đã đứng ở đời này võ đạo nhất đỉnh cấp, vô lượng cảnh 9 tầng trời hàng ngũ. Quanh thân của nàng, băng hoàng vần quanh, hứa nguyện tiên chỉ ánh sáng rực rỡ lớn thả. Vốn là, hứa nguyện tiên chỉ bị truyền thuyết trượng chém, hơi thở đã thật to suy yếu. Nhưng giờ phút này, hứa nguyện tiên chỉ linh khí, đã hoàn toàn khôi phục. Thiên nữ đột phá, hơi thở vô lượng vô địch, vậy hứa nguyện tiên chỉ vậy hoàn toàn khôi phục. Oanh! Nàng đột phá khí tức cuồng bạo, thậm chí phóng lên cao, chọc thủng cái này phiến quay về khư tử địa, nghiền nát hàng tỷ nặng không gian bình phong che chở, trực tiếp thông suốt thái thượng thế giới. Thái thượng thế giới ánh sáng, chiếu sáng đến cái này phiến quay về khư tử địa bên trong. Diệp thần ngẩng đầu vừa thấy, có thể thấy thái thượng thế giới mặt trời gay gắt, còn có một đạo đạo thân ảnh, trưng bày ở trên bầu trời cao bên trong, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế các người. Vũ Hoàng Cổ Đế không có tìm được Diệp thần và thiên nữ thi thể, liền vẫn không có rời đi, tìm kiếm khắp nơi. Giờ phút này, thấy thiên nữ đột phá khí tượng, phóng lên cao, vậy khí tượng bên trong, tiên quang kích động, băng hoàng lưỡng lờ, đám người hay đạo uẩn giao hội, để cho được Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Xuân Thu các người, đều là rơi vào to lớn rung động bên trong. Nhâm thiên nữ, người này lại có thể đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế cả người phát run. Nắm truyền thuyết trượng bàn tay, vậy đang không ngừng run rẩy run. Vốn là, đời này bên trong, có thể bước vào vô lượng cảnh 9 tầng trời, chỉ có hắn một cái. Nhưng giờ khắc này, cái này võ đạo nhất đỉnh cấp cảnh giới, lại thêm một người. Đó chính là, Nhâm Thiên Nữ. Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Thiên Nữ không có bị tự giết chết, ngược lại đột phá. Hồng Xuân Thu mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, bệ hạ, thiên nữ đột phá. Như thế nào cho phải? Truyền thuyết trượng năng lượng đã tiêu hao hết. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế còn có thể vận dụng truyền thuyết trượng, có lẽ có thể trấn áp Nhâm Thiên Nữ. Nhưng vấn đề là, truyền thuyết trượng cái loại này không vô thần khí mảnh vỡ, mỗi lần sử dụng đều phải tích góp năng lượng. Hiện tại truyền thuyết trượng năng lượng đã hao hết, muốn lại dùng, trừ phi lại tích đầy năng lượng, nhưng đó là khó hơn lên trời sự việc. Được, rất tốt, Thiên Nữ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá. Thậm chí lấy được rồi chúng diệu chi môn, ngươi Nhâm gia quả nhiên có bữa quân phong thần bia che chở, thân có đại khí vận à. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, xuyên thấu trăm triệu vạn dặm không gian, có thể thấy Nhâm Thiên Nữ và Diệp Thần, đang sóng vai đứng chung một chỗ, bên người đứng sừng sững một tôn môn hộ, chính là chúng diệu chi môn. Hôm nay là ngươi thắng, nhưng ta vạn khư chấn giữ thiên giới, ngươi muốn nghịch phạt ta. Còn xa xa không cái này tư cách. Chúng ta đi. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng không có lựa chọn tái chiến, mà là dẫn người rời đi. Hắn biết, coi như tái chiến, cũng không khả năng đè thêm chế thiên nữ, chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ kết quả, không có ý nghĩa. Thiên nữ tỷ tỷ, Vũ Hoàng Cổ Đế đi. Diệp thần thấy Vũ Hoàng Cổ Đế rời đi, trong lòng đại hỉ, sau đó cảm thấy một cái mềm hồ hồ thân thể xít tới gần. Môi đỏ mọng nhẹ một chút. Thiên nữ như hời hợt, vũ cười quyến rũ nói, ngày hôm nay ta có thể đột phá, chuyển nguy thành an, có ngươi một phần công lao, đây coi như là thưởng ngươi. Diệp thần lúc này đã không lại lúng túng, hoặc là bức xúc cái gì, hắn lựa chọn trực diện mình nội tâm, cho nên rất tự nhiên làm theo, ôm thiên nữ mềm mại eo, nói. Vậy ngươi báo đáp thế nào ta?
có thể hay không đem băng hoàng thiên kiếm, cho ta mượn. Diệp thần nhìn trời nữ bên hông băng hoàng thiên kiếm, nội tâm nhưng là nóng rực. Lần này nói đến khẩn yếu tránh sự, thiên nữ nhưng nghiêm túc, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói ta nói qua, người muốn mượn kiếm, trừ phi trảm ra trăm đạo. Giọng mang một chút không cho phản bác uy nghiêm. Diệp thần trong lòng căng thẳng, hắn còn lấy vì mình và thiên nữ, quan hệ như thế thân mật, có thể là tùy ý là, xem ra vẫn là muốn được quá nhiều. Thiên nữ có mình ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, tuyệt không phải này sao nghe vậy, một khi liên quan đến trọng đại nhân quả, thiết thân lợi ích, nàng sẽ không hùa theo Diệp thần. Thấy Diệp thần có chút mất mát hình dáng, thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, hiện tại ta cũng không thể mượn kiếm cho ngươi, nhưng có thể mang ngươi đi ta băng hoàng giới đạo tràng xem, ta hứa nguyện tiên chỉ đã khôi phục, ngươi cùng ta về nhà, chúng ta cùng nhau nữa ngâm tắm, sung sướng mấy ngày, vậy là có thể. Nàng nói chuyện rất là thẳng thắn, không có gì dè đặt cùng kín đáo, đặc biệt thẳng thừng biểu đạt ra mình ý, chỉ muốn cùng Diệp thần tiêu hồn sung sướng, mặc dù một bước cuối cùng không thể làm, nhưng có thể chung một chỗ gặp nhau, thật là thiên thượng nhân gian, không khỏi vô cùng vui. Diệp thần nội tâm đại động, nhưng nhớ tới Nhâm Phi Phàm còn ở đợi hậu mình, liền lắc lắc đầu nói, lần sau đi, Nhâm tiền bối còn ở đợi ta muốn đi về trước, thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ gặp Diệp thần từ đầu đến cuối nhớ không quên Nhâm Phi Phàm, trong lòng một hồi chướng ý, thở dài nói, được rồi, lần sau gặp lại, các người chú ý Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn sẽ không mặc cho tiểu phàm đột phá. Diệp thần nói, vậy ta cáo từ trước, nói xong liền xoay người rời đi. Diệp thần rời đi thái thượng thế giới, trở lại hắc ám cấm hải, chỉ cảm thấy mình xem giống như nằm mơ, đi bộ đều là nhẹ bóng, rất không nỡ. Thiên nữ đổi được lái như vậy thả cùng nóng rực, thật là để cho Diệp thần như mộng như ảo, như ở đám mây. Hoặc là nói, nàng vẫn luôn là lái như vậy thả, chỉ là đè nén mình. Cho đến giờ phút này, thiếu chút nữa bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, nàng mới rõ ràng sinh mạng chân lý, quyết định quý trọng trước mắt, cho nên lại nữa che giấu mình cảm tình. Diệp thần trong lòng lại là vui mừng, vừa lo lắng, cái này chỉ sợ là một đoạn nghiệt duyên, sẽ không có kết quả tốt. Lắc đầu một cái, hắn tự nhiên cũng là tuân theo nội tâm lựa chọn, cũng không có lại lo lắng quá nhiều, không thẹn với lương tâm là được. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới chóp đỉnh, Vũ Hoàng thiên giới bên trong. Vũ Hoàng Cổ Đế sát vũ mà về, toàn bộ vạn khư thần điện, bầu không khí đều là vô cùng kiềm chế. Thiên nữ đột phá đến vô lượng cảnh tầng thứ 9, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng nhau, chung nhau đứng ở thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp, tin tức này. Tự nhiên cũng là để cho được vạn khư thần điện, lòng người bàng hoàng. Tuy nói lấy vạn khư thần điện nội tình, hùng phách thiên giới, còn không có người nào có thể dung chuyển, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, tương lai ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Vũ Hoàng Cổ Đế thật sâu cảm thấy uy hiếp, lo lắng trùng trùng. Trong đại điện, Hồng Xuân Thu chắp tay bẩm báo, bệ hạ, hạ giới tựa hồ có huyết nguyệt khí tượng truyền tới, Nhâm Phi Phàm tựa hồ cũng phải đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế lông mày nhướn lên, tức giận nói, Nhâm thiên nữ đã đột phá, nếu như Nhâm Phi Phàm lại đột phá, Nhâm gia muốn vô địch, ta còn như thế nào có thể trấn áp bọn họ. Hồng Xuân Thu yên lặng cúi đầu, không dám làm tiếng. Trong đại điện cái khác cao tầng các trưởng lão, cũng là cúi đầu, e sợ cho bị Vũ Hoàng Cổ Đế gọi tới, phái đi ra ngoài đối phó Nhâm Phi Phàm, vậy thì phiền toái. Nhâm Phi Phàm mũi nhọn, sát phạt vô địch. Toàn trường tất cả trưởng lão, cũng là không dám nhìn thẳng, bao gồm Hồng Xuân Thu ở bên trong. Thôi, chỉ có để cho thiên lý ra tay, mới khá đem Nhâm Phi Phàm trấn áp. Vũ Hoàng Cổ Đế than thở một tiếng, rồi sau đó chính là truyền ra thiên giới ý chí, tuyên cho đòi thiên lý. Hồng Xuân Thu các người, biết mình không cần đi đối mặt Nhâm Phi Phàm, đều là thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng Cổ Đế phất tay một cái, đám người chính là lui xuống. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện, nổi lên một đoàn quang. Vậy một đoàn quang, hoàn toàn là quy tắc cùng đạo pháp tụ hợp, thả ra hòa hợp minh mông hơi thở. Rồi sau đó, vậy đoàn quang không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành một cái mày kiếm tinh mắt nam tử. Thiên lý, thật lâu không gặp, người cũng có thể hiển hóa như vậy hình người. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy thiên lý xuất hiện, thậm chí có thể để cho người cảm giác không hay, thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiển nhiên, thiên lý tu vi, cũng có đột phá. Ta hiểu vô vô thiên thư,
đã lĩnh ngộ một chút không không bí ẩn, có chút đột phá. Thiên Lý tự đắc cười một tiếng, sau lưng có một quyển cổ thư lững lờ, chính là trong truyền thuyết Vô Vô Thiên Thư. Vô Vô Thiên Thư, hàm chứa vô số kỷ nguyên, vô số tiên nhân, đối không không thời không chiết tư, có cực lớn ảo diệu chỗ. Lúc này Thiên Lý hiểu Vô Vô Thiên Thư, tu vi tiến nhiều, có thể hiển hóa thân thể con người, đây là Vũ Hoàng Cổ Đế không có nghĩ tới. Vũ Hoàng Cổ Đế tỉnh bơ, cười nói, rất tốt, hôm nay Nhâm Phi Phàm sắp quật khởi, ta xem chỉ có ngươi, mới khá ngăn trở hắn. Một khi Nhâm Phi Phàm đột phá, ngươi Thiên Lý vị, chỉ sợ lại cũng không giữ được. Thiên Lý cười nói, như Nhâm Phi Phàm quật khởi, ngươi cũng phải không ngủ yên giấc chứ. Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười không nói, nói ta khó mà hạ xuống đi xuống, chỉ có dựa vào ngươi ra tay. Thiên Lý cười nói, ta cũng đang có ra tay giải quyết Nhâm Phi Phàm ý, mời ta mượn ngươi một cái thiên giới kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe được Thiên Lý muốn mượn kiếm, ra mặt hơi co rúm. Cái gọi là thiên giới kiếm, liền là khí vận kiếm, do trời giới địa mạch gió thủy linh khí hội tụ mà thành, ngàn năm mới sản sinh ra một cái. Vậy thiên giới kiếm ra đời sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế liền đem trấn thủ bốn phương, củng cố thiên giới thế giới quy luật, như vậy thứ nhất, liền có thể để cho vạn khư thần điện, thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp, khí vận vô địch, hùng phách thiên hạ. Thiên Lý thấy Vũ Hoàng Cổ Đế khổ sở hình dáng, nói, làm sao, không chịu mượn sao. Vũ Hoàng Cổ Đế hắc đích một tiếng cười, nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết Nhâm Phi Phàm, mượn ngươi một thanh kiếm thì như thế nào. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế vung tay lên, vạn khư thần điện chỗ sâu, chính là có một thanh phi kiếm nổ bắn ra tới, rơi xuống Thiên Lý trong tay. Phi kiếm kia toàn thân sáng bóng, hội tụ hào hùng thiên giới ý chí, nguyện lực minh mông, uy năng vô địch, là đại khí vận tượng trưng. Xem Thiên Lý, Nhâm Phi Phàm loại cấp bậc này cao thủ, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là bề ngoài tu vi, khí vận vậy rất là mấu chốt. Thiên Lý lấy được thiên giới kiếm, khí vận tăng lên gấp bội, trong lòng đối với chiến đấu thắng bại, chính là nhiều một phần chắc chắn. Nhâm Phi Phàm khí vận thông trời, tu vi vô địch, ta lần này đi xuống, vậy không chắc chắn có thể giết chết hắn, nhưng có nắm chắc đem hắn tổn thương nặng. Thiên Lý cũng không có đem lời nói đầy, đổ cầm thiên giới kiếm, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chắp tay một cái. Ta sẽ chặt xuống hắn một cánh tay, mang về gặp ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế vuốt râu cười nói, rất tốt. Hắn biết Nhâm Phi Phàm thật khó giết chết, chỉ cần làm thương nặng đối phương, có thể gây tổn thương cho tổn đến đối phương căn cơ, hắn vậy vô cùng hài lòng. Lập tức, Thiên Lý liền tạm biệt Vũ Hoàng Cổ Đế, mang Vô Vô Thiên Thư cùng thiên giới kiếm, lướt đi hạ giới. Lúc này, Diệp Thần trở lại Bắc Mãng Tổ Địa, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết đã không có ở đây, chỉ có Thái Thượng Thế Giới truyền tới một đạo phù chiếu. Phù chiếu trên nói, Hạ Nhược Tuyết đã đi theo Cổ Thanh Hà, đi Tinh Nguyệt Thần Giáo, chuẩn bị thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế Y Bát, chấp trưởng Tinh Nguyệt Giới Đạo Thống. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, biết Hạ Nhược Tuyết thật đi Thái Thượng Thế Giới, tất nhiên kinh hãi. Nhược Tuyết, người thật là... Diệp Thần trong lòng lại là cảm kích, vừa áy náy. Hắn biết Hạ Nhược Tuyết hành động này, hoàn toàn là vì mình. Nếu như không phải là muốn bảo vệ mình, nàng cũng không khả năng một thân một mình, đáp ứng Tinh Nguyệt Thần Giáo yêu cầu. Phải biết, Tinh Nguyệt Thần Giáo bên kia, cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là dòng nước ngầm mãnh liệt. Hạ Nhược Tuyết thật đi qua, có thể hay không thuận lợi thừa kế Y Bát, bước lên Vô Cùng Giáo Chủ, đều là không biết số. Nhâm tiền bối đâu? Diệp Thần hướng Kỷ Tư Thanh các người hỏi, lần này đi Thái Thượng Thế Giới, hắn thu hoạch rất nhiều, mặc dù trước mắt vẫn là không có rõ thám biết đến thiên bia rơi xuống, nhưng chỉ thuận lợi bắt được thiên huyết thần đan, hơn nữa còn có hai viên. Nhâm tiền bối còn đang bế quan, hơi thở chìm nổi không chừng, cũng không biết có thể hay không đột phá thành công. Kỷ Tư Thanh khá có chút lo âu nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cũng biết đột phá khó khăn. Lật đật chạy đi Nhâm Phi Phàm nơi bế quan. Phải biết, thiên nữ có thể đột phá thành công, là dựa vào chúng diệu chi môn. Nhâm Phi Phàm muốn đột phá, phải cũng phải có chỗ ỷ lại. Thiên huyết thần đan, chính là thích hợp nhất phụ trợ đột phá đan dược. Diệp Thần đi tới nơi bế quan, liền nghe được núi sâu bên trong, truyền ra Nhâm Phi Phàm thanh âm. Thằng nhóc, trở về được thật sớm, thiên huyết thần đan lấy được rồi sao? Nhâm tiền bối. Lấy được rồi.
Diệp Thần lật đật đem vậy linh hộp móc ra, linh hộp mở ra, hai viên thiên huyết thần đan chứa ở bên trong. Rất tốt, so ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Nhâm Phi Phàm thanh âm thanh tĩnh lại, mang một chút vui vẻ. Diệp Thần cười khổ một tí, thật ra thì lần này đi thái thượng thế giới, không hề thuận lợi, cũng không nhẹ nhõm, hắn thiếu chút nữa đều chết hết. Bất quá, vì không quấy rầy Nhâm Phi Phàm, hắn tự nhiên không có nói tỉ mỉ. Vù vù, một viên thiên huyết thần đan, tự động từ linh trong hộp bay ra, đi trong núi sâu bay đi. Nhâm Phi Phàm chỉ cần một viên đan dược, một viên khác để lại cho Diệp Thần, tương lai trảm ra sử dụng. Có thiên huyết thần đan phụ trợ, ta đột phá tất sẽ thành công, ở ngày hôm nay trước mặt trời lặn, ta liền có thể xuất quan. Nhâm Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt nói. Diệp Thần đại hỉ, nhìn sắc trời một chút, lúc này mặt trời di chuyển về Tây, đã là buổi chiều, khoảng cách mặt trời lặn, tối đa liền 4 tiếng. Nói cách khác, 4 tiếng sau đó, Nhâm Phi Phàm liền có thể đột phá xuất quan. Nghĩ đến Nhâm Phi Phàm, cũng có thể bước vào vô lượng cảnh nhất đỉnh cấp, Diệp Thần nội tâm chính là một vui mừng như điên, không biết vậy sẽ là như thế nào cảnh giới. Hắn liền ở nơi bế quan bên ngoài, yên lặng chờ. Đợi không 15 phút, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất, kịch liệt chấn động lên. Ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời bên trong, khắp nơi toát ra một đoàn đoàn trắng xóa chói lọi. Mênh mông thiên lý quy luật, ở khắp nơi hỗn loạn, như có bữa cơn giận lửa, kịch liệt bùng nổ. Bầu trời bên trong, rất nhanh nổ lên sấm sét, bão tuyết, mưa xối xả, gió lớn, hô hô vang dội, giống như ngày tận thế. Rào 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 rào. Mưa như chút nước mưa to, rơi vào Bắc Mãng tổ địa trên đảo. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, đều là một hồi chấn động ngạc. Diệp Thần bắt được nguy hiểm, lập tức đem Huyết Long, Tiểu Hoàng, Dạ Vô Tấn, Vậy Triệu Hoán liền đi ra. Ở động trời mưa xối xả cùng trong gió tuyết, một đạo thân ảnh dần dần hiển hóa liền đi ra, cả người còn quấn ngàn vạn nặng tinh mang, huy hoàng như cổ xưa thần minh, sau lưng thiên thư lững lờ, trong tay nghiêng nắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, lại là vâng chịu thiên giới ý chí, có bữa giới đại khí vận, mênh mông muôn vàn. Thiên lý. Diệp Thần thấy thân ảnh kia, nhất thời cả kinh thất sắc. Đó chính là thiên lý, hơn nữa đã có thể hiển hóa hình người. Nhâm Phi Phàm, đi ra đi, người ta tới giữa, cũng là thời điểm một phần cao thấp. Ta đây muốn xem, người cái này nhâm ra thiên mệnh, có thể hay không thay thế ta thiên lý vị trí. Thiên lý thanh âm vang vọng. Xa xa truyền ra ngoài, để cho được Bắc Mãng tổ địa quy luật chấn động, rừng rậm tốc tốc rung, thiên sơn vạn hác tới giữa, cũng vang lên hồi âm. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Nhâm Phi Phàm cũng không trả lời, hắn hiển nhiên là thuộc về đột phá nguy cấp. Bảo vệ Nhâm tiền bối đột phá, kiên trì đến mặt trời lặn. Diệp Thần gầm thét một tiếng, nhanh chóng quyết đoán, phân phó. Dạ, chủ nhân. Tiểu Hoàng lập tức mở ra Bắc Mãng tổ địa bảo vệ đại trận, hình một vòng tròn vòng bảo vệ vậy trận pháp, đem toàn bộ tổ địa bảo vệ được. Trong Bắc Mãng tổ địa cao tầng trưởng lão, rất nhiều các cường giả, cũng là hiện thân đi ra, thấy vậy trôi lơ lửng ở trên trời nam tử, tất cả người đều cảm ngưng trọng. Nam tử kia chính là trong truyền thuyết thiên lý, thời khắc này hắn, chấp trưởng thiên giới kiếm, lại có vô vô thiên thư vần quanh, khí tượng so trước kia bất cứ lúc nào, đều phải huy hoàng bàng bạc. Huyết Long, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Dạ Vô Tấn các người, cũng cảm nhận được thiên lý uy hiếp, rối rít thả ra tự thân linh khí, tăng cường bảo vệ trận pháp. Thiên lý nắm thiên kiếm, hung hăng một kiếm phách đánh tiếp, vậy bảo vệ trận pháp không có động tĩnh, nhưng rất nhiều duy trì trận pháp Bắc Mãng cường giả, nhưng là tại chỗ hộc máu, chán nản ngã xuống đất, hiển nhiên được phản chấn. Ha ha, các người trận pháp này, phòng vệ ngược lại không tệ, nhưng ta muốn xem. Các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Thiên lý khinh thường cười một tiếng, khua kiếm liền chém liên tục ra, từng đạo cuồng bạo kiếm khí, hung hăng chém ở đó bảo vệ đại trận bên trên. Bắc Mãng tổ địa bảo vệ đại trận, cực kỳ cường hãn, thiên lý trong thời gian ngắn, cũng không thể đột phá. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, chỉ cần đem duy trì trận pháp người, toàn bộ động chết, trận pháp kia tự nhiên không đánh tự thua. Nhâm Phi Phàm trước khi mặt trời lặn, đem sẽ xuất quan. Bây giờ cách mặt trời lặn, còn có 4 tiếng, thời gian vậy là đủ rồi. Thiên lý mang mỉm cười, từng kiếm một đánh xuống,
mỗi một kiếm đều có ngàn vạn quân nặng nề, mỗi một kiếm rơi xuống, cũng để cho được không thiếu Bắc Mãng cường giả hộc máu. Nhâm Phi Phàm, người còn không ra, chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ, toàn bộ bị ta giết chết sao?